Đồ thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. Chương 1861, người khủng bố mặt. Ba viên thủy linh châu sáp nhập, tấn thăng làm cao nhất thượng phẩm bảo khí. Diệp Thần Phong thử cùng giữa không trung thủy linh châu câu thông. Bạch, một tiếng, thủy linh châu trong nháy mắt liền chui vào Diệp Thần Phong bên trong thân thể, hắn chỉ cảm thấy trong thân thể là một trận lạnh lẽo sảng khoái cảm giác. Bất quá này cũng không hề cho Diệp Thần Phong mang đến về mặt thực lực đột phá. Diệp Thần Phong muốn thử một chút thôi thúc trong cơ thể viên này thượng phẩm bảo khí Thủy Linh Châu, hắn cuối cùng phát hiện mình vẫn là không cách nào thôi thúc, xem tới vẫn là chỉ có nắm giữ nước mà mới có thể thôi thúc này Thủy Linh Châu được rồi. Thủy Linh Châu bị bắt vào trong cơ thể sau đó trước mặt trong hồ sôi trào dung nham lại bắt đầu trở nên trở nên sống động. Diệp Thần Phong cẩn thận quan sát bốn phía, hắn cũng không hề phát hiện nơi này chả có gì đặc biệt rồi. Bây giờ Thủy Linh Châu Tấn Thăng làm thượng phẩm bảo khí, thanh viêm nhiệt độ cũng tăng lên tới, có thể đốt cháy chết nhiết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cường giả rồi. Xem ra từ đáy hồ đi ra tìm tòi hư thực là chính xác, cũng không biết viên thứ tư Thủy Linh Châu ở nơi nào. Diệp Thần Phong chả có cơ hội hay không gặp phải viên thứ tư Thủy Linh Châu đâu này. Dù sao chỉ cần tìm được viên thứ tư Thủy Linh Châu, như vậy Thủy Linh Châu là có thể thăng cấp thành nửa bước tiên khí thiên Linh Châu rồi. Diệp thần phong kỳ thực còn có một cái nửa bước tiên khí, ban đầu ở địa huyền giới âm minh tông, nửa bước tiên khí lưu ly cung điện phá không mà đi, phải là bay tới hôm nay huyền giới rồi, khống chế lưu ly cung điện chìa khóa tại diệp thần phong trong tay, người khác thì không cách nào trưởng khống lưu ly cung điện, cho nên diệp thần phong ngược lại là yếu tìm cơ hội tìm hiểu tìm hiểu lưu ly cung điện tung tích còn có lúc trước từ lưu ly cung trong điện đi ra rất xa xôi cổ yêu thú, trong đó những này yêu thú ba vị đầu lĩnh, thôn thiên long mãng, viễn cổ long tích cùng băng phách ma chu. Bọn hắn nói cái gì lần sau nếu như còn có cơ hội cùng Diệp Thần Phong gặp mặt, bọn hắn liền sẽ tâm cam tình nguyện nhận thức Diệp Thần Phong là chủ nhân. Có thể nói thôn thiên long mãng bọn hắn trong lời nói ý tứ. Cái kia chính là Diệp Thần Phong cả đời cũng không khả năng cùng bọn họ gặp mặt, bọn hắn cho rằng diệp thần phong thì không cách nào đi tới thiên huyền giới bọn hắn cũng không thừa nhận diệp thần phong người chủ nhân này theo lý tới nói diệp thần phong là lưu ly cung điện đương nhiệm người đoạt giải bên trong cung điện yêu thù yếu vô điều kiện nhận thức diệp thần phong làm chủ nhưng có thể là lúc trước thôn thiên long mãng bọn hắn phi thường không ủng hộ diệp thần phong thực lực bọn hắn mới nói ra một phen lý do nhưng mà diệp thần phong lúc đó cũng đã nói nếu như lần sau gặp mặt hắn muốn cho thôn thiên long mãng bọn hắn xin hắn làm chủ nhân của bọn họ. Diệp thần phong trong lòng phi thường chờ mong cùng thôn thiên long mãng bọn hắn gặp mặt. Hắn bây giờ chính là long tộc tộc trưởng, sau lưng của hắn long tộc tộc trưởng dấu ấn đối nắm giữ long tộc huyết mạch người có áp chế lực, mà trùng hợp thôn thiên long mãng cùng viễn cổ long tích trong cơ thể đều có một ít long tộc huyết mạch. Nghĩ như vậy đến, Diệp thần phong trên trời huyền giới ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có căn cơ, hắn có thể suy đoán ra thôn thiên long mãng bọn hắn tại cao nhất thời điểm thực lực của bọn họ nhất định là cường hãn vô cùng bọn hắn tại đi tới thiên huyền giới sau đó thực lực nên nhanh chóng khôi phục chỉ cần để thôn thiên long mãng bọn hắn thật tâm thật ý nhận chủ diệp thần phong trên trời huyền giới cũng coi như là có của mình một thế lực rồi nếu cửa động bên trong không có cái khác chỗ đặc biệt rồi như vậy diệp thần phong muốn rời khỏi nơi này một lần nữa trở về chỗ kia trong hồ đi rồi nhưng khi diệp thần phong vừa vặn bước ra cửa động thời điểm chỉ thấy tại cửa động cách đó không xa vừa vặn có ba con linh thần cảnh tam tầng năm màu độc cóc tại bồi hồi chúng nó đang nhìn đến diệp thần phong sau chúng nó lập tức nhanh chóng hướng về diệp thần phong bò lại đây tốc độ là nhanh vô cùng nhanh để diệp thần phong có phần phản ứng không kịp đối mặt ba con linh thần cảnh tam tầng năm màu độc cóc lấy bây giờ diệp thần phong thực lực hắn căn bản liền một chút phần thắng cũng không có Ba con năm màu đầu cốc từ hai bên trái phải cùng với chính giữa bao vồ qua. Để Diệp Thần Phong căn bản không có lao ra khả năng, cuối cùng Diệp Thần Phong chỉ có thể lần nữa lùi vào cửa động bên trong. Lùi vào trong cửa động Diệp Thần Phong, hắn khởi động trong gân mạch linh khí dòng sông, nhưng hắn lại chậm chạp không thấy được cái kia ba con linh thần cảnh năm màu đầu cóc bò vào đến, này làm cho trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc. Diệp Thần Phong từ từ đến gần rồi cửa động, đi ra ngoài nhìn sang cái kia ba con linh thần cảnh năm màu độc cóc, chúng nó thật giống đối chỗ này cửa động có một loại không rõ sợ hãi, chúng nó chỉ là bồi hồi tại trước động khẩu, chúng nó căn bản không dám tiến vào trong cửa hang đến. Đang nhìn đến một cái hiện tượng kỳ quái sau đó Diệp Thần Phong trong lòng là càng thêm nghi ngờ, cửa động được ba con linh thần cảnh năm màu độc cóc ngăn chặn, hắn tạm thời cũng không cách nào rời đi. Cái kia ba con linh thần cảnh năm màu độc cóc, chúng nó do dự không quyết định bồi hồi tại cửa động, chỉ chốc lát sau, chúng nó trong cổ họng xảy ra một tiếng thanh âm trầm thấp, chúng nó giống như là đã nhận được một loại nào đó nhận thức chung. Tại trước động khẩu, thân thể của bọn họ dồn dập nhanh chóng phồng lớn, tại trong cửa động diệp thần phong, hắn thấy cảnh này sau, trong lòng của hắn thầm kêu gay gâu, nhưng hắn căn bản không có ngăn cản năng lực. Chỉ thấy ba con linh thần cảnh năm màu độc cóc, chúng nó dồn dập há hốc miệng ra, từ trong miệng của bọn nó bảo, bắn ra ba cái cự đại hình tròn năng lượng quả cầu ánh sáng linh thần cảnh năm màu độc cóc bạo bắn ra hình tròn năng lượng quả cầu ánh sáng đây cũng không phải là hóa thần cảnh có thể so sánh tại đây ba cái cự đại hình tròn năng lượng quả cầu ánh sáng trong ẩn chứa nhất cổ mãnh liệt cuồng bạo sức mạnh này ba cái năng lượng quả cầu ánh sáng đánh vào trước mặt này tòa trên núi cao oanh 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 kịch liệt âm thanh âm vang lên cửa động trong nháy mắt sụp đổ xuống nhưng mà này ba con năm màu đầu cóc vẫn không có giảng hòa chúng nó nhưng vẫn là không ngừng từ trong miệng thả ra năng lượng kinh khủng quả cầu ánh sáng này tòa núi cao nhanh chóng than sụp xuống mà thân ở trong cửa động diệp thần phong hắn cảm thụ từ đỉnh chóp không đứt rời rơi hòn đá nhìn xem đã bị sụp đổ hòn đá ngăn chặn cửa động trong lòng của hắn là một trận cay đắng mà chính lúc lúc này diệp thần phong dưới bàn chân trên mặt đất xuất hiện từng đạo to lớn vết dạn nứt Âm. Um, một tiếng diệp thần phong dưới chân bốn phía mặt đất trong khoảnh khắc toàn bộ biến mất rồi thân thể của hắn trong nháy mắt rơi xuống rơi xuống chung quanh là một mảnh đen như mực diệp thần phong rơi xuống tốc độ phi thường nhanh từng đạo kình phong không ngừng quát ở trên mặt của hắn diệp thần phong muốn đem thân thể của mình dừng lại nhưng hắn phát hiện tại cái này bên trong hắn bay trên trời cũng bị hạn chế ở kết quả là hắn chỉ có thể theo nơi này không ngừng rơi xuống rơi xuống thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết rơi xuống đã bao lâu. Diệp thần phong còn chưa tới đáy ngọn nguồn, hắn chỉ là cảm giác càng hướng xuống, hắn liền càng có thể cảm giác được âm trầm khí tức. Trong chớp mắt, Diệp thần phong cảm giác khí tức âm trầm trở nên nồng nặc lên. Hắn mơ hồ nhìn thấy dưới mình phương khoảng trăm mét xuất hiện mặt đất. Không ngừng rơi xuống Diệp thần phong, hắn lập tức chuẩn bị kỹ càng, cự ly trăm mét một cái chớp mắt liền rốt cuộc chuẩn bị kỹ càng diệp thần phong hắn cực kỳ vững vàng đứng ở trên mặt đất đứng vững sau đó diệp thần phong nhìn qua bầu trời một mắt căn bản trông không đến phần cuối sau đó hắn bắt đầu đánh giá bốn phía chu vi đều là mờ mịt một mảnh liền ngay cả trong không khí đều tràn đầy một loại mục nát mùi vị từng trận nồng nặc khí thức âm trầm để diệp thần phong có loại thân thể run lên cảm giác phóng tầm mắt nhìn địa phương này phi thường rộng rãi thậm chí diệp thần phong cũng không nhìn thấy đầu hắn chỉ nhìn thấy khi hắn bên phải mặt đất thụ lập từng khối từng khối màu đen bia đá diệp thần phong hướng về cái kia từng khối từng khối màu đen bia đá đi đến nơi này màu đen bia đá tối thiểu có hơn trăm khối nhiều nhưng là tại diệp thần phong đi tới màu đen trước tấm bia đá lúc lông mày của hắn chăm chú vừa nhíu tóc gáy trên người cũng không khỏi dựng lên chỉ thấy tại cái này một khối khối màu đen trên bia đá đều có một tấm người khủng bố mặt những người này mặt có máu thịt be bét, có con người đều từ trong hốc mắt rơi ra mở ra, có tóc tai bù xù khí thất khiếu chảy máu. Để Diệp Thần Phong tóc gáy dựng lên cũng không phải những người này mặt khủng bố, mà là những này người khủng bố mặt dĩ nhiên đều tại chiều Diệp Thần Phong cười, những người này mặt thật giống đều là còn sống. Từ từng khối từng khối màu đen bia đá mặt người bên trong, trả truyền đến từng trận âm trầm khí thế. Khắc 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 khắc, âm phong trận trận, từ bia đá mặt người bên trong truyền ra từng tiếng khiến người ta mau cốt sợ thanh âm của người. Hiện tại Diệp Thần Phong có thể khẳng định trên bia đá từng cái từng cái mặt người đúng là tại đối với hắn nở nụ cười, bây giờ liền tiếng cười đều truyền tới rồi. Diệp Thần Phong dưới chân bước chân lui về phía sau ba bước, hắn bình tĩnh một cái tâm tình của chính mình, mặc kệ tấm bia đá này thượng người khủng bố mặt là vật gì. Hắn cần gì phải yếu e ngại, lòng dạ hạo nhiên chính khí, lẽ nào hắn sẽ được này người khủng bố mặt cùng khủng bố tiếng cười hù đến sao? chương 1862, hắn đã chết. Từng cái từng cái người khủng bố mặt tại màu đen trong tấm bia đá điên cuồng dẫy ruộ. Từ đó truyền ra âm u khí thế đột nhiên biến thành từng đạo nồng nặc vô cùng hung khí. Những sát khí này dương nanh múa vuốt hướng về diệp thần phong tập kích tới. Nếu như nói là phổ thông niết bàn cảnh tam trọng thiên cường giả đỉnh cao, được như thế nồng nặc hung khí xâm vào trong người, như vậy cho dù là không chết cũng sẽ lập tức phát rồ, hoặc là tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Diệp Thần Phong tại cảm giác được cái này từng đạo nồng nặc vô cùng hung khí sau, khóe miệng của hắn cũng lộ ra một vệt nụ cười sán lạn, hắn nhưng là tu luyện Ma Thiên Quyết, chính là ma cũng có đạo, Ma Nhãn vừa ra, hủy thiên diệt địa. Này Ma Thiên Quyết là có thể ngưng luyện ra Ma Nhãn, dựa vào phổ thông tu luyện, yếu ngưng luyện ra Ma Nhãn Điều này cần đi tìm rất dài một đoạn thời gian, nhưng mà nếu như có thể hấp thu rất nhiều hung khí, như vậy cô đọng ma nhãn tốc độ đem mức độ lớn tăng nhanh. Ban đầu ở địa huyền giới Âm Minh Tông, Diệp Thần Phong cùng Giang Mạc Thiên đối chiến thời điểm, bởi Giang Mạc Thiên là trời sinh sát thể, Diệp Thần Phong thanh Giang Mạc Thiên trong cơ thể hung khí toàn bộ rút sau khi đi, hắn lúc đó thức tỉnh rồi trụ cột nhất địa ngục ma nhãn, bất quá, thức tỉnh thời gian chỉ có 10 cái hô hấp. Diệp Thần Phong cũng đã sớm đem Địa Ngục Ma Nhãn thức tỉnh thời gian dùng hết rồi, bây giờ ở nơi này gặp phải như thế nồng nặc hung khí, đây đối với Diệp Thần Phong tới nói quả thực là chuyện tốt to lớn. Đối mặt những kia xông tới trước mặt nồng nặc hung khí, Diệp Thần Phong khóe miệng vi vi hiện lên một vệt nụ cười, hắn hoàn toàn không để ý đến từng khối từng khối màu đen trên bia đá từng cái từng cái người khủng bố mặt, trong cơ thể hắn lập tức đã vận hành lên Ma Thiên Quyết. Tại Ma Thiên Quyết vận chuyển trong nháy mắt, Trung quanh nồng nặc hung khí đột nhiên trở nên cuồng bạo lên. Diệp thần phong hai con mắt biến thành đen tuyền, phảng phất là hai cái động không đáy bình thường xông tới trước mặt nồng nặc hung khí nhanh chóng trào vào hắn hai con mắt bên trong. Diệp thần phong chỉ cảm giác hai con mắt phi thường thoải mái, giống như là được ngâm ở thư thích trong nước ấm. Ước chừng sau một phút, xông tới trước mặt nồng nặc hung khí toàn bộ được diệp thần phong hai con tinh khiết con mắt màu đen cho hấp thu xong, mà Diệp Thần Phong chút nào bất mãn đủ. Hắn hai con tinh khiết con mắt màu đen nhìn hướng từng khối từng khối màu đen bia đá, từ trong ánh mắt của hắn thật giống sinh ra nhất cổ đối hung khí mãnh liệt sức hút. Hắn hai con mắt đang điên cuồng rút ra từng khối từng khối màu đen trong tấm bia đá nồng nặc hung khí. Tại màu đen trong tấm bia đá từng cái từng cái người khủng bố mặt, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ thống khổ, từ trong tấm bia đá truyền ra từng đạo gào khóc thảm thiết thanh âm nhưng Diệp Thần Phong đối với cái này tất cả hoàn toàn không để ý đến hắn hiện tại chỉ muốn thức tỉnh hắn địa ngục ma nhãn hơn nữa không phải tạm thời thức tỉnh là vĩnh viễn thức tỉnh hắn yêu cầu càng nhiều hơn hung khí hắn yêu cầu cuồn cuộn không đoạn hung khí tại Diệp Thần Phong biên cuồng hấp thu nồng nặc sát khí thời điểm viên giai bọn hắn chỗ ở chỗ kia đáy hồ kỳ thực Diệp Thần Phong rơi xuống đến cái này âm trầm địa phương bên ngoài đã là đi qua một ngày rồi Viên Giai cùng Triệu Văn Bạch đám người thấy Diệp Thần Phong chậm chạp chưa có trở về, trong lòng bọn họ cũng bắt đầu lo lắng, tuy rằng Triệu Văn Bạch thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, thế nhưng Triệu Văn Bạch cũng quyết định bồi tiếp Viên Giai ra ngoài xem xem tình huống. Giờ khắc này, Triệu Văn Bạch, Viên Giai, Điền Tiểu Quang cùng Vương Minh An bốn người này, bọn hắn đều bơi đến trên mặt hồ, bọn hắn ở bên hồ không nhìn thấy nguy hiểm, chỉ có một con năm màu đầu cóc thi. Thể nằm ở nơi đó, Viên giai đám người suy đoán con này năm màu độc cóc hẳn là chết vào Diệp Thần Phong trong tay. Triệu Văn Bạch cùng viên giai đám người, bọn hắn thận trọng hướng về bên bờ đi đến, Triệu Văn Bạch nhìn trên mặt đất lưu lại chân ấn, hắn chỉ một phương hướng, nói ra, Diệp huynh đệ hẳn là hướng về bên này rời đi. Viên giai lập tức không kịp chờ đợi nói ra, chúng ta lập tức đi tìm Diệp đại ca. Nói không chắc Diệp đại ca gặp phải nguy hiểm. Triệu Văn Bạch đám người tự nhiên sẽ không cử tuyệt đề nghị của viên giai rồi, dù sao tính mạng của bọn họ đều là diệp thần phong cứu. Triệu Văn Bạch cùng viên giai đám người một đường thận trọng đi tới, ước chừng tại đi tới gần 10 phút sau. Tại tiền phương của bọn hắn xuất hiện chừng 20 chỉ hóa thần cảnh năm màu độc cóc. Triệu Văn Bạch thấy thế, hắn lập tức nói ra, chúng ta nhất định muốn thay đổi phương hướng. Bằng vào ta thực lực hôm nay, coi như là đối mặt chừng 20 chỉ hóa thần cảnh năm màu độc cóc. Ta cũng không cách nào bảo đảm sự an toàn của các ngươi. Viên dai khuôn mặt lộ ra không tình nguyện, nhưng nàng cũng biết đi lên trước nữa lời nói, bọn hắn chỉ có là một con đường chết, nhưng khi bọn họ xoay người thời điểm, chỉ thấy sau lưng bọn họ không biết lúc nào. Dĩ nhiên xuất hiện năm con linh thần cảnh bốn tầng đỉnh phong năm màu độc cóc rồi. Từ nơi này năm con năm màu đầu cóc trong cổ họng phát ra trầm thấp mà lại thanh âm vang dội, chúng nó hẳn là đang kêu gọi đồng bạn của mình. Rất nhanh, từ bốn phương tám hướng đều có năm màu đầu cóc thân ảnh xuất hiện, triệu văn bạch cùng viên giai đám người căn bản không có mà phương có thể trốn. Nhìn thấy tình cảnh này triệu văn bạch, khóe miệng hắn lộ ra một vệt nụ cười khổ sở, hắn tự nói, xem ra cuối cùng chúng ta đều vẫn là chạy không thoát vừa chết a à hát. Đã trải qua một lần lại một lần sinh tử, Vương Minh An hòa Điền Tiểu Quang bây giờ muốn lần nữa đối mặt tử vong, trên mặt bọn họ có chỉ là thản nhiên. Bốn phương tám hướng năm màu độc cóc không ngừng tới gần. Mà đúng lúc này, từng đạo cực kỳ khí thế cường hãn đột nhiên hướng về bên này ép tới gần. Viên dai cảm thấy nhất cổ rất tinh tường thật khí thế, người ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời, chỉ thấy nơi xa có mấy lau người bóng tại chiều bên này nhanh chóng xẹt qua đến, người liếc mắt một cái liền nhận ra một người trong đó chính là là gia gia của nàng viên khôn ở đằng kia năm tên thiên thần cảnh cường giả dưới sự giúp đỡ viên khôn là thuận lợi tiến vào tiểu thế giới này viên dai trong miệng không nhịn được hô gia gia ta ở nơi này ta ở nơi này viên khôn đám người đương nhiên cũng chú ý tới viên dai bọn hắn đang nhìn đến tôn nữ của mình không có chuyện gì sau đó viên khôn trong lòng là thở phào nhẹ nhõm mà những kia hướng về viên giai đám người vây quanh năm màu độc cóc, chúng nó mạnh nhất cũng chỉ là linh thần cảnh mà thôi, bây giờ cảm nhận được giữa bầu trời từng đạo cường hãn hơn bọn họ rất nhiều lần thật khí thế, chúng nó nhất thời có ý lui. Viên khôn cùng cái kia năm tên thiên thần cảnh cường giả, bọn hắn trong nháy mắt xuất hiện tại viên giai đám người bên cạnh. Bọn hắn không nói lời gì đối chung quanh năm màu độc cóc đại khai sát giới, tại năm tên thiên thần cảnh cường giả trong tay, những này năm màu đầu cóc căn bản không có chống đối lực lượng, thậm chí này năm tên thiên thần cảnh cường giả căn bản không có thi triển bất kỳ chiêu thức, bọn hắn chỉ là phổ thông vung quyền cùng đá chân mà thôi, nhưng bọn họ này phổ thông mỗi một quyền cùng mỗi một chân đều có thể đánh nổ cùng đá bể một con năm màu độc cóc. Rất nhanh, chu vi liền che kín từng con từng con năm màu đầu cóc thi. thể rồi, Viên Khôn cũng không hề động thủ, mà là cùng ở cháu gái của mình bên cạnh từ triệu văn bạch trong miệng hắn cũng hiểu được tất cả mọi chuyện. Đang nhìn đến chung quanh năm màu đầu cóc toàn bộ được giải quyết sau đó viên khôn nói ra, chúng ta lập tức đi tìm Diệp Thần Phong. Viên dài gật đầu lia lịa Đoàn người tiếp tục hướng về Diệp Thần Phong rời đi phương hướng chạy đi. Có 5 tên thiên thần cảnh cường giả trợ giúp, viên dài tốc độ của bọn họ là mức độ lớn tăng nhanh, bọn hắn rất nhanh liền đi tới một tòa sụp xuống cao sơn trước. Đây chính là tòa kia được ba con linh thần cảnh năm màu độc cóc công kích sụp đổ cao sơn rồi, bây giờ cái kia ba con năm màu độc cóc đã không thấy bóng dáng. Tại cao sơn trước còn có một chút loáng thoáng vết chân, không cần suy đoán rồi, rất rõ ràng những này vết chân đều là Diệp Thần Phong lưu lại, nói như vậy Diệp Thần Phong hẳn là bị ép ở tòa này dưới núi cao rồi. Viên khôn lập tức cảm ứng lên sụp đổ cao sơn bên trong, cái kia năm tên thiên thần cảnh cường giả cũng dồn dập cảm ứng, chỉ chốc lát sau, năm tên thiên thần cảnh cường giả từng người lắc lắc đầu, một tên trong đó thiên thần cảnh tầng ba sơ kỳ người, nói ra, viên phó các chủ, từ nơi này chút vết chân để phán đoán, người muốn tìm người kia, hắn hẳn là bị ép ở tòa này dưới núi cao rồi, hơn nữa chúng ta không có cảm giác đến bất kỳ khí thức tồn tại, vậy thì chứng minh rồi hắn đã chết. Bây giờ Diệp Thần phong chỗ ở chỗ đó, không phải là đơn thuần sụp xuống dưới núi cao rồi, những người này không cảm giác được Diệp Thần phong khí tức, cái này cũng là tại hợp lý bên trong. Viên giai khi nghe đến lời nói này sau đó người lập tức lắc đầu, nói ra, không thể, không thể nào, Diệp đại ca sẽ không chết, Diệp đại ca không có việc gì, ta vẫn không có báo đáp Diệp đại ca đối ơn cứu mệnh của ta, ta tin tưởng Diệp đại ca còn sống, chúng ta nhanh đưa những này sụp xuống hòn đá rời đi. Tiểu thế giới này trên bầu trời, từ từ tại sản sinh một cỗ hơi thở một ngạt rồi mà mà lại theo thời gian trôi đi hơi thở một ngạt tại càng ngày càng nồng đậm, cái kia năm tên thiên thần cảnh cường giả, một tên trong đó thiên thần cảnh một tầng đỉnh phong người, nói ra, viên phó các chủ, chúng ta nhất định muốn lập tức rời đi nơi này rồi, nơi này càng ngày càng không được bình thường, địa ngục chi hải là thiên huyền giới cấm địa, lại nói được đặt ở dưới núi cao người kia khẳng định đã bị chết, chúng ta không thể lãng phí thời gian rồi. Viên giai điên cuồng nói ra, sẽ không, phải đi các người đi, ta muốn để lại tìm tới Diệp Đại Ca, ta nhất định sẽ tìm tới Diệp Đại Ca. Viên dai nước mắt mông lung. Viên khôn thấy thế, hắn trực tiếp đem viên dai cho đánh ngất đi, hắn cũng cảm giác không ra Diệp Thần Phong khí tức, dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong đích thật là chết rồi, trong lòng của hắn cũng là cực kỳ tiếc hận, dù sao Diệp Thần Phong là có thể luyện chế ra đan văn luyện dược sư. Nhưng hôm nay tình huống của nơi này quả thực có chút không đúng, Viên khôn cũng hầu như có thể xác định Diệp Thần Phong đã bị chết. Hắn đối với Triệu Văn Bạch đám người nói, giúp Thần Phong ở nơi này dựng đứng một khối mộ bia đi. Mạng của các ngươi là hắn cứu, nếu hắn đã chết, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể đủ vì hắn làm một ít chuyện đủ khả năng rồi, trước hắn không phải bị Phượng Hoàng Tông Lão Tổ truy sát sao. Lần này chờ chúng ta rời đi nơi này sau đó Phượng Hoàng Tông cũng không cần phải tồn tại. Nhanh chóng giúp Thần Phong lập khối mộ bia, chúng ta nhất định phải phải lập tức rời đi nơi này. Cảm thụ bầu trời càng ngày càng hơi thở một ngạt, viên khôn cũng có chút tâm thần không yên, nếu như hắn có thể đủ tra xét đến diệp thần phong khí tức, như vậy hắn sẽ mạo hiểm lưu lại, nhưng hôm nay liền diệp thần phong khí tức dò xét không tra được, diệp thần phong hẳn là cơ hồ là gặp bất chắc rồi. Audio điện tử võ tấn bền chương 1863, Hai trọng ma nhãn con dối. Điền Tiểu Quang trong lòng đã nhận thức Diệp Thần Phong làm thầy, hắn chủ động tại sụp đổ cao sơn trước giúp Diệp Thần Phong dựng lên một khối mộ bia, ở phía trên khắc lại vài chữ ân sư, Diệp Thần Phong chi mộ. Tại Điền Tiểu Quang khắc xong mộ bia sau đó tiểu thế giới này là càng ngày càng không ổn định rồi, ngoại trừ bầu trời càng ngày càng hơi thở một ngạt bên ngoài, trong không khí thật giống có một loại nào đó khí thế kinh khủng đang chậm rãi ngưng tụ lại, bốn phía ánh sáng thật giống đang từ từ bị nuốt hết, nhất cổ âm u cảm giác không ngừng tràn ngập ở trong thiên địa. Viên khôn lướt nhìn Diệp thần phong mộ bia, trong lòng của hắn ngoại trừ tiếc hận liền hay là tiếc hận rồi, trước hắn vẫn là làm xem trọng Diệp thần phong, ai biết lại đột nhiên phát sinh như vậy bất ngờ. Ở trong lòng thở dài một hơi sau đó viên khôn nói ra, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta lập tức rời đi. Viên khôn mang theo được chính mình đánh bất tỉnh tôn nữ viên dai trước tiên đạp không mà đi. Những người còn lại cũng dồn dập đi theo. Triệu Văn Bạch, Vương Minh An hòa Điền Tiểu Quang, bọn hắn một bên đạp không mà đi, một bên không ngừng nhìn qua phía sau Diệp Thần Phong mộ bia, thẳng đến mộ bia hoàn toàn biến mất ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Dù sao nếu như không có Diệp Thần Phong như vậy tại bọn hắn đi tới tiểu thế giới này thời điểm liền đã bị chết. Hai ngày sau, ầm um, ầm. Um, Âm thanh âm không ngừng ở địa ngục chi hải trên mặt biển vang lên. Trên mặt biển là bọt nước tung tóe. Viên Khôn đám người bóng người từ trong nước biển đột nhiên trốn ra, bọn hắn từng cái từng cái dáng dấp đều cực kỳ chật vật, liền ngay cả cái kia năm tên thiên thần cảnh cường giả, bọn hắn y phục trên người cũng rách tả tơi, mái tóc là loạn xì ngầu, liền một tia cường giả phong độ cũng không có. Nguyên bản có năm tên thiên thần cảnh cường giả tại, bọn hắn yếu phá tan cách trở. Bọn hắn chỉ cần đi tìm chừng một ngày thời gian. Dù sao bọn hắn tiến vào đáy biển tiểu thế giới thời điểm, bọn hắn liền chỉ tốn một ngày. Nhưng lần này tại bọn hắn yếu lúc rời đi, bọn hắn lại phát hiện cách trở Power trở nên mạnh mẽ. Mà mà lại theo thời gian trôi đi cách trở Power cũng đang không ngừng tăng cường, này năm tên thiên thần cảnh cường giả có thể nói là Liều mạng toàn lực phá tan đã cách trở, tại bọn hắn phá tan cách trở trong quá trình còn có một cỗ không sở tới sức mạnh tại kiềm chế lại bọn hắn, chính là nguồn sức mạnh này để cho bọn họ trở nên chật vật như vậy không thể tả. Cuối cùng cái kia năm tên thiên thần cảnh cường giả sử dụng các loại chiến kỹ cùng bí pháp, bọn hắn liên tục phá hai ngày, bọn hắn mới rốt cục phá tan rồi cách trở, hữu kinh vô hiểm rời khỏi địa ngục chi hải nơi sâu xa nhất tiểu thế giới này. Lao ra trong nước biển sau, viên khôn lập tức tại trong nhẫn chứa đổ lấy ra một chiếc bảo khí linh thuyền, đã làm không tạo thành phiền phức, tại trong hai ngày này, viên khôn một mực để viên dai nằm ở hôn mê trong. Tại bước lên linh thuyền sau đó tất cả mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm trong đó tên kia thiên thần cảnh tầng ba sơ kỳ cường giả, nói ra, viên phó các chủ, lần này chúng ta nhưng suýt chút nữa ngay cả tính mệnh đều mất rồi, dưới đáy biển bên trong tiểu thế giới kia thời điểm, không những cách trở lực đang không ngừng tăng cường. Liền ngay cả kiềm chế lại sức mạnh của chúng ta cũng đang không ngừng tăng cường, tiểu thế giới kia rất quái dị, chẳng trách bị liệt là chúng ta toàn bộ thiên huyền giới cấm địa. Viên khôn lập tức nói cảm ơn, lần này đa tạ năm vị xuất thủ tương trợ, về sau năm vị có yêu cầu lão phu địa phương. Các ngươi cứ đến tìm lão phu. Mà ở viên khôn trong khi nói chuyện, nằm ở hôn mê viên dai mí mắt vi vi run lên hai lần, lần này viên khôn không có lựa chọn lại đem viên dai đánh đã hôn mê. Liên tục hôn mê hai ngày, viên dai trong đầu hỗn loạn, tại người mở mắt ra nhìn thấy ra da của mình sau. Người trong đầu suy nghĩ đang chậm rãi rõ ràng rồi, người lập tức hỏi, ra ra. Diệp đại ca đâu này? Diệp đại ca ở nơi nào? Viên khôn giải thích, tiểu dai, chúng ta đã rời đi đáy biển tiểu thế giới kia rồi, thần phong đã bị chết, chúng ta biết trong lòng người rất khó vượt qua, nhưng người nhất định muốn tiếp thu sự thực này. Viên dai không ngừng giao động cái đầu, nói ra, sẽ không, Diệp Đại Ca tuyệt đối không có chuyện gì, ta còn muốn báo đáp Diệp Đại Ca đối ơn cứu mệnh của ta đây. Nói xong, viên giai muốn hướng tới địa ngục Chi Hải bên trong đi. Viên Khôn vội vàng đem viên giai cho ngăn lại, tại hoàn toàn bất đắc dĩ dưới tình huống, viên Khôn chỉ có thể lần nữa lựa chọn để viên giai hôn mê. Mà ở triệu văn bạch đám người rời đi đáy biển tiểu thế giới thời điểm, Diệp Thần Phong chỗ ở cái kia quỷ dị âm trầm địa phương. Trong cơ thể Ma Thiên Quyết một khắc cũng không có đình chỉ qua, Diệp Thần Phong nhưng vẫn là đang không ngừng hấp thu từng khối từng khối màu đen trong tấm bia đá nồng nặc hung khí, hắn chọn vẹn hấp thu hai ngày rồi, này màu đen trong tấm bia đá hung khí thật giống căn bản hấp thu không xong như thế. Màu đen kia trong tấm bia đá từng cái từng cái người khủng bố mặt, không ngừng vặn vẹo giữ tợn. Diệp Thần Phong hai con tinh khiết con mắt màu đen trở nên càng thêm đen nhánh rồi dường như được mực nước nhuộm đẫm bình thường khi hắn đen nhánh trong đôi mắt tạo nên một vòng một vòng màu đen sóng gợn. Theo màu đen sóng gợn tạo nên, Diệp Thần Phong lấy ra hơn trăm tấm bia đá bên trong nồng nặc hung khí là càng thêm sắp rồi. Giờ khắc này, Diệp Thần Phong trong lòng là tràn đầy mừng rỡ, hắn căn bản không có nghĩ tới chỗ này hung khí sẽ như thế nồng nặc, đồng thời như vậy nhiều, sớm tại một ngày trước, hắn địa ngục ma nhãn liền hoàn toàn thức tỉnh rồi, nhưng mà, từng khối từng khối trong tấm bia đá hung khí trả tại không ngừng tuôn vào hắn trong hai con mắt. Này làm cho Diệp Thần Phong bắt đầu mong đợi lên. Địa ngục ma nhãn chỉ là trụ cột nhất một loại ma nhãn mà thôi, bây giờ địa ngục ma nhãn là hoàn toàn thức tỉnh rồi, nhưng hai con mắt chả đang không ngừng hấp thu nồng nặc hung khí, này chứng minh rồi địa ngục ma nhãn có thể đi lên tiến hóa. Diệp thần phong hai con tinh khiết mắt đen bên trong nhộn nhạo màu đen sóng gợn càng ngày càng thường xuyên, Từng khối từng khối màu đen trên mộ bia màu sắc cũng đang nhanh chóng rút đi, màu đen bia đá đang thay đổi thành màu trắng bia đá rồi, nguyên bản bia đá mặt người bên trong truyền ra làm người ta sợ hãi tiếng khóc cũng đang dần dần trở nên bình hòa. Từng đạo nồng nặc có thể thấy được hung khí điên cuồng tràn vào Diệp Thần Phong trong đôi mắt, hắn đột nhiên cảm giác hắn hai con mắt có phần đâm bắt đầu thấy đau, nguyên bản loại kia thoải mái dễ chịu cảm giác hoàn toàn biến mất rồi. Tại đau đớn cảm giác xuất hiện sau đó hai con tinh khiết con mắt màu đen hấp thu sát khí tốc độ càng lúc càng nhanh, mà Diệp Thần Phong cũng cảm giác con mắt của mình càng ngày càng đau nhức, thật giống bị vô số châm tại không ngừng mà đâm vào. Diệp Thần Phong trong miệng cắn chặt hàm răng, hắn hai con đen nhánh trong con người tạo nên sóng gợn nhanh chóng xoay tròn, hắn hai con mắt tại đây chút nồng nặc hung khí trước mặt, có một loại khí thôn sơn hà thật khí thế. Một cái nào đó trong nháy mắt, Từng khối từng khối màu đen bia đá toàn bộ biến thành màu trắng, quanh quẩn tiếng khóc cũng biến mất không còn chút nào. Chu vi tại không có một tia hung khí tràn vào Diệp Thần Phong trong đôi mắt, trong tấm bia đá hung khí đều bị Diệp Thần Phong ánh mắt cho hấp thu xong. Diệp Thần Phong hai tay thật chặt nắm thành quyền đầu, hắn đột nhiên nhắm hai mắt lại, từ hắn trong hai con mắt chảy ra một tia tiên huyết. Tiên huyết theo Diệp Thần Phong hai bên gò má lướt xuống. Nhắm mắt lại Diệp Thần Phong hắn từ từ cảm giác trên ánh mắt kịch liệt đâm nhói đang chậm chậm biến mất rồi, hắn lần nữa mở mắt ra. Hai đạo ánh sáng màu đen từ trong ánh mắt của hắn bảo. Bắn mà ra, hắn trong hai con mắt trước sau nhộn nhạo một vòng lại một vòng sóng gợn, những này sóng gợn bên trong phảng phất ẩn chứa một cỗ sức mạnh thần bí. Cùng lúc đó, Diệp Thần Phong trong đầu cũng xuất hiện một đoạn văn. Tại xem xong rồi đoạn văn này sau, Hắn biết mình là thức tỉnh rồi đệ nhị trọng ma nhãn. Lúc trước lão Hắc lần thứ nhất tiến vào ngủ say thời điểm, không chỉ có đem luyện khí hết thảy truyền đã đến Diệp Thần Phong trong đầu, hắn còn đem liên quan với ma thiên quyết các loại cũng cùng nhau truyền rồi. Bây giờ Diệp Thần Phong thức tỉnh rồi ma nhãn nhị trọng, liên quan đến ma nhãn nhị trọng giới thiệu dĩ nhiên là chủ động hiện lên. Này nhị trọng ma nhãn tên là con dối, cũng có thể xưng là con rối ma nhãn khôi lỗi này ma nhãn là ngự trị ở địa ngục ma trên mắt con rối ma nhãn tên như ý nghĩa là có thể khống chế những người khác một loại ma nhãn một khi mở ra con rối ma nhãn người liền có thể khiến người khác tại trong một khoảng thời gian nghe theo chỉ huy của ngươi đương nhiên con rối ma nhãn nhiều nhất chỉ có thể khống chế cao hơn chính mình bốn cái đại tầng thứ người tu luyện nói cách khác lấy bây giờ diệp thần phong thực lực hắn mở ra con rối ma nhãn sau đó hắn nhiều nhất có thể khống chế hóa thần cảnh tầng 2 đỉnh phong người tu luyện hơn nữa được con rối ma nhãn khống chế người tu luyện bọn hắn ngôn hành cử chỉ vẫn là sẽ bị bảo lưu xuống thậm chí là cường giả tuyệt thế cũng khó có thể phát hiện manh mối khôi lỗi này ma nhãn nếu như vận dụng tốt tuyệt đối là có thể làm cho đối thủ xuất kỳ bất ý thử nghĩ một hồi nếu như người được một tên cao hơn người xuất rất nhiều cường giả truy sát mà tại người cường giả này bên người có một tên thực lực hơi chút yếu một ít người tu luyện, chính dễ dàng tại con rối ma nhãn trong khống chế, như vậy chỉ cần dùng con rối ma nhãn khống chế lại hắn, khiến hắn đối người cường giả kia động thủ, đây tuyệt đối đánh lén tốt chiêu thức. Chương 1864, có duyên phận. Khôi lỗi này ma nhãn là hoàn toàn thức tỉnh rồi. Bất quá, con rối ma nhãn cũng là có một ít thiếu hụt, nếu như chỉ khống chế một người như vậy có thể khống chế hai ngày thời gian, nhưng nếu như yếu đồng thời khống chế lời của hai người, như vậy khống chế thời gian thì hội giảm đến một ngày, khống chế càng nhiều người, có thể khống chế thời gian liền sẽ không ngừng giảm phân nửa, hơn nữa con dối ma nhãn một tháng chỉ có thể thi triển một lần. Diệp thần phong trong miệng chậm rãi hộc ra một ngụm chọc khí, hắn hai con nhột nhạo sóng gợn tinh khiết con mắt màu đen, khôi phục bình thường màu sắc, ánh mắt của hắn lần nữa rơi xuống trước mặt từng khối từng khối trên bia đá. Này làm cho hắn không khỏi rất là ngạc nhiên. Chỉ thấy từng khối từng khối màu đen bia đá không sáng toàn bộ biến thành màu trắng, hơn nữa trong tấm bia đá người khủng bố mặt cũng trở thành ôn hòa mặt người rồi, những người này mặt đều vô cùng háo kỳ quan sát Diệp Thần Phong. Khoảng cách Diệp Thần Phong tương đối gần một khối trong tấm bia đá, có một trương lão đầu tử mặt người, lão già này ngược lại là từ Mi Thiện Mục, hoàn toàn không có lúc trước giữ tận cùng kinh khủng chỉ thấy từ lão đầu này trong tấm bia đá chuyển ra một đạo thanh âm khàn khàn tiểu ra hỏa xem ra là ngươi đã cứu rỗi ta nhóm a hát thực sự là rất cảm tạ ngươi rồi nghe được trong tấm bia đá lão đầu tử mặt người nói chuyện cùng hắn diệp thần phong liền cũng mở miệng hỏi nơi này là địa phương nào các ngươi là người nào các ngươi vì sao lại tại tấm bia đá bên trong lão đầu tử mặt người khuôn mặt thống khổ hắn nói ra thời gian đã quá xa xưa rồi đã lâu để trí nhớ của chúng ta đều mơ hồ, chúng ta chỉ nhớ rõ chúng ta là bị người luyện hóa tại tấm bia đá này bên trong, hơn nữa những kia đem chúng ta luyện hóa tại tấm bia đá bên trong người, bọn hắn hàng năm đều sẽ hướng về chúng ta trong tấm bia đá rót vào hung khí, lâu dần, chúng ta liền biến thành âm u khủng bố vật. Hẳn là trong nhiều thiếu ngàn năm trước đâu này, lão đầu tử mặt người nói thầm. Ngược lại, hắn lại nói, chúng ta cũng đã nhớ không rõ rồi. Dù sao lúc trước đem chúng ta luyện hóa tại tấm bia đá này bên trong những người kia, bọn hắn hẳn là cũng gặp phải biến cố. Cho nên mới đem chúng ta đặt ở nơi này, chúng ta mỗi ngày đều chịu đến sát khí ăn mòn, chúng ta mỗi ngày đều sinh sống ở cực hạn trong thống khổ. Bây giờ hung khí được ngươi rút không còn chút nào, loại này không có sát khí cảm giác thật quá tốt rồi. Về phần nơi này là địa phương nào, chúng ta lại nơi nào sẽ biết đây. Lão đầu tử mặt người rứt tiếng sau còn lại trong tấm bia đá mặt người cũng dồn dập mở miệng, bọn hắn cũng đều không biết nơi này là địa phương nào. Nghe vậy, Diệp Thần Phong tự nói, xem ra yếu rời đi nơi này có thể phải bỏ phí một phen thời gian. Lão đầu tử mặt người nghe được Diệp Thần Phong tự nói sau, hắn nói ra, người muốn rời khỏi nơi này vô cùng đơn giản a há. Chúng ta có thể giúp ngươi. Lão đầu tử mặt người lập tức rồi hướng người chung quanh mặt, nói ra, các vị tên tiểu tử này để cho chúng ta thoát ly thống khổ, hiện tại đến chúng ta hồi báo hắn lúc, mọi người cùng nhau động chuyển động thân thể đi. Tại lão đầu tử người mặt mũi mở miệng sau, chỉ thấy hơn trăm tấm bia đá dồn dập rời đi vị trí ban đầu, không bao lâu thời gian, tại những bia đá kia rời đi phương tiện xuất hiện một cái trận pháp. Lão đầu tử mặt người nói ra, tuy rằng chúng ta cũng không biết chúng ta cụ thể chỗ ở là địa phương nào, nhưng lão phu ta khi còn sống cũng coi như là một tên trận pháp đại sư, cái truyền tống trận này là những kia đem chúng ta luyện hóa tại tấm bia đá bên trong người lưu lại, căn cứ nghiên cứu của ta, chúng ta nên tại một mảnh tự thành một thể bên trong tiểu thế giới, trận pháp này có thể đem ngươi hoàn toàn truyền tống ra tiểu thế giới, cũng có thể chỉ đem ngươi truyền tống rời đi khu vực này. Diệp Thần Phong hiện tại còn không biết viên giai bọn hắn đã rời khỏi, hắn tự nhiên không thể bỏ lại viên giai bọn họ hắn nói ra, hay là trước đem ta truyền tống ra khu vực này đi. Của ta vài bằng hữu trả tại bên trong thế giới nhỏ này. Lão già kia mặt người, hắn trên bia đá nổi lên một trận khí thế, hắn đột nhiên một trận ho khan. Hắn trên bia đá nhất thời rớt xuống một góc đến, trên mặt hắn là thống khổ quất thẳng tới gân, nói ra, người đem ta trên bia đá rơi xuống này một khối nhỏ hòn đá cầm cẩn thận. Chúng ta bây giờ liền đem ngươi truyền tống ra khu vực này, nếu như ngươi muốn về tới đây như vậy ngươi chỉ cần đem này hòn đá bóp nát chúng ta là có thể đem ngươi một lần nữa triệu hoán tới nơi này đương nhiên ngươi nhất định muốn tại tiểu thạch khối thượng nhỏ vào một ít máu tươi của ngươi mới được nhìn thấy lão đầu tử mặt người nghĩ tới như thế đầy đủ diệp thần phong trong lòng là tràn đầy cảm kích hắn nói ra vậy ta liền cảm ơn các ngươi lão đầu tử mặt người nói ra hẳn là chúng ta cảm ơn ngươi những thứ này đều là chúng ta phải làm diệp thần phong không nhiều lời nữa hắn tại tiểu thạch khối bên trong tích nhập máu tươi của mình sau hắn lập tức bước chân vào trong trận pháp tại mặt người lão đầu cùng những người khác mặt khí thế tăng lên bên dưới trận pháp lập tức được mở lên rồi một trận hào quang lóe lên diệp thần phong lập tức biến mất ở trong trận pháp đợi đến diệp thần phong một lần nữa mở mắt thời điểm hắn phát hiện mình xuất hiện tại một tòa sụp xuống cao sơn trước này tòa núi cao có phần quen thuộc, tại cẩn thận biện nhận một phen sau đó này không phải là trước đó hắn chỗ ở cái kia tòa núi cao ma. Làm Diệp Thần Phong nhìn thấy tại Cao Sơn trước còn có một khối của mình mộ bia lúc, hắn là hoàn toàn dở khóc dở cười, hắn nhìn trên mặt đất xốc xách vết chân, những này vết chân lớn nhỏ không giống, hẳn là có người bồi tiếp viên dai bọn hắn đồng thời tới chỗ này. Tại bên trong tiểu thế giới này căn bản không có người khác, nói cách khác viên khôn hẳn là chuyển viện binh tiến vào nơi này nếu viên khôn đám người có thể tiến vào nơi này như vậy hiện tại bọn hắn cũng đã rời khỏi tiểu thế giới này tại viên khôn sau khi bọn hắn rời đi lại lần thứ hai khôi phục yên tĩnh tuy rằng diệp thần phong đối với nơi này rất hiếu kỳ thế nhưng hắn biết lấy thực lực bây giờ của hắn hắn căn bản không có năng lực thăm dò nơi này diệp thần phong cũng biết dựa vào thực lực bây giờ của hắn Hắn thì không cách nào phá tan nơi này cách trở, xem ra chỉ có thể trở về là bia đá nơi đó, dựa vào trận pháp triệt để truyền đã đưa ra ngoài. Nghĩ đến đây sau, Diệp Thần Phong không chút do dự đem trong tay hòn đá cho bóp nát, hắn lập tức cảm thấy chính mình chu vi tạo thành nhất cổ sức lôi kéo, ở trước mặt của hắn xuất hiện một đạo ánh sáng màu trắng, ánh sáng màu trắng ở trên người hắn mãnh liệt tỏa ra, đợi đến hắn tỉnh hồn lại thời điểm, hắn phát hiện mình đã trở về từng khối từng khối bia đá địa phương. Trong tấm bia đá mặt người lão đầu nói ra, làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại? Nhìn thấy bằng hữu của ngươi sao? Diệp Thần Phong nói ra, bọn hắn hẳn là rời đi tiểu thế giới này rồi, làm phiền các ngươi cũng đem ta triệt để truyền tống ra tiểu thế giới này đi. Mặt người lão đầu nói ra, này đương nhiên không thành vấn đề, ngươi cũng coi như là ân nhân của chúng ta rồi, chúng ta là không cách nào rời đi nơi này rồi, ta hy vọng về sau ngươi có thời gian đến nhìn xem chúng ta nói thế nào chúng ta cũng coi như là bằng hữu chứ. Diệp thần phong sớm muộn cũng sẽ đến thăm dò nơi này, hắn không chút do dự nói ra, sẽ, về sau ta nhất định trả lại muốn tới nơi này. Nghe được Diệp thần phong chắc chắn như thế trả lời, mặt người lão đầu nói ra, các vị, để cho chúng ta đến thanh tiểu ân người hoàn toàn truyền tống ra đi thôi. Từ từng khối từng khối bia đá mặt người trong, bốc ra thật khí thế so với vừa vặn càng thêm mãnh liệt rồi trận pháp lần thứ hai mở ra. Diệp thần phong biến mất ở trong trận pháp. Đợi đến hắn tỉnh hồn lại thời điểm, hắn phát hiện mình người đã ở trong nước biển, hắn lập tức bơi đến trên mặt biển, hắn phát hiện mình chỗ ở mặt biển, hẳn không phải là lúc trước đem hắn cuốn vào đáy biển tiểu thế giới mặt biển rồi. Diệp thần phong cũng không muốn ở trên bầu trời bay trên trời rồi, ai biết còn có thể hay không xảy ra bất chắc. Hắn nhìn thấy ở phía sau nơi xa có một chiếc bảo khí linh thuyền tại hướng về bên này đi lái qua, hắn lập tức liền lên lên thuyền tâm tư rồi, dù sao hắn đúng mục chi hải chưa quen thuộc, nếu như có thể đáp đến thuyền liền không thể tốt hơn rồi. Nơi xa con tàu này bảo khí linh thuyền dáng dấp vô cùng khí thế, chỉnh chiếc linh thuyền tổng cộng chia làm vì tầng 3, tại tầng thứ 3 một gian tinh xảo căn phòng bên trong, một tên dáng dấp ôn nhu, trên người tản ra nhất cổ thành, quen thuộc mùi vị Giữa hai lông mày có nhất cổ nữ vương hơi thở khuôn mặt đẹp nữ nhân ngồi trên ghế dựa. Ở tên này khuôn mặt đẹp trước mặt nữ nhân còn đứng hai tên lão giả, cái này hai tên lão giả một người trên đất thần cảnh tầng 6 đỉnh phong, một người trên đất thần cảnh 7 tầng sơ kỳ. Trong đó địa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong lão giả nói ra, tiểu thư, ngươi là Thanh Nguyệt Tông tông chủ, ngươi làm sao có thể liền hô một tiếng bắt chuyện cũng không đánh liền rời đi tông môn đâu này? ta biết ngươi là vì ta lão đầu tử được, muốn trị liệu lão đầu tử ta thương, nhưng tiểu thư ngươi không đáng giá vì ta mạo hiểm. Nếu như Diệp Thần Phong tại nơi này, như vậy hắn nhất định có thể nhận ra này 10 phần nữ vương phạm nữ nhân, nàng chính là tử cảnh trong đầm lấy tiết huyền tình rồi. Xem ra Diệp Thần Phong cùng tiết huyền tình trong lúc đó thật đúng là có duyên phận đây. chương 1865, Nghiến răng nghiến lợi ngồi trên ghế dựa nữ vương khí chất mười phần tiết huyền tình nàng xem hướng về mặt hai vị trí đầu ánh mắt của lão giả thập phần nhu hòa nàng nói nói triệu bá lý bá hai người các ngươi là xem ta lớn lên các ngươi chính là ta người thân ta đã nói rồi các ngươi không nên gọi ta tiểu thư các ngươi trực tiếp gọi ta huyền tình là được rồi vừa vặn mở miệng nói chuyện người lão giả này hắn chính là triệu bá rồi một người khác địa thần cảnh bảy tầng sơ kỳ chính là lý bá Lần này tiết huyền tình đi chết cảnh trong đầm lầy mạo hiểm lấy được bích huyết ma hổ nội đan, này cũng là vì bị nội thương nghiêm trọng triệu bá, này triệu bá ở bề ngoài nhìn qua bình yên vô sự, nhưng mà nếu như không đem trong cơ thể hắn nội thương hóa giải, như vậy triệu bá đời này thực lực đem cũng không còn cách nào đạt được đột phá. Triệu bá cùng lý bá khi biết tiết huyền tình đi rồi từ cảnh đầm lầy sau đó hai người bọn họ lập tức mang theo một ít đệ tử đi ra ngoài tìm tìm, liền ở mấy ngày trước bọn hắn thuận lợi cùng Tiết Huyền Tình hội hợp rồi. Triệu bá lời nói này để Tiết Huyền Tình trên mặt tràn ngập sự không cam lòng cùng quật cường, người bàn tay trắng nõn nắm chặt thành nắm đấm, nàng nói nói Triệu bá, Lý bá, lúc trước ta rời đi Trung Châu thời điểm, ta liền một mực tại chờ đợi ngày hôm nay, ta muốn để những tên kia xin ta về đến gia tộc trong, ta muốn để cái kia phụ ta người của mẫu thân, quỳ gối ta mộ của mẫu thân bia trước sám hối lý bá trong con người tràn đầy không đành lòng hắn nói ra tiểu thư ngươi không cần thương tâm vì những người kia không đáng giá mặc kệ bất cứ lúc nào ta cùng triệu lão đầu đều sẽ đứng ở ngươi bên này cho dù là hai chúng ta không nên này mạng già rồi tiết huyền tình chính là linh châu thanh nguyệt tông tông chủ này thanh nguyệt tông tại linh châu thành lập mới một khoảng trăm năm thời gian thế nhưng thanh nguyệt tông cũng đã chen vào linh châu nhất đẳng tông môn trong giới hạn rồi có thể nói này thanh nguyệt tông chính là gần trăm năm nay tại linh châu quật khởi nhanh nhất một cái tông môn tiết huyền tình hít thở sâu một cái nói ra triệu bá lý bá hai người các ngươi lại như gia gia của ta thanh nguyệt tông có thể tại linh châu đứng vững gót chân này đều là các ngươi hai cái công lao dù sao tại linh châu cơ hồ là không có bản thổ thiên thần cảnh cường giả triệu bá cùng lý bá một cái tại đất thần cảnh tầng sáu đỉnh phong một cái tại đất thần cảnh bảy tầng sơ kỳ, có hai người bọn họ tỏa chấn Thanh Nguyệt Tông, này Thanh Nguyệt Tông tại trong vòng trăm năm nhanh chóng như vậy quật khởi, điều này cũng đúng hợp tình hợp lý đã đến. Mà đang ở tiết huyền tình, triệu bá cùng lý bá tại trò chuyện thời điểm, bọn hắn chỗ ở chiếc này linh thuyền là càng ngày càng tới gần Diệp Thần Phong rồi. Đứng ở trên mặt biển Diệp Thần Phong, hắn cũng không biết tiết huyền tình cũng ở trên thuyền, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không có lên thuyền tâm tư rồi. Diệp Thần Phong liếc mắt liền thấy được, tại tầng thứ hai trên bong thuyền, đứng đấy ba người thanh niên. Hắn lập tức hô, ba vị huynh đệ, có thể hay không để cho ta đáp cái đi nhờ xe. Diệp Thần Phong cũng không hề ẩn giấu khí thế của mình, linh thuyền tầng hai trên bong thuyền ba cái thanh niên, bọn hắn cũng chú ý tới Diệp Thần Phong. Trong lòng bọn họ đối Diệp Thần Phong sinh ra hiếu kỳ, đất này ngục chi hải nghe đồn là mọi người đều biết, hơn nữa bọn hắn một cái liền cảm giác ra Diệp Thần Phong thực lực chỉ có tại niết bàn cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. Này ba cái thanh niên bên trong, một cái dáng dấp có phần tuấn lãng, trên người mang theo công tử văn nhã mùi vị thanh niên. Hắn nói ra, người có thể lên đến, bất quá. Nếu như người động cái gì ý đồ xấu lời nói, như vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nghe vậy, Diệp Thần Phong lập tức hướng về linh thuyền lao đi rồi, hắn bóng người vững vàng đứng ở linh thuyền tầng thứ hai trên bong thuyền. Tên kia công tử văn nhã hỏi, người tại sao một người ở địa ngục chi hải trên mặt biển? Diệp thần phong trong lòng cũng đã sớm nghĩ kỹ lời giải thích, hắn nói ra ta trước đó một mực cùng sư phụ ẩn cư tại trong núi thẳm, gần nhất mới ra ngoài, ta trước đó cũng là đắp những tông môn khác linh thuyền, đáng tiếc con tàu này linh trong thuyền đổ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta cũng cùng bọn họ thất lạc. Nghe xong Diệp Thần Phong lời nói sau, tên kia công tử văn nhã bên cạnh hai cái thanh niên, một tên trong đó thân thể khôi ngô người, nói ra, như vậy có thể hay không không tốt lắm. Chúng ta đều không có trải qua tông chủ đồng ý, chiếc này linh thuyền nhưng không tới phiên chúng ta tới làm chủ. Diệp Thần Phong đối với cái này tên thân thể khôi ngô thanh niên lời nói, hắn không có bất kỳ phản cảm, hắn liếc mắt là đã nhìn ra tên thanh niên này là một cái trực lai trực khứ người tên kia công tử văn nhã nói ra, yên tâm đi, tông chủ và lão tổ bọn hắn sẽ không trách tội chúng ta, lẽ nào tông chủ bọn hắn hội thấy chết mà không cứu sao? Thanh vị huynh đệ này lưu ở địa ngục chi hải thượng, hắn chỉ có là một con đường chết. Công tử văn nhã đối với Diệp Thần Phong cười nói, huynh đệ, ở nơi này gặp gỡ cũng coi như là một loại duyên phận, ta gọi Dương Hạo Thiên, người không phải là mới vừa từ thâm sơn đi ra không bao lâu đó sao? Ngươi nên chả không có gia nhập tông môn chứ, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta thanh nguyệt tông. Nếu như ngươi thành vì chúng ta thanh nguyệt tông đệ tử, khẳng định như vậy không ai sẽ để ý ngươi tiếp tục lưu lại chiếc này linh trên thuyền rồi. Vừa vặn cái kia khôi ngô thanh niên, hắn cũng lập tức nói ra, hảo thiên, chả ngươi được lắm đấy, như vậy chúng ta liền không cần lo lắng chịu đến trách phạt rồi. Chúng ta thanh nguyệt tông mấy năm gần đây một mực tại chiêu thu đệ tử, vì lập tức muốn cử hành thiên huyền thịnh điển làm chuẩn bị. Đúng rồi, ta gọi Trần Nguyên Hùng, lấy thực lực của ngươi ngươi có thể gia nhập chúng ta Thanh Nguyệt Tông được rồi. Một mực không mở miệng một tên sau cùng thanh niên, hắn tướng mạo phổ thông, trên mặt biểu lộ thập phần bình tĩnh, bất quá, sắc mặt của hắn lại quá đáng tái nhợt, hắn chỉ nói nam chứ ta gọi Lý Tín Văn. Này trong ba người, Dương Hảo Thiên thực lực tại hóa thần cảnh một tầng trung kỳ, Trần Nguyên Hùng thực lực tại Niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, Lý Tín Văn thực lực cũng đang Niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Diệp Thần Phong nhìn ra được ba người này cũng không có bất kỳ ác ý, cho dù tối trầm mặc ít nói Lý Tín Văn, hắn trong con người cũng tiết lộ ra thiện ý, bây giờ Diệp Thần Phong cùng Viên Khôn các loại thất lạc, đã như vậy, hắn không muốn trực tiếp đi chung châu rồi. Trước mắt Thiên Huyền thịnh điển ngược lại là một cái không sai rèn luyện cơ hội. Diệp Thần Phong hiện tại bức thiết muốn yếu tăng cao thực lực, cùng cường giả đối chiến không thể nghi ngờ là phi thường biện pháp không tệ. Trên trời Huyền Thịnh Điển trong khẳng định sẽ gặp phải thiên huyền giới các loại thiên tài, thế nhưng Diệp Thần Phong trước đó từ Tuyết Nguyệt cốc trưởng lão trong miệng biết được, này muốn tham gia Thiên Huyền Thịnh Điển nhất định muốn có tông môn đề cử. Diệp Thần Phong muốn chính mình đi tham gia ngược lại là còn thật sự không được, hắn hiện tại cũng cần tìm một tạm thời đặt chân địa. Tạm thời gia nhập một cái trong tông môn, điều này cũng đúng một cái lựa chọn tốt." Diệp Thần Phong nói ra, "Được, dù sao ta tạm thời cũng không địa phương đi, ta liền gia nhập Thanh Nguyệt Tông đi." "Ta gọi Diệp Thần Phong." Dương Hạo Thiên thập phần như quen thuộc cười nói, "Diệp huynh đệ, muốn gia nhập Thanh Nguyệt Tông hay là muốn trải qua khảo hạch, bất quá, lấy thực lực của ngươi tuyệt đối không có vấn đề, nhưng ngươi muốn tham gia lần này Thiên Huyền Thịnh Điển không chừng ý rồi." dù sao thực lực của ngươi kém một chút. Dương Hạo Thiên trong giọng nói cũng không hề nửa phần trào phúng, hắn nói vô cùng chân thành, Diệp Thần Phong tự nhiên cũng sẽ không tức giận rồi. Lần trước hắn từ tuyết nguyệt cốc trưởng lão trương nhớ mai trong miệng giải cũng không nhiều, hắn mở miệng nói có thể hay không cùng ta nói một chút liên quan với thiên huyền thịnh biển sự tình. Dương Hạo Thiên nói ra, này có những gì có thể hay không? Về sau tất cả mọi người là một cái tông môn huynh đệ, lại nói thiên huyền thịnh điển sự tình trên trời huyền giới đều là công khai. Mà chính lúc Dương Hạo Thiên Diệp Thần Phong bắt đầu giải thích thiên huyền thịnh điển thời điểm. Linh thuyền tầng thứ ba bong tàu bên trên. Tiết huyền tình, triệu bá cùng lý bá đều đi ra để hóng gió. Tiết huyền tình liếc mắt liền thấy được tầng thứ hai trên bong thuyền Diệp Thần Phong. Nàng nhìn Diệp Thần Phong chính cùng môn hạ của chính mình đệ tử chuyện trò vui vẻ. Khởi điểm người còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt, đang xác định chính mình không có nhìn lầm sau đó tiết huyền tình khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý tiểu trà trộn trứng đi vòng một vòng người vẫn là vòng tới trong tay ta chứ tại tử cảnh trong đầm lầy lại dám đập cái mông của ta ta tiết huyền tình cùng ngươi không để yên tiết huyền tình trên gương mặt không khỏi hiện lên một vệt đỏ ửng trong miệng nàng là cắn răng nghiến lợi bất quá nghĩ đến tử cảnh đầm lầy diệp thần phong giúp nàng luyện đan Tuy rằng cuối cùng tại đan dược bên trong bỏ thêm một điểm liệu, tại người sau khi tỉnh lại Diệp Thần Phong đã sớm đi không còn hình bóng, thế nhưng Diệp Thần Phong tại trước khi đi còn giúp người bố trí trận pháp, đem bích huyết ma hổ nội đan trả lại cho người, còn nữa không có Diệp Thần Phong lời nói, e sợ người đã là chết rồi. Thế nhưng, vừa nghĩ tới Diệp Thần Phong đánh cái mông của nàng, vừa nghĩ tới Diệp Thần Phong trước khi đi trên mặt đất lưu lại chữ, Diệp Thần Phong dĩ nhiên xưng hô nàng là tiểu cô nàng, này làm cho tiết huyền tình trong lòng là vừa thẹn vừa giận. chương 1866, Cốt Linh 29 Linh thuyền tầng thứ hai bong tàu bên trên. Diệp thần phong còn không biết tiết huyền tình đã nhìn chằm chằm hắn. Từ dương hạo thiên trong miệng diệp thần phong là hoàn toàn hiểu được một phen thiên huyền thịnh điển. Hôm nay huyền thịnh điển 500 năm cử hành một lần, đầu tiên yếu tại Linh Châu chúng tuyển rút có thể đi tham gia thiên huyền thịnh điển đệ tử. Sau đó Linh Châu chọn lựa ra những người này sẽ đi hướng về Huyền Châu, cùng Huyền Châu tất cả đại tông môn đệ tử phân cao thấp, cuối cùng hai cái châu tuyển ra người hội cùng đi hướng về Trung Châu, đi khiêu chiến Trung Châu những thiên tài đó đệ tử. Trung Châu linh khí cùng tài nguyên tu luyện, muốn so Huyền Châu cùng Linh Châu nồng nặc cùng phong phú hơn nhiều, Huyền Châu cùng Linh Châu thiên tài đã đến Trung Châu, phần lớn chỉ có lót đáy phần, có thể nói Huyền Châu cùng Linh Châu thiên tài phóng tới Trung Châu đi lời nói phần lớn liền trả là cái cóc khô gì, đương nhiên huyền châu cùng linh châu bên trong, khó tránh khỏi cũng sẽ bốc lên một ít thật thiên tài tới. Chỉ cần huyền châu cùng linh châu đi hướng trung châu đệ tử, cuối cùng có thể chen vào thiên huyền thịnh điển 100 người đứng đầu, như vậy bọn hắn chỗ ở tông môn đều sẽ thu được lợi ích cực kỳ lớn. Đương nhiên linh châu cùng huyền châu đệ tử đi hướng trung châu trước đó, bọn hắn có thể tại linh châu cùng huyền châu chọn lựa bên trong chen vào trước 10 như vậy cũng sẽ có phần thưởng phong phú, tưởng thưởng vật phẩm đủ loại, có đan dược, có linh thảo, có chiến kỹ, có các loại vũ khí chờ. Lại không lâu nữa Linh Châu chọn lựa chính là muốn bắt đầu, gần nhất tất cả đại tông môn bên trong nên mau chóng đề cử ra bản thân trong môn phái đệ tử ưu tú rồi. Đương nhiên mỗi cái tông môn chỉ có thể đề cử suốt năm tên đệ tử tham gia thiên huyền thịnh biển. Diệp thần phong nghe được tại Linh Châu cùng huyền châu bên trong chen vào trước 10 cũng có khen thưởng, hỏi hắn, tưởng thưởng vật phẩm bên trong sẽ có hay không có liên quan với thần hồn loại thiên tài địa bảo. Đối với Diệp Thần Phong đặt câu hỏi, Dương Hạo Thiên cũng không có nghi hoặc. Hắn nói ra, tưởng thưởng vật phẩm mỗi lần đều không giống nhau, hay là vẫn đúng là hội có liên quan với thần hồn loại thiên tài địa bảo. Tại Dương Hạo Thiên tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong, một tên Thanh Nguyệt Tông đệ tử đi tới, hắn đối với Dương Hạo Thiên đám người nói, ba người các ngươi một người trong đó đi gặp một cái tông chủ và lão tổ, bọn hắn có chuyện yếu hỏi các ngươi. Dương Hạo Thiên đám người hơi sững sờ, lập tức, Dương Hạo Thiên nói ra, vậy ta đi một chuyến đi. Thuận tiện nói một chút diệp huynh đệ ngươi gia nhập tông môn sự tình. Dương Hạo Thiên đi theo tên đệ tử kia hướng về tầng thứ ba đi đến. Tiết huyền tình, triệu bá cùng lý bá cũng về tới gian phòng bên trong, tiết huyền tình giải thích, vừa vận tại tầng thứ hai trên bong thuyền cùng chúng ta tông môn đệ tử ở chung với nhau người kia ta cùng hắn cũng coi như là nhận thức chỉ là hắn làm sao sẽ xuất hiện tại chúng ta linh trên thuyền tiết huyền tình tạm thời vẫn không có đối triệu bá cùng lý bá nói rõ những chuyện khác triệu bá cùng lý bá chỉ hơi hơi gật gật đầu không bao lâu thời gian dương hạo thiên ở bên ngoài gõ cửa sau đó hắn liền cung kính đi vào gọi một tiếng lão tổ tông chủ Tuy rằng triệu bá cùng Lý bá xưng hô tiết huyền tình vì tiểu thư, nhưng tiết huyền tình vẫn để cho hai người bọn họ đã trở thành thanh nguyệt tông lão tổ. Tiết huyền tình tại chính mình trong tông môn đệ tử trước, trên người nàng nữ vương khí thế càng thêm hùng hậu rồi, người âm thanh có phần lành lạnh mà hỏi, vừa vặn cùng với các ngươi tên kia là ai? Hắn cũng không giống như là chúng ta trong tông môn đệ tử chứ. Thấy tiết huyền tình trực tiếp chất vấn diệp thần phong sự tình, Dương Hạo Thiên lập tức đem cả sự tình đầu đuôi nói một lần, bao quát Diệp Thần Phong lai lịch, bao quát Diệp Thần Phong muốn gia nhập Thanh Nguyệt Tông sự tình. Trước đó tại tử cảnh trong đầm lầy sự tình, Diệp Thần Phong cũng từng nói mình và sư phụ một mực ẩn cư tại trong núi thẳng, bây giờ thấy Dương Hạo Thiên chỗ nói Diệp Thần Phong lai lịch cùng nàng biết rõ hôn nhau. Hợp, người hầu như không hoài nghi nữa thân phận của Diệp Thần Phong rồi, chỉ là người không nghĩ tới Diệp Thần Phong muốn gia nhập của nàng Tông Môn, này làm cho trong lòng nàng có chút lạ quái. Ngược lại, tiết huyền tình trong lòng lộ ra tiểu nữ nhân nụ cười. Hay là chỉ có đang đối mặt Diệp Thần Phong sự tình lúc, của nàng nữ vương khí thế mới sẽ thu lại, điểm này liền bản thân nàng cũng không có phát hiện. Người thầm nghĩ, nếu như cái nhỏ trà trộn, chứng tương lai biết mình gia nhập của ta tông môn, hắn sẽ là cái gì biểu lộ. Ta còn thực sự chờ mong đây tiết huyền tình nói ra người đi xuống thanh người kia kêu lên đến chúng ta tự mình đến giúp hắn thử một chút khắp mọi mặt thiên phú nghe vậy dương hạo thiên lập tức lui xuống tại dương hạo thiên sau khi rời đi tiết huyền tình mới đưa tại từ cảnh đầm lầy sự tình nói một lần đương nhiên người được điều khí tình tiết tự nhiên là không có nói ra được rồi triệu bá cùng lý bá khi nghe đến diệp thần phong lấy niết bàn cảnh tam trọng thiên sơ kỳ Đem thực lực dừng lại tại Hóa Thần cảnh một tầng đỉnh phong Bích huyết ma hổ giết, mặc dù có tiết huyền tình kéo dài thời gian, nhưng điều này cũng cực kỳ để cho bọn họ khiếp sợ rồi. Lần sau nghe được Diệp thần phong là tam phẩm luyện dược sư, hơn nữa còn có thể tay không luyện đan, hai cái này lão đầu là hoàn toàn không bình tĩnh rồi, phóng tầm mắt toàn bộ thiên huyền giới có ai có thể tay không luyện đan. Triệu Bá cùng Lý Bá tại bình phục thoáng một chút tâm tình sau, Triệu Bá nói ra, nếu tiểu tử kia đối tiểu thư ngươi có ân cứu mạng, hắn lại là một gã tam phẩm luyện dược sư, hơn nữa thực lực cũng có niết bàn cảnh tam trọng thiên sơ kỳ, hắn tuyệt đối có tư cách gia nhập chúng ta Thanh Nguyệt Tông rồi, chỉ là không biết tuổi tác của hắn có bao nhiêu rồi, đoán chừng tối thiểu tại 100 tuổi có hơn rồi, dù sao chế thuốc một đường cũng phải cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Lý Bá cũng nói, đúng vậy, tiểu thư Chúng ta Thanh Nguyệt Tông lớn nhất thiếu hụt chính là cùng luyện dược các quan hệ quá nông cạn, nếu như chúng ta trong tông môn có một tên luyện dược sư lời nói, như vậy chúng ta có thể giải quyết rất nhiều phiền toái. Tiết Huyền Tình trong lòng cũng là làm thưởng thức Diệp Thần Phong, chỉ là dù sao người đường đường linh thần cảnh cường giả, Thanh Nguyệt Tông tông chủ, người tại tử cảnh trong đầm lầy được Diệp Thần Phong khi dễ, người đương nhiên là có điểm nuốt không trôi khẩu khí này rồi. Tiết Huyền Tình lùi tới gian phòng sau tấm bình phong, người ngồi ở sau tấm bình phong trên ghế nói ra triệu bá lý bá thân phận của ta chả tạm thời không muốn cho hắn biết hai người các ngươi liền giúp ta thử một chút thiên phú của hắn đi cũng đừng làm cho hắn đem đuôi vỉnh đến bầu trời rồi các ngươi giúp ta nói một chút hắn ta nghĩ hắn về mặt tu luyện thiên phú cần phải cũng sẽ không quá cao đến lúc đó chúng ta tại ra vẻ miễn cưỡng tiếp thu sự gia nhập của hắn triệu bá cùng lý bá là khuôn mặt vẻ cổ quái tại trong trí nhớ của bọn hắn tiết huyền tình luôn luôn là làm thành. Quen thuộc, hôm nay làm sao sẽ thay đổi trạng thái bình thường. Bất quá, hai người bọn họ cũng không tiện hỏi nhiều. Dương Hạo Thiên lúc rời đi gian phòng sau, hắn lập tức đến tầng thứ hai đem Diệp Thần Phong cho lính tới, lần này Trần Nguyên Hùng cùng Lý Tín Văn cũng theo tới. Dương Hạo Thiên cười nói, Diệp huynh đệ, tông chủ và lão tổ tự mình giúp người kiểm tra thiên phú, đây chính là không thấy nhiều, Ngươi cần phải hảo hảo biểu hiện biểu hiện a hát. Đừng cho tông chủ bọn hắn chờ lâu, ngươi gõ cửa vào đi thôi. Trước đó Phượng Hoàng Tông thường sự tình để Diệp Thần Phong có phần cảnh giác. Bất quá, đã đến rồi thì nên ở lại, chẳng qua tình huống không đúng, hắn liền trực tiếp tiến vào hỗn độn trong chiếc nhẫn. Diệp Thần Phong gõ cửa sau đó hắn đẩy cửa đi vào, sau đó tướng môn đóng lại rồi. Vừa vặn Diệp Thần Phong tại tầng thứ hai thời điểm. Tiết huyền tình bọn hắn đều không có đi cảm ứng Diệp Thần Phong thực lực, bây giờ phát hiện Diệp Thần Phong thực lực tại niết bàn cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, bọn hắn cũng không khỏi sửng sốt một chút, sau tấm bình phong Tiết huyền tình hơi hơi ngạc nhiên, nàng và Diệp Thần Phong phân biệt mới không thời gian bao lâu, Diệp Thần Phong làm sao lại từ tam trọng thiên sơ kỳ, khóa nhập tam trọng thiên đỉnh phong đâu này. Triệu bá cùng lý bá rất nhanh sẽ khôi phục tâm tình, triệu bá nói ra chúng ta đối tình huống của ngươi có chút hiểu rõ rồi ngươi muốn gia nhập chúng ta thanh nguyệt tông diệp thần phong bình tĩnh nói đúng hai vị tiền bối hắn có thể đủ cảm giác được trước mặt hai người này trên đất thần cảnh tầng thứ hắn tự nhiên cũng sẽ không thất lễ hắn đương nhiên cũng nhìn thấy sau tấm bình phong một đạo như ẩn như hiện bóng người rồi triệu bá cùng lý bá cũng không biết diệp thần phong tại tử cảnh trong đầm lầy đánh thiết huyền tình cái mông sự tình trong lòng bọn họ coi Diệp Thần Phong là làm tiết uyển tình ân nhân cứu mạng, trên mặt bọn họ vẻ mặt vẫn phi thường ôn hòa, bất quá, tiểu thư của mình giao phó sự tình, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ đi làm, sau đó khảo nghiệm thiên phú bất kể như thế nào, bọn hắn đều sẽ nói lên Diệp Thần Phong vài câu, đương nhiên cũng chỉ là thuận miệng nhắc nhở một chút Diệp Thần Phong mà thôi. Triệu Bá từ trong tay lấy ra một cái màu trắng pha lê hình dáng tròn. Bóng, hắn đem tròn Bóng đưa cho Diệp Thần Phong, nói ra, đem cái này nắm trong tay là được rồi. Diệp Thần Phong biết đây cũng là yếu kiểm tra thiên phú, hắn muốn đem thiên phú của chính mình ẩn giấu một ít, bất quá, khi này cái tròn. Bóng nắm trong tay thời điểm, Diệp Thần Phong vẫn không có đi vào trong truyền vào linh khí, cái này tròn. Bóng thượng liền lập tức xuất hiện 29 con số này. Tại 29 con số này hiện ra xuất hiện lúc đi ra, Triệu Bá cùng Lý Bá trong nháy mắt choáng váng, đây là kiểm tra cốt linh, đã đến niết bàn cảnh sau đó người tu luyện cốt linh liền sẽ ẩn giấu đi, chỉ cần đem cái này tròn bóng nắm trong tay, người cốt linh lập tức hội ở phía trên hiện ra. Triệu Bá cùng Lý Bá trong lúc nhất thời đầu có phần thiếu dưỡng rồi, bọn hắn chỉ là ngơ ngác nhìn 29 con số này, điều này đại biểu Diệp Thần Phong chỉ có 29 tuổi. 29 tuổi niết bàn cảnh tam trọng thiên cường giả đỉnh cao, 29 tuổi tam phẩm luyện dược sư. Hơn nữa còn có thể tay không chế thuốc, phải biết những trung châu đó thiên tài tuyệt thế, bọn hắn bước vào niết bàn cảnh cũng phải 40 đến 50 tuổi ở giữa, mà Diệp Thần Phong lại. Đương nhiên Diệp Thần Phong bây giờ chính là ngũ phẩm luyện dược sư, chỉ là tiết huyền tình đem hắn ngộ nhận là tam phẩm luyện dược sư. Nguyên bản triệu bá cùng lý bá trong lòng chuẩn bị một phen lời giải thích, giờ khắc này hoàn toàn là kẹt ở trong cổ họng rồi bọn hắn thật sự không ra mặt nói đến một phen Diệp Thần Phong rồi. chương 1867, Bạo Biểu Thiên Phú Diệp Thần Phong nhìn xem tròn, bóng thượng 29 con số này, hắn lại nhìn thấy triệu bá cùng Lý bá có phần đờ đẫn dáng dấp. Hắn lúc trước chả chưa từng nhìn thấy kiểm tra cốt linh máy móc, đang suy tư chỉ chốc lát sau, hắn tạm thời cũng không nghĩ đến này 29 là đại biểu cái gì. Triệu bá cùng Lý bá tại ngốc trệ một lúc sau, hai người bọn họ trên mặt lập tức lộ ra hưng phấn, bọn hắn biết lần này mình là gặp phải bảo, lấy Diệp Thần Phong cốt linh 29 liền đã tới niết bàn cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, thành tựu tương lai hẳn là sẽ không kém đi nơi nào, để Diệp Thần Phong gia nhập Thanh Nguyệt Tông tuyệt đối là một cái chuyện tốt to lớn. Triệu Bá cùng Lý Bá nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt càng thêm hiền lành rồi. Bọn hắn xong quên hết rồi vừa vặn tiết huyền tình dặn dò chuyện của bọn hắn, triệu bá cười ha hả nói tiểu gia hỏa, người bây giờ chỉ có 29 tuổi. Nghe được triệu bá nghi vấn sau đó Diệp Thần Phong mới biết tròn. Bóng thượng 29 đại biểu cái gì, nguyên lai like là đại biểu tuổi tác của hắn, nếu tuổi tác đã bị kiểm tra ra, như vậy Diệp Thần Phong cũng không có cần thiết giấu giếm rồi. Hắn gật gật đầu, nói ra ta là 29 tuổi. Gian phòng sau tấm bình phong thiết huyền tình, người khi biết Diệp Thần Phong chỉ có 29 tuổi sau đó nàng là khuôn mặt không phục, hàm răng cắn chặt môi, người không phải không thừa nhận Diệp Thần Phong quá trẻ tuổi, tại tuổi tác như vậy liền đến niết bàn cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, e sợ đi rồi Trung Châu cũng tuyệt đối sẽ có thế lực lớn mời chào, huống hồ Diệp Thần Phong chả là một gã tam phẩm luyện dược sư đây. 29 tuổi tam phẩm luyện dược sư, này đồng dạng là cực kỳ đáng quý được rồi, nếu như bị hắn thực lực của hắn biết được Diệp Thần Phong người này, e sợ sẽ đến cùng bọn họ Thanh Nguyệt Tông tranh đoạt. Tiết Huyền Tình Tú mỹ mày liễu hơi nhíu lại, người ý nghĩ trong lòng cải biến rất nhiều, người hiện tại không lo được Diệp Thần Phong đập qua cái mông của nàng, sưng hô qua người vì tiểu. Cô nàng sự tình rồi, người nhất định phải làm cho Diệp Thần Phong gia nhập Thanh Nguyệt Tông. Hay là Diệp Thần Phong có thể tại về Sau Thiên Huyền Thịnh Điển thượng đạt được thành tích kinh người cũng nói không chắc. Triệu Bá cùng Lý Bá thì là vô cùng hài lòng gật gật đầu, trong lòng bọn họ hưng phấn vẫn không có tiêu tan đây. Triệu Bá tiện tay vung lên, một khối cao 2 mét bia đá xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt. Nói ra, tiểu gia hỏa, hiện tại chính thức thử một chút thiên phú của ngươi. Ngươi chỉ cần đưa bàn tay theo như tại trên tấm bia đá, đem linh khí truyền vào trong đó là được rồi. Tấm bia đá này chính là kiểm tra người tu luyện tổng hợp mức tiềm lực, tại Linh Châu căn bản không có loại này cao cấp khảo thí thạch bia, loại kiểm tra này bia đá chỉ có ở chính giữa vừa nãy có. Nếu Triệu Bá có thể lấy ra loại kiểm tra này bia đá, bởi vậy nhưng thấy bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cùng Trung Châu có quan hệ. Đang tu luyện người đem linh khí truyền vào trong đó, sau đó nguyên bản màu trắng bia đá hội lần lượt biến thành đỏ, màu da cam, lục, thanh lam tử này bảy loại màu sắc, đỏ đại biểu người tu luyện mức tiềm lực rất kém cỏi. Quả cam đại biểu người tu luyện mức tiềm lực phổ thông, hoàng đại biểu người tu luyện mức tiềm lực trung đẳng, lục đại biểu người tu luyện mức tiềm lực thượng đẳng thành đại biểu người tu luyện mức tiềm lực đến thiên tài cấp bậc, làm đại biểu người tu luyện mức tiềm lực đã tới thiên tài tuyệt thế cấp bậc rồi, tím đại biểu người tu luyện mức tiềm lực đến yêu nghiệt cấp bậc rồi. Tại toàn bộ thiên huyền giới đã nắm chắc ngàn năm không có ai mức tiềm lực có thể đến yêu nghiệt cấp bậc rồi. Tấm bia đá này khảo nghiệm mức tiềm lực là tổng hợp, trong đó đã bao hàm người tu luyện linh căn, người tu luyện số mệnh các loại tất cả, chỉ có tổng hợp thiên phú tu luyện cao Tương lai đạt được thành tựu cũng sẽ càng cao. Triệu Bá cùng Lý Bá đã tại suy đoán Diệp Thần Phong mức tiềm lực đến cấp bậc gì. Bọn hắn suy đoán Diệp Thần Phong tối thiểu cũng hẳn là thiên tài cấp bậc, có thể đến thiên tài cấp bậc ở chính giữa châu là có thể thu được tất cả đại tông môn chiêu mộ. Tại Huyền Châu cùng Linh Châu mức tiềm lực có thể đến thiên tài trẻ tuổi là đã ít lại càng ít, đại đa số trẻ tuổi mức tiềm lực đều tại thiên tài trở xuống. Dĩ nhiên đã đi tới nơi này, như vậy Diệp Thần Phong cũng chỉ có thể đủ thử một chút rồi, hắn nghe thế về yếu hướng về trong tấm bia đá truyền vào linh khí, trong lòng của hắn ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Như vậy hắn thì có thể khống chế khảo nghiệm kết quả hắn chỉ cần thiếu hướng về trong tấm bia đá truyền vào một ít linh khí là được rồi, hắn vẫn cảm thấy chính mình hẳn là phải khiêm tốn một ít. Tại triệu bá cùng lý bá ánh mắt mong đợi bên trong, Diệp thần phong thủ trưởng đặt tại trên tấm bia đá, Đương nhiên sau tấm bình phong tiết huyền tình cũng là thật chặt cảm ứng Diệp Thần Phong nhất cử nhất động. Diệp Thần Phong thông qua bàn tay thanh trong cơ thể linh khí truyền vào trong tấm bia đá sau, hắn vốn là muốn yếu khống chế chính mình truyền vào linh khí, nhưng hắn linh khí hoàn toàn không bị khống chế, dĩ nhiên điên cuồng tràn vào trong tấm bia đá, bàn tay của hắn cũng không cách nào thoát ly bia đá. Giống như là được bia đá cho dính lấy đồng dạng, này làm cho hắn hơi hơi nhíu mày. Lý Bá nhìn thấy Diệp Thần Phong cao mày, hắn nói ra: Tiểu gia hỏa, khảo nghiệm này mức tiềm lực bia đá vì phòng ngừa người dối trá, nó sẽ đem chắc thí giả cực hạn tiềm lực kiểm tra đi ra ngoài. Tại kết quả sau khi đi ra, bàn tay của ngươi là có thể rời đi bia đá rồi. Khi nghe đến Lý Bá lời nói sau, Diệp Thần Phong trong lòng là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Tại Diệp Thần Phong trong lòng cười khổ thời điểm, cả khối màu trắng bia đá đã biến thành một mảnh đỏ. Không bao lâu thời gian lại biến thành một mảnh màu cam. Trong nháy mắt, bia đá lại biến thành một mảnh hoàng. Tiếp lấy bia đá màu sắc lập tức lại biến thành một mảnh lục. Tại một mảnh lục thượng dừng lại mấy giây sau đó bia đá màu sắc lại biến thành một mảnh thanh. Màu xanh đã là đại biểu mức tiềm lực đến thiên tài cấp bậc. Tại bây giờ Thanh Nguyệt Tông bên trong vẫn không có đệ tử nào mức tiềm lực có thể đến thiên tài cấp bậc. Tuy rằng Triệu Bá cùng Lý Bá đã sớm đoán được Diệp Thần Phong mức tiềm lực hẳn là tối thiểu nhất là thiên tài cấp bậc, thế nhưng tại tận mắt thấy trên bia đá màu sắc biến thành màu xanh sau đó hai người bọn họ vẫn không khỏi nín thở. Tại Triệu Bá cùng Lý Bá nín thở thời điểm, chỉ thấy trên bia đá màu sắc lại biến thành màu xanh lam. Điều này đại biểu Diệp Thần Phong tổng hợp mức tiềm lực đến thiên tài tuyệt thế cấp bậc rồi, loại này cấp bậc mức tiềm lực, nếu như muốn gia nhập Trung Châu tông môn, như vậy không nghi ngờ chút nào sẽ trực tiếp thành vì đệ tử hạch tâm bồi dưỡng. Sau tấm bình phong thiết huyền tình hơi khẽ mím môi môi, Diệp Thần Phong có thể lấy tuổi tác như vậy đến thực lực như vậy, thiết huyền tình, triệu bá cùng lý bá trong lòng bọn họ đã lớn mật suy đoán. Diệp thần phong mức tiềm lực hay là có thể đến thiên tài tuyệt thế cấp bậc rồi. Nhưng khi bọn họ tận mắt thấy kết quả này thời điểm, bọn hắn vẫn có chút không dám tin, bọn hắn biết kiểm tra hẳn là yếu kết thúc, dù sao nắm giữ yêu nghiệt cấp bậc mức tiềm lực người tu luyện trên trời huyền giới đã nắm chắc ngàn năm đều chưa từng xuất hiện rồi, bọn hắn cũng không cho là Diệp Thần Phong mức tiềm lực có thể đến yêu nghiệt cấp bậc. Phải biết mức tiềm lực có thể đến yêu nghiệt cấp bậc người, như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói, tương lai nhất định là thiên huyền giới đỉnh phong một trong những nhân vật. Triệu Bá cùng Lý Bá điều chỉnh một cái hô hấp của mình, bọn hắn vừa vặn sẽ đối Diệp Thần Phong chúc thời điểm chỉ thấy trên bia đá màu xanh lam đang thay đổi rồi, đang chậm rãi biến thành màu tím. Nhìn thấy biến hóa này sau, triệu bá cùng lý bá nụ cười trên mặt cứng ngắc ở, mở ra miệng vừa vặn muốn muốn nói chuyện, nhưng là dù như thế nào cũng không phát ra được thanh âm nào. Không bao lâu thời gian, chỉnh tấm bia đá hoàn toàn biến thành màu tím, nói cách khác diệp thần phong mức tiềm lực đến yêu nghiệt cấp bậc. Triệu bá cùng lý bá phát hiện mình có phần khó mà hít thở, yêu nghiệt cấp bậc mức tiềm lực người, nhưng là có mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện rồi, hôm nay lại bị bọn hắn cho đụng phải. Phù phù, phù phù, phù phù. Triệu bá cùng lý bá có thể rõ ràng nghe được chính mình trái tim nhanh chóng nhảy lên thanh âm, bọn hắn quả thực có loại cảm giác đang nằm mơ rồi. Đây chính là yêu nghiệt cấp bậc mức tiềm lực A-Hát, hay là chỉ cần Diệp Thần Phong gia nhập Thanh Nguyệt Tông, Tương lai Thanh Nguyệt Tông hội bởi vì Diệp Thần Phong mà tại toàn bộ thiên huyền giới quật khởi. Nhưng mà, trên bia đá màu sắc biến thành màu tím sau, chỉnh tấm bia đá dĩ nhiên đỏ, màu da cam, lục, thanh lam tử này bảy loại màu sắc không ngừng lấp lánh lên. Theo, này bảy loại màu sắc liên tục luân phiên lấp lánh. Trong chớp mắt, ầm, um, một tiếng, chỉnh tấm bia đá trong nháy mắt nổ tung rồi. Lúc này Triệu Bá cùng Lý Bá là hoàn toàn ngây người như phỗng rồi, kiểm tra mức tiềm lực bia đá nổ tung, mặt trên bảy loại màu sắc luân phiên lấp lánh, này, điều này đại biểu Diệp Thần Phong mức tiềm lực phạm vi hoàn toàn vượt ra khỏi bia đá khảo nghiệm phạm vi, nói cách khác, Diệp Thần Phong mức tiềm lực không thể chỉ yêu nghiệt cấp bậc, tiềm lực của hắn giá trị muốn so yêu nghiệt cấp bậc còn phải cao hơn rất nhiều rất nhiều. Sao lại có thể như thế a -Hát? Thiên Huyền giới làm sao sẽ tồn tại cái này loại quái thai? Diệp thần phong thiên phú là trực tiếp bạo biểu rồi. chương 1868, chỗ dựa, bảo tiêu, trang sức tinh xảo căn phòng bên trong, trong không khí phiêu tán một ít bia đá nổ tung sau đá vụn. Từng đạo gấp gáp vô cùng tiếng hít thở vang vọng ở trong không khí. Triệu bá cùng lý bá tốt xấu cũng là địa thần cảnh tầng 6 cùng 7 tầng cường giả, tâm tình của bọn họ cho dù mất khống chế, cũng cực nhỏ hội biểu hiện ở trên mặt, nhưng là bây giờ một khắc hai người bọn họ là ánh mắt có phần đờ đẫn nhìn xem Diệp Thần Phong. Sau tấm bình phong tiết huyền tình, người trong con ngươi xinh đẹp dị thải liên tục, tuy nói Diệp Thần Phong từng bắt nạt người, thế nhưng người đối Diệp Thần Phong hoàn toàn không có ác ý, lo xa nhất bên trong là có phần tức không chịu được mà thôi. Giờ khắc này, nhìn thấy Diệp Thần Phong mức tiềm lực dĩ nhiên trực tiếp để khảo thí thạch bia nổ tung, người bộ ngực cũng vi vi trên dưới phập phòng. Diệp Thần Phong nhìn thấy khảo thí thạch bia nổ tung, nhìn xem triệu bá cùng lý bá nở đẫn dáng dấp, không cần nhiều lời, hắn biết mình vô duyên vô cớ lại kiểu như trâu bò một hồi, hắn có chút lúng túng cười nói, hai vị tiền bối, cái này, ta không cẩn thận đem bọn ngươi kiểm tra thiên phú bia đá làm hỏng rồi. Nghe vậy, triệu bá cùng lý bá lúc này mới tỉnh táo lại, hai người bọn họ lắc đầu liên tục, trên mặt tỏa ra cực kỳ nụ cười sán lạn, triệu bá nói ra, không có chuyện gì. Không có chuyện gì, không phải là một khối khảo nghiệm bia đá ma ngươi không cần để ở trong lòng diệp thần phong vẫn luôn đang quan sát triệu bá cùng lý bá trên mặt biểu lộ hắn nhìn ra được triệu bá cùng lý bá là phát ra từ nội tâm cao hứng cùng lúc trước phượng hoàng tông lão tổ dối trá không giống trong lòng của hắn hơi hơi thở phào nhẹ nhõm xem ra triệu bá cùng lý bá đối với hắn hẳn là cũng không tồn tại ác ý rồi lý bá lập tức cũng đem khảo thí thạch bia các loại kết quả khảo nghiệm phân chia đối diệp thần phong giải thích một lần Diệp Thần Phong khi biết yêu nghiệt cấp bậc mức tiềm lực trên trời huyền giới có mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện rồi, hơn nữa tiềm lực của hắn giá trị vượt xa khỏi yêu nghiệt cấp bậc sau đó hắn hiện tại biết rồi triệu bá cùng Lý Bá vì sao lại như vậy thất thố. Lý Bá mặt tươi cười nói, tiểu hữu về sau giữa chúng ta xưng hô liền tùy ý một chút được rồi, từ giờ trở đi ngươi chính thức thành vì chúng ta thanh nguyệt tông đệ tử hạch tâm. Không biết tiểu hữu người còn có hay không cái gì yêu cầu khác diệp thần phong nhìn xem lý bá trên mặt chân thành nụ cười hắn biết mình mức tiềm lực đổi lấy lý bá tôn trọng của bọn hắn hắn nói ra ta còn thực sự có một yêu cầu không biết ta có thể hay không tham gia lần này thiên huyền thịnh điển nghe vậy triệu bá cùng lý bá hơi sững sờ bọn hắn đã từ tiết huyền tình trong miệng biết được diệp thần phong sức chiến đấu rồi có thể giết chết hóa thần cảnh một tầng đỉnh phong bích huyết ma hổ huống chi bây giờ diệp thần phong thực lực so với lúc trước lại tăng lên không ít Diệp Thần Phong tuyệt đối có thể trở thành bọn hắn Thanh Nguyệt Tông một đại sức chiến đấu. Cho dù Diệp Thần Phong không đưa ra yêu cầu này, Triệu Bá cùng Lý Bá cũng sẽ tìm cơ hội chính mình nói ra, trước mắt thấy Diệp Thần Phong chủ động mở miệng. Bọn hắn đương nhiên là cực kỳ vui lòng gật đầu đáp ứng. Triệu Bá trong lòng kích động vẫn không có rút đi, hắn đời này đều chưa từng thấy mức tiềm lực như thế ưu tú thanh niên đây. Quan trọng nhất là Diệp Thần Phong chỉ có 29 tuổi. Diệp thần phong tương lai tính dẻo thật sự là quá mạnh mẽ. Triệu bá vui vẻ nói ra, tiểu hiếu, yên tâm, lần này chúng ta Thanh Nguyệt Tông tham gia thiên huyền thịnh điển danh ngạch khẳng định có ngươi ở trong đó. Về sau tại Thanh Nguyệt Tông gặp đến bất cứ chuyện gì, ngươi cũng có thể tới tìm chúng ta, hoặc là đi tìm tông chủ. Triệu bá nhắc tới tông chủ, tại sao tấm bình phong thiết huyền tình. Khóe miệng nàng vi vi nổi lên, nguyên bản người còn không muốn sớm như vậy thấy diệp thần phong bất quá kế hoạch không đuổi kịp biến hóa người đè thấp âm thanh nói ra triệu bá lý bá hai người các ngươi đi ra ngoài trước đi ta muốn cùng hắn đơn độc tâm sự triệu bá cùng lý bá gật gật đầu lý bá nói ra sau tấm bình phong chính là thanh nguyệt tông tông chủ tại triệu bá cùng lý bá sau khi rời đi tiết huyền tình lần nữa mở miệng nói người tới diệp thần phong luôn cảm giác cái thanh âm này có một chút quen thuộc nhưng trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi ở nơi nào nghe được rồi hắn hướng về bình phong đi tới tại đi tới sau tấm bình phong làm hắn nhìn thấy mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt tiết huyền tình lúc hắn suýt chút nữa trực tiếp chửi má nó rồi hắn đã bất cứ lúc nào đều chuẩn bị tiến vào hỗn độn trong chiếc nhẫn rồi hắn không nghĩ tới tiết huyền tình sẽ là thanh nguyệt tông tông chủ nghĩ đến từng ở tử cảnh trong đầm lầy đánh qua tiết huyền tình cái mông hắn biết lão hổ cái mông mò không được đồng dạng nữ nhân cái mông cũng là đập không được, chớ nói chi là một cái không quá quen thuộc nữ nhân, bất quá, Diệp Thần Phong ánh mắt hay là vô tình giữa hướng về tiết huyền tình trên cái mông liếc mắt nhìn. Hành động này không có tránh được tiết huyền tình ánh mắt, gò má của nàng nhất thời vi vi ửng hồng, người giữa hai lông mày nữ vương khí thế trong nháy mắt nhược rất nhiều, hàm răng khẽ cắn môi, người nhiều hơn một phần tiểu nữ nhân tư thái, người mắng tiểu. Trà trộn, trứng, người nhìn cái gì vậy? lẽ nào tại tử cảnh trong đầm lầy trả khi dễ ta không đủ sao? Nói ra câu nói này sau, tiết huyền tình mới phát giác có gì đó không đúng rồi, giống như là tại hướng về Diệp Thần Phong làm nũng như thế. Người lập tức tiếp tục nói ta bây giờ là tông chủ của ngươi, ngươi có phải hay không hẳn là đối với ta tôn trọng một ít. Diệp thần phong nhìn thấy tiết huyền tình không có đối với hắn động thủ ý tứ, hắn vi vi nhún nhún vai, tại từ cảnh trong đầm lầy, tiết huyền tình nhưng là cũng phải muốn nghe hắn muốn cho hắn gọi tiết huyền tình vì tông chủ này vẫn đúng là không làm được hắn nói ra chúng ta tốt xấu cũng đang tử cảnh trong đầm lầy cùng trung hoạn nạn a lại nói nếu như không có ta người hiện tại có thể ngồi ở chỗ này sao lẽ nào ngươi là một cái người vong ân phụ nghĩa được diệp thần phong vừa nói như thế tiết huyền tình khí sắc mặt đỏ lên người hận không thể trực tiếp đối diệp thần phong động thủ người hít một hơi thật sâu nói ra, chuyện lúc trước không đề cập nữa, ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không có ác ý gì, thiên phú của ngươi vô cùng tốt, ngươi gia nhập chúng ta thanh nguyệt tông đối với chúng ta tông môn có lợi, lại nói ngươi chả là một gã tam phẩm luyện dược sư đây. Về sau mời ngươi giúp mình tông môn luyện chế một ít đan dược, ngươi hẳn là sẽ không từ chối chứ. Diệp thần phong không có giải thích của mình luyện dược sư cấp bậc là ngũ phẩm, trước đó cùng tiết huyền tình trung đụng trong quá trình, hắn biết Tiết Huyền Tình không là loại kia tâm địa ác độc nữ nhân, xem ra Tiết Huyền Tình là thật sự muốn khiến hắn gia nhập Thanh Nguyệt Tông rồi. Hắn nói ra các ngươi nhưng thật đúng là giỏi tính toán, e sợ lấy thiên phú của ta, ta muốn gia nhập cái khác tông môn, bọn hắn đều sẽ hoan nghênh. Tiết huyền tình tức giận nói, trước người một mực cùng sư phụ ẩn cư tại trong núi thẳng, người tại thiên huyền giới không chỗ nương tựa, người đi những tông môn khác, bọn hắn có thể làm được hướng về như chúng ta coi trọng ngươi sao lại nói đại tông môn bên trong câu tâm đấu giác rất nhiều thiên tài đệ tử đều sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ ngươi nhưng chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta thanh nguyệt tông ta có thể cam đoan ta triệu bá cùng lý bá có thể trở thành hậu thuẫn của ngươi tự coi như ngươi ở bên ngoài gây họa chúng ta cũng sẽ đứng sau lưng ngươi chúng ta có thể trở thành chỗ dựa của ngươi dù sao ngươi thực lực bây giờ còn có giới hạn tại ngươi trưởng thành trước đó chúng ta đều sẽ bảo vệ ngươi cho nên ngươi giúp chúng ta tông môn luyện chế một ít đan dược, cái này cũng là chuyện một cái nhấc tay mà thôi, huống hồ ngươi gia nhập thanh nguyệt tông sau đó ngươi không liền cũng là thanh nguyệt tông đệ tử sao. Tiết huyền tình nữ vương khí chất là biến mất không còn chút nào, không biết tại sao, tại diệp thần phong trước mặt của nàng nữ vương khí chất liền sẽ không ngừng thu lại, thẳng đến cuối cùng biến mất. Diệp thần phong trong tay có viên khôn đưa cho hắn dược vương lệnh, có dược vương lệnh nơi tay, hắn có thể thuận lợi đến Trung Châu, thậm chí gia nhập bất luận cái nào đại tông môn, bất quá, như vậy hay là liền mất đi ý nghĩa, hắn muốn trở thành cường giả, hắn liền tất cần phải đi một cái chật vật đường. Rất rõ ràng, gia nhập thanh nguyệt tông, sau đó đi tham gia thiên huyền thịnh điển, đây là một cái lựa chọn tốt, hắn cũng nhìn ra được tiết huyền tình là phát ra từ nội tâm tại mời hắn. Diệp thần phong bây giờ xác thực yêu cầu mấy cái bảo tiêu, tiết huyền tình, triệu bá cùng lý bá làm hộ vệ của hắn, điều này cũng đúng đủ tư cách. Tiết huyền tình coi chính mình là làm Diệp Thần Phong chỗ dựa cùng hậu thuẫn, mà Diệp Thần Phong thì thanh Tiết huyền tình bọn hắn cho rằng bảo tiêu. Nếu để cho Tiết huyền tình biết Diệp Thần Phong ý nghĩ trong lòng, đoán chừng người cần phải muốn tức giận không thể tách rời ra rồi. Đang suy tư chỉ chốc lát sau, Diệp Thần Phong nói ra, được, như vậy ta đồng ý gia nhập các người thanh nguyệt tông rồi, ta cũng sẽ tình cờ giúp các người luyện chế một ít đan dược, nhưng người cũng chớ quên của mình chịu đựng, mà các ngươi lại là ta Diệp Thần Phong kiên cường hậu thuẫn. Tiết huyền tình thấy Diệp Thần Phong cuối cùng là đồng ý, trong lòng nàng thật là có loại không phục, người nhưng là đường đường linh thần cảnh cường giả a hát. Sựa vào cái gì người yếu khóc lóc van nài để Diệp Thần Phong gia nhập tông môn của mình đây? Nhưng dĩ nhiên đã mở miệng, như vậy người cũng chỉ có thể đủ sinh một ngạt rồi, người thở phì phò nói, yên tâm, ta tiết huyền tình không có nói láo thói quen. Chương 1869, xung đột khởi. Diệp Thần Phong từ trong phòng đi ra thời điểm, chờ ở bên ngoài đợi Triệu Bá cùng Lý Bá, hai người bọn họ đối với cách đó không xa Dương Hạo Thiên, Trần Nguyên Hùng cùng Lý Tín Văn, nói ra các ngươi mang theo vị tiểu hữu này đi trong phòng ở lại. Tiếp lấy, Triệu Bá cùng Lý Bá rồi hướng Diệp Thần Phong, nhỏ giọng nói, tiểu hữu, có chuyện gì bất cứ lúc nào tới tìm chúng ta, tiềm lực của ngươi giá trị một khi công khai e sợ sẽ chọc cho đến phiền toái không nhỏ, chỗ bằng vào chúng ta không có ý định để trong tông môn những người khác biết, kính xin tiểu hữu người thông cảm. Diệp thần phong không sao cả gật gật đầu, hắn biết triệu bá cùng lý bá nói chính là sự thực, nguyên bản ở trong phòng tiết huyền tình còn muốn hỏi một chút diệp thần phong đã trải qua mấy vòng niết bàn. Có thể thấy được diệp thần phong không có ý lên tiếng, tiết huyền tình cũng sẽ không tốt hỏi tới. Đương nhiên tiết huyền tình ở trong lòng cũng suy đoán một phen, Lấy Diệp Thần Phong bây giờ lần này thực lực, người suy đoán cũng đã nhị chuyển, thậm chí là tam chuyển niết bàn rồi, dù sao niết bàn cảnh tam trọng thiên đỉnh phong có thể đến tam chuyển niết bàn, này trên trời huyền giới trẻ tuổi bên trong tuyệt đối là hiếm thấy rồi. Cũng may Diệp Thần Phong cũng không có tiết lộ chính mình đến mấy vòng rồi, nếu để cho Tiết Huyền Tình biết Diệp Thần Phong là lục chuyển, e sợ người còn thật sự sẽ bị khiếp sợ choáng váng, tại niết bàn cảnh tam trọng thiên đỉnh phong liền đến lục chuyển niết bàn này chỉ sợ là chưa từng có ai rồi. Tại triệu bá cùng Lý bá đi tiến gian phòng sau, Dương Hạo Thiên, Trần Nguyên Hùng cùng Lý Tín Văn mới đi tới, dáng dấp 10 phần công tử ca Dương Hạo Thiên, hỏi hắn, Diệp huynh đệ, người thuận lợi gia nhập chúng ta Thanh Nguyệt Tông. Lúc rời đi gian phòng trước đó, Tiết Huyền Tình cho Diệp Thần Phong một khối chứng minh thân phận lệnh bài màu trắng, Diệp Thần Phong đem lệnh bài màu trắng cho Dương Hạo Thiên đám người liếc mắt nhìn, chỉ thấy lệnh bài trên có ba tháng nha hình mặt trăng. Tại Dương Hạo Thiên bọn hắn nhìn thấy thân phận này lệnh bài trên đồ án sau, ba người bọn họ là rất là ngạc nhiên. Dương Hạo Thiên nói ra, Diệp huynh đệ, người kiểu như châu bò A hát. Người trở thành thanh nguyệt tông đệ tử hạch tâm, tiềm lực của người giá trị hẳn là đến thiên tài cấp bậc chứ. Bằng không làm sao có khả năng trực tiếp thành vì đệ tử hạch tâm. Diệp thần phong không nóng không lạnh gật gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không chủ động đi khoe khoang tiềm lực bản thân giá trị không chỉ là thiên tài cấp bậc. Thấy Diệp Thần Phong gật đầu, thân thể to lớn cường tráng, tính cách khá là trực sảng Trần Nguyên Hùng, hắn cười nói tiềm lực của ta giá trị mới trung đẳng, Thần Phong ngươi có thể so với ta mạnh hơn nhiều lắm. Yêu thích trầm mặc ít nói, sắc mặt quá đáng tái nhợt lý tín văn, hắn gật đầu nói cũng mạnh hơn ta rất nhiều. Dương Hạo Thiên ôm lấy Diệp Thần Phong vai, cười nói, nếu về sau tất cả mọi người là một cái trong tông môn được rồi, chúng ta cũng đừng làm như người xa lạ rồi. Về sau tất cả mọi người là huynh đệ, thần phong, người gặp phải chuyện gì có thể cùng chúng ta mở miệng. Diệp thần phong đối Dương Hạo Thiên ba người ấn tượng cũng không tệ, này Dương Hạo Thiên tuy rằng rất công tử ca, nhưng là thông qua tiếp xúc ngắn ngủi. Diệp Thần Phong nhìn ra được Dương Hạo Thiên phải là một có phần thân phận người, nhưng tính cách lại cực kỳ phóng khoáng. Trần Nguyên Hùng vừa nhìn chính là một cái so sánh đàng hoàng người, xuất thân hẳn là so sánh thấp kém một chút, mà nhất làm cho Diệp Thần Phong nhìn không thấu chính là Lý Tín Văn rồi. Bất quá, Lý Tín Văn trong ánh mắt đối với hắn cũng để lộ ra thiện ý, dù sao quyết định tạm thời ở lại Thanh Nguyệt Tông bên trong rồi, ba người này đúng là có thể kết giao một phen. Diệp Thần Phong hỏi, chúng ta Linh Châu Thiên Huyền Thịnh Điển chọn lựa khi nào thì bắt đầu. Diệp Thần Phong vừa vặn quên hỏi thiết huyền tình bọn họ. Nghe được Diệp Thần Phong lần nữa nhắc lên thiên huyền thịnh điển. Dương Hạo Thiên đám người hơi sững sờ, Trần Nguyên Hùng nói ra, Thần Phong, trước đó ngươi chả không phải chúng ta thanh nguyệt tông đệ tử. Chỗ bằng vào chúng ta không có đem chuyện cụ thể nói cho ngươi biết, kỳ thực chúng ta thanh nguyệt tông tham gia thiên huyền thịnh điển đệ tử đã đẩy đã chọn được. Ta, Hạo Thiên cùng tin văn đều tại bên trong. Nghe vậy, Diệp thần phong trên mặt biểu lộ không có bao nhiêu biến hóa. Hắn nói ra, tông chủ bọn hắn đã đáp ứng để cho ta tham gia thiên huyền thịnh biển rồi. Diệp thần phong cũng không nhận ra tiết huyền tình bọn hắn hội chống chế. Khi nghe đến Diệp thần phong lời nói sau, Dương Hạo Thiên nói ra, thần phong, thật không nghĩ tới tông chủ và lão tổ bọn hắn đối với người coi trọng như thế, nếu như chúng ta suy đoán không sai, người nhất định là đem Lưu Ngọc Minh danh sách kia nặn đi ra. Sương Hạo Thiên trong miệng Lưu Ngọc Minh đồng dạng là Thanh Nguyệt Tông đệ tử. Lưu Ngọc Minh ra ra cũng coi như là Thanh Nguyệt Tông lão tổ. Lúc trước Tiết Huyền Tình bọn hắn mới vừa tới đến Linh Châu Thành lập Thanh Nguyệt Tông thời điểm, bọn hắn yêu cầu bản thổ cường giả chống đỡ. Lưu Ngọc Minh gia gia chính là khi đó gia nhập Thanh Nguyệt Tông. Bây giờ Lưu Ngọc Minh gia gia trên đất thần cảnh bảy tầng sơ kỳ thực lực, hắn tại Thanh Nguyệt Tông bên trong danh vọng cũng là phi thường cao. Nói đến đây Lưu Ngọc Minh kỳ thực không có tư cách tham gia lần này thiên huyền thịnh điển, dù sao tại Thanh Nguyệt Tông bên trong chả có mấy người so với Lưu Ngọc Minh thực lực cao hơn suốt không ít, thế nhưng Lưu Ngọc Minh ra ra thái độ phi thường kiên định, cuối cùng tiết huyền tình không muốn trở nên gay gắt mâu thuẫn mới tạm làm nhượng bộ. Dương Hạo Thiên các loại người biết Lưu Ngọc Minh gia nhập, để tiết huyền tình trong lòng bọn họ khó chịu, nếu tiết huyền tình nói rồi muốn cho Diệp Thần Phong tham gia thiên huyền thịnh điển, như vậy chỉ sợ là phải đem Lưu Ngọc Minh nặn đi ra rồi. Tuy nhiên tại Dương Hạo Thiên đám người xem ra Diệp Thần Phong thực lực muốn so Lưu Ngọc Minh thấp, nhưng bọn họ vẫn là chống đỡ Diệp Thần Phong, bọn hắn cùng Lưu Ngọc Minh trong lúc đó đồng dạng là có một ít quan hệ. Dương Hạo Thiên đem Lưu Ngọc Minh sự tình đại khái nói với Diệp Thần Phong một lần. Diệp Thần Phong khi biết Lưu Ngọc Minh cũng là một cái đi cửa sau ra hỏa, đem một người như vậy chen mất trong lòng của hắn là một điểm ấy náy cũng không có. Dương Hạo Thiên nói ra, thần phong, Lưu Ngọc Minh còn có một ca ca gọi Lưu Thành, này Lưu Thành thực lực so với ta đều cao hơn một bậc, lần này chúng ta ngoại trừ đến cùng tông chủ hội hợp bên ngoài, lão tổ cùng tông chủ còn muốn đem chúng ta mang đến thánh núi băng, tại thánh băng trên núi có thánh băng trì, có người nói ngâm thánh băng trì bên trong nước sau, thực lực phải nhận được nhất định phạm vi tăng lên, lão tổ cùng tông chủ bọn hắn muốn để cho chúng ta tại tham gia thiên huyền thịnh điển trước thực lực lại tăng lên một ít. Bất quá, này thánh băng chỉ không phải ai đều có thể đi ngâm, chúng ta thanh nguyệt tông hàng năm vừa vặn có năm cái có thể đi ngâm danh ngạch, cho nên thần phong ngươi nhưng xuất hiện thực sự là quá đúng lúc rồi. Nhưng ngươi phải cẩn thận lưu thành cùng lưu ngọc minh, lần này hai người bọn họ cũng đang linh trên thuyền, ngươi bây giờ chen tới lưu ngọc minh danh ngạch như vậy ngươi cũng đem thay thế được Lưu Ngọc Minh đi ngâm thánh băng trì, chỉ sợ bọn họ hai huynh đệ nhất định sẽ nhằm vào ngươi. Thánh băng trì sự tình tiết huyền tình đúng là không có cùng Diệp Thần Phong đã nói, có thể là tiết huyền tình trong lúc nhất thời đã quên, dù sao người nhưng được Diệp Thần Phong tức giận đến không nhẹ đây. Nghe được tại thánh băng trì bên trong ngâm có thể tăng cao thực lực, này ngược lại là để Diệp Thần Phong hứng thú, về phần Lưu Thành cùng Lưu Ngọc Minh, hắn cũng không có để ở trong lòng, Tốt xấu Tiết Huyền Tình, Triệu Bá cùng Lý Bá cũng coi như là hộ vệ của hắn chứ. Có ba người này chống đỡ, hắn tại Thanh Nguyệt Tông bên trong nghênh ngang mà đi đều được rồi. Tiết Huyền Tình nếu như biết Diệp Thần Phong trong lòng lần nữa coi bọn họ là tối bảo tiêu, đoán chừng người hội phát hoàn toàn tức giận, thậm chí người có thể hay không trực tiếp bạo nói tục đâu này. Nói thí dụ như lão nương ta bảo tiêu người một mặt phân. Vân. Trần Nguyên Hùng nói ra, Thần Phong Lưu Thành cùng Lưu Ngọc Minh hai huynh đệ căn bản cũng không phải là thứ gì, bọn hắn bình thường quá mức lớn lối, không đem tông môn những đệ tử khác coi là chuyện to tát, bọn hắn nếu là dám ra tay với ngươi, ta Trần Nguyên hùng quả đấm nhưng cũng không phải bài biện. Lý Tín Văn gật đầu một cái nói, đúng vậy, ta cũng đã lâu không có hoạt động gân cốt. Lý Tín Văn vẫn là như thế một chữ quý như vàng. Dương Hạo Thiên không chút do dự nói ra, thần phong, hai người bọn họ nói đúng vô cùng, có ba người chúng ta ở đây. Ta nhớ bọn hắn cũng không dám làm ra quá chuyện gì quá phận tới, dù sao ngươi bây giờ là tông chủ người của bọn hắn, ngươi tham gia thiên huyền thịnh điển danh ngạch cũng là tông chủ bọn hắn đưa cho ngươi, cho dù Lưu Ngọc Minh ra ra là thanh nguyệt tông lão tổ một trong thì lại làm sao. Trong khi nói chuyện, Diệp Thần Phong cùng Dương Hạo Thiên bọn hắn lại trở về linh thuyền tầng thứ hai, khi bọn họ mới vừa mới vừa đi tới tầng thứ hai thời điểm, xông tới trước mặt hai cái thanh niên, hai cái này thanh niên ánh mắt khinh thường nhìn xem Dương Hạo Thiên đám người, hai cái này thanh niên chính là Lưu Thành cùng Lưu Ngọc Minh rồi, trong đó Lưu Thành thực lực tại hóa thần cảnh một tầng hậu kỳ, mà Lưu Ngọc Minh thực lực tại niết bàn cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ. Lưu Ngọc Minh nhìn thấy Dương Hạo Thiên đám người và Diệp Thần Phong nhiệt tình phàn đàm, lại cảm thấy đến Diệp Thần Phong thực lực sau, Lưu Ngọc Minh âm dương quái khí nói ra, "Dương Hạo Thiên, các ngươi lúc nào thích cùng rác rưởi làm bạn?" này người thật giống như không phải chúng ta thanh nguyệt tông đệ tử chứ. Dương Hạo Thiên nghe vậy, hắn không phải là một cái có thể chịu được người, hắn cả giận nói, Lưu Thành, hảo hảo quản giáo quản giáo đệ đệ của ngươi, làm người vẫn là không muốn quá kiêu ngạo tốt. Trần Nguyên Hùng cũng cực kỳ tức không nhịn nổi, thông qua vừa vặn ở chung, Diệp Thần Phong cũng là có sao nói vậy, rất đúng Trần Nguyên Hùng tính khí, có thể nói Diệp Thần Phong đã hòa vào Dương Hạo Thiên ba người tiểu tập thể chúng rồi, Trần Nguyên Hùng quát lên, Lưu Ngọc Minh, ngươi đã không tư cách tham gia thiên huyền thịnh biển rồi, lần này thánh băng chỉ cũng không có phần của ngươi. Lưu Ngọc Minh trực tiếp khinh thường ha ha, nở nụ cười hai tiếng, bất quá, trong ánh mắt vẻ mặt lại lạnh như băng một ít, Trần Nguyên Hùng, ngươi cho là mình là cái thá gì? Cho lão tử ta cút sang một bên. chương 1870, ta làm yêu thích người thành thật. Nhìn thấy Lưu Ngọc Minh bộ này chim, Dạng sau đó Diệp Thần Phong là càng thêm yên tâm thoải mái, hắn vỗ vỗ Trần Nguyên Hùng vai, hắn đối với Lưu Ngọc Minh nói ra, ngươi là đang cười nhạo mình sao? Bởi vì thuộc về ngươi tham gia thiên huyền thịnh điển danh ngạch cùng ngâm thánh băng chỉ danh ngạch, hiện tại toàn bộ đã thuộc về ta rồi, vào lúc này ngươi chả cười được, chẳng lẽ đầu ngươi có vấn đề? Vẫn là ngươi trong đầu tràn đầy đại, liền. Lưu Ngọc Minh khi nghe đến Diệp Thần Phong lời nói này sau đó sắc mặt của hắn đỏ lên một mảnh, hắn không nghĩ tới sẽ bị một cái niết bàn cảnh tam trọng thiên đỉnh phong tiểu tử nhục. Mắng, đồng dạng lông mày của hắn cũng chăm chú nhíu lại, hắn hiện tại thật sự bắt đầu hoài nghi, Trần Nguyên Hùng vừa vặn nói chẳng lẽ là thật. Một mực vẫn không mở miệng lưu thành thực lực của hắn muốn so dương hạo thiên đều mạnh hơn một bậc, trên mặt hắn từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh, thần sắc hắn cao ngạo như ngừng lại diệp thần phong trên người. Lãnh đạm nói, người đây là tại chọc giận ta đệ đệ, cũng tương tự đang chọc giận ta, người biết làm tức giận hai huynh đệ chúng ta kết cục sao. Chỉ bằng ngươi thực lực bây giờ, ngươi cho đệ đệ ta sách giày cũng không xứng, mà ta tùy tiện chuyển tay ngón tay cũng có thể nắm ngươi chết bầm. Lưu Thành chỉ là khu khu hóa thần cảnh một tầng hậu kỳ mà thôi, Diệp Thần Phong trả thật không có nắm Lưu Thành quá coi là chuyện to tát, lấy hắn bây giờ lục chuyển niết bàn niết bàn cảnh tam trọng thiên đỉnh phong thực lực, hắn vẫn có một ít nắm chắc chiến thắng Lưu Thành dương hạo thiên chắn diệp thần phong trước mặt quát lên lưu thành ngươi còn muốn mặt sao thần phong là vừa vặn gia nhập thanh nguyệt tông ngươi cũng không nhìn nhìn chính ngươi tại thực lực gì ngươi có bản lĩnh đối những linh thần đó cảnh cùng địa thần cảnh người kêu gào ha hát ngươi dám không nhìn bọn họ không một trưởng đập chết ngươi ngươi cũng là cái thá gì lưu thành nụ cười trên mặt càng thêm lạnh lẽo một chút dương hạo thiên xem ra ngươi muốn cùng ta tỉ thí một chút Trần Nguyên Hùng cùng Lý Tín Văn cũng vượt trước một bước, bọn hắn đem Diệp Thần Phong chắn phía sau, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong sức chiến đấu vẫn đúng là không giúp đỡ được gì. Tại chiến đấu động một cái liền bùng nổ thời điểm. Tiết huyền tinh, triệu bá cùng Lý bá từ tầng thứ ba đi xuống, triệu bá cùng Lý bá đang thương lượng một phen sau. Bọn hắn quyết định hay là muốn đến cùng Diệp Thần Phong hảo hảo liên lạc liên lạc cảm tình, điều này cũng chẳng khác gì là vì tương lai làm đầu tư, dưới cái nhìn của bọn họ chỉ cần Diệp Thần Phong bình an trưởng thành. Diệp Thần Phong tuyệt đối có thể trở thành thiên huyền giới đỉnh cao cường giả một trong. Nguyên bản tiết huyền tình là không muốn đi xuống, nhưng được triệu bá cùng lý bá khuyên xuống. Nhìn thấy trước mắt động một cái liền bùng nổ chiến đấu. Triệu bá lập tức quát lên, các người đang làm gì? Ngoại trừ Diệp Thần Phong ở ngoài, người ở chỗ này lập tức gọi một tiếng, lão tổ. Tông chủ. Sau đó, Lưu Ngọc Minh đối với Tiết Huyền Tình nói ra, Tông Chủ, ta tham gia Thiên Huyền Thịnh Điển cùng Ngâm Thánh băng chỉ danh ngạch phải hay không bị tước đoạt. Chính như Dương Hạo Thiên suy đoán của bọn họ, Tiết Huyền Tình đám người liền là muốn đem Lưu Ngọc Minh danh ngạch cho Diệp Thần Phong, ở những người khác trước mặt, Tiết Huyền Tình nữ vương khí thế là bá đạo cực kỳ, người lạnh lẽo nói ra, không sai. Lẽ nào ngươi đối với quyết định của ta có ý kiến gì không? Khi nghe đến Tiết Huyền Tình trả lời sau đó Lưu Ngọc Minh sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi cực kỳ, mà Lưu Thành cũng sắc mặt âm trầm, hắn nói ra, tông chủ, này đối ta đệ đệ không công bằng, ông nội ta nếu như biết rồi chuyện này, trong lòng của hắn nhất định sẽ có ý nghĩ. Tiết Huyền Tình đẹp mắt mày liếu hơi nhíu lại, trong lỗ mũi hử lạnh một tiếng, quát lên, công bằng. Muốn nói công bình lời nói, Lưu Ngọc Minh không tư cách tham gia thiên huyền thịnh biển không nên nắm ra ra ngươi tới dọa ta này thanh nguyệt tông cũng không là ông nội ngươi tông môn trước đó tiết huyền tình trả không muốn cùng lưu thành gia gia trở mặt dù sao lưu thành gia gia cũng coi như là thanh nguyệt tông nguyên giả rồi nhưng lưu thành bọn hắn tại thanh nguyệt tông bên trong càng ngày càng quá mức bây giờ lại xuất hiện diệp thần phong mặc dù là diệp thần phong ra mặt trong lòng nàng rất khó chịu thế nhưng người không được không làm như vậy lưu thành sắc mặt một mảnh thanh một mảnh đỏ hắn nói ra, tông chủ, tiểu tử này chỉ có niết bàn cảnh tam trọng thiên đỉnh phong thực lực, khiến hắn tham gia thiên huyền thịnh điển. Khiến hắn đi ngâm thánh băng trì, này không thể phục chúng. Hắn so ta đệ đệ kém không phải nhỏ tí tẹo. Thấy ca ca của mình nói như vậy, Lưu Ngọc Minh cũng lập tức nói ra, tông chủ. Ta muốn cùng tiểu tử này tỉ thí, hắn nếu như có thể vượt qua ta, như vậy ta không lời nào để nói, ta tự động từ bỏ danh ngạch, nhưng nếu như hắn không cách nào vượt qua ta, như vậy hắn sẽ không tư cách thay thế được ta. Tiếp lấy, Lưu Ngọc Minh trực tiếp nhìn xem Diệp Thần Phong, nói ra: "Tiểu tử, dám đánh với ta một trận sao? Lẽ nào ngươi chỉ biết như con rùa đen rút đầu như thế ẩn núp sao?" Diệp Thần Phong nhún nhún vai, vừa vặn bước ra một bước, cánh tay của hắn đã bị Dương Hạo Thiên kéo lại, "Thần Phong, không nên hành động theo cảm tính." Lưu Ngọc Minh là nhị chuyển niết bàn niết bàn cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ thực lực, ngươi và hắn cách biệt nhiều lắm. Diệp Thần Phong bình thản nói ra, là một người nam nhân, có một số việc là nhất định muốn đối mặt. lẽ nào ngươi nghĩ cùng một con rùa đen rút đầu làm huynh đệ sao? Nghe vậy, Dương Hạo Thiên cuối cùng vẫn là lỏng tay ra. Trần Nguyên Hùng nói ra, Thần Phong, ngươi câu nói này ta thích nghe. Chúng ta đều không phải là con rùa đen rút đầu, ngươi yên tâm. Lưu Ngọc Minh tiểu tử này nếu là dám đối với ngươi hạ nặng tay, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi đòi lại khẩu khí này. Lý Tín Văn vẫn là giản lược nói, nhất định giúp người đòi lại khẩu khí này. Tiết Huyền Tình, Lý Bá cùng Triệu Bá ba người này, bọn hắn khi nghe đến Lưu Ngọc Minh nói lên yêu cầu, sau đó trong lòng bọn họ là một trận quái gì. Triệu Bá cùng Lý Bá cũng từ Tiết Huyền Tình trong miệng biết Diệp Thần phong sức chiến đấu lấy Diệp Thần Phong thực lực muốn chiến thắng Lưu Ngọc Minh hẳn không có vấn đề, này Lưu Ngọc Minh rõ ràng là mình ở tìm tai vạ. Thấy Diệp Thần Phong đi ra, Lưu Ngọc Minh quan sát một chút Diệp Thần Phong, hắn là khuôn mặt khinh thường, quát lên, chỉ bằng ngươi cũng muốn thay thế được danh ngạch của ta. Còn dám nói ta trong đầu giả bộ đại, liền, ngươi có tư cách gì tham gia thiên huyền thịnh điển, lẽ nào chỉ bằng ngươi niết bàn cảnh tam trọng thiên đỉnh phong thực lực sao? Ta có thể cho ngươi ba chiêu, Đừng cho người ta nói ta khi dễ ngươi. Tiết Huyền Tình, Triệu Bá cùng Lý Bá Tâm Tình là càng thêm quái dị, này Lưu Ngọc Minh quá không biết đạo trời cao đất rộng. Mà Dương Hạo Thiên ba người, bọn hắn cũng không biết Diệp Thần Phong thực lực, dưới cái nhìn của bọn họ e sợ Lưu Ngọc Minh để Diệp Thần Phong ba chiêu, Diệp Thần Phong cũng công kích không tới Lưu Ngọc Minh, trên mặt bọn họ là tràn đầy lo lắng, xem ra thông qua vừa vặn ở chung, bọn hắn đã là coi Diệp Thần Phong là làm là bằng hữu rồi lưu thành nhưng sẽ không cho là đệ đệ của mình lưu ngọc minh thất bại dù sao diệp thần phong cùng lưu ngọc minh trong lúc đó cách biệt nhiều lắm lưu thành nói ra tông chủ nếu tiểu tử này cũng đồng ý như vậy các ngươi sẽ không có ý kiến chứ các ngươi tới cho chàng tỷ đấu này làm chứng đi tiết huyền tình chỉ là lạnh lẽo gật gật đầu người ở chỗ này cho diệp thần phong cùng lưu ngọc minh nhường ra một vùng không gian đứng ở lưu ngọc minh đối diện diệp thần phong hắn nói ra, người thật sự muốn cho ta ba chiêu. Lưu Ngọc Minh cười lạnh nói, này là đương nhiên, ta Lưu Ngọc Minh nói lời giữ lời. Diệp Thần Phong cười nói, ta thích nói lời giữ lời người, những kia nói chuyện chẳng khác gì là đánh rắm ra hỏa, bọn hắn căn bản liền cái trả là cái cóc khô gì, người rất tốt. Lưu Ngọc Minh cho rằng Diệp Thần Phong lo lắng hắn đổi ý, trong lòng của hắn càng thêm đắc ý, hắn cho rằng Diệp Thần Phong là sợ sệt thực lực của hắn, hắn nói ra tiểu tử, ta nói rồi cho ngươi ba chiêu, nếu như tại trong vòng ba chiêu ta động thủ, như vậy ta trực tiếp nhảy nhập địa ngục chi hải bên trong. Diệp thần phong cười đến là càng thêm hoan nhanh, hắn chả chưa từng thấy thú vị như vậy ngốc. B đây, Diệp thần phong nói ra, ngươi chuẩn bị xong chưa, ta muốn động thủ. Lưu Ngọc Minh quát lên, ít nói nhảm, động thủ đi. Đối phó Lưu Ngọc Minh, Diệp Thần Phong căn bản không yêu cầu sử suốt toàn lực, hắn chỉ cần dùng suốt tam chuyển niết bàn thực lực liền đủ rồi ống tay áo dưới trên cánh tay có sáu cái tơ máu giờ khác này ba cái tơ máu lóe lên ánh sáng chân phải đạp đất bóng người trong nháy mắt hướng về lưu ngọc minh lướt tới tốc độ cực nhanh nhanh lưu ngọc minh chỉ cảm thấy hoa mắt đùng một tiếng vang giòn tại lưu ngọc minh trên gương mặt vang vọng ra diệp thần phong một cái tát trực tiếp phiến ở lưu ngọc minh trên gương mặt Lưu Ngọc Minh trực tiếp được một tát này có chút phiến bối rối, thân thể của hắn lập tức ngã dầm trên mặt đất, trong miệng nửa bên hàm răng toàn bộ bóc ra, trong miệng là không ngừng tràn ra tiên huyết. Nhìn xem té lăn trên đất Lưu Ngọc Minh, nhìn xem từ Lưu Ngọc Minh trong miệng hộc ra từng viên một hàm răng, diệp thần phong không. Hổ thẹn cười nói, ta làm yêu thích người thành thật, người hẳn là sẽ không chủ động nhảy nhập địa ngục chi hải trong chứ. Như vậy người tại nhịn một chút, người rất nhanh có thể đủ động thủ, nhịn nữa hai ta chiêu. chương 1871, một chém làm hai. Lưu Ngọc Minh trong đầu là thất điên bát đảo, cảm giác trên gương mặt đau rát đau nhức trong tai là vang lên ong ong. Vừa vặn diệp thần phong tốc độ đối với hắn mà nói thật sự là quá nhanh rồi, hắn căn bản không có có thể tránh né, thậm chí trong cơ thể liền khí thế đều chưa kịp tăng lên. Lưu Ngọc Minh ca ca Lưu Thành, hắn nhìn trên mặt đất dáng dấp chật vật Lưu Ngọc Minh, trong lòng của hắn trong lúc nhất thời là vừa giận vừa sợ, nhưng tiết huyền tình bọn người ở tại trang, hắn hay là không dám quá mức cản trở hắn chỉ là nghĩ không thông diệp thần phong thực lực, chỉ có vẻn vẹn niết bàn cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, mà đệ đệ của hắn chính là nhị chuyển niết bàn niết bàn cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ. Lưu Ngọc Minh làm sao có thể sẽ được Diệp Thần Phong cho một cái tát phiến ngã xuống trên mặt đất. Sương Hạo Thiên, Trần Nguyên Hùng cùng Lý Tín Văn ba người này, bọn hắn nhìn thấy trước mắt tình cảnh này sau, bọn hắn dồn dập thở vào nhẹ nhóm, Diệp Thần Phong vừa vặn mặc dù không có thi triển bất kỳ chiến kỹ, thế nhưng biểu hiện ra tốc độ, để bọn hắn trong lòng ba người là rất là thán phục, bọn hắn đại thể có thể đoán được, thực lực chỉ có niết bàn cảnh tam trọng thiên đỉnh phong Diệp Thần Phong, cần phải có cùng niết bàn cảnh ngũ trọng thiên cao thủ một trận chiến thực lực. Lúc này, Dương Hạo Thiên mấy người cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ rồi, chẳng trách Diệp Thần Phong có thể trở thành đệ tử hạch tâm, chẳng trách Diệp Thần Phong có thể thay thế Lưu Ngọc Minh tham gia thiên huyền thịnh điển rồi. Diệp Thần Phong xác thực có chút tài năng, chiến lược của hắn đúng là không lời nói. Đổi lại Dương Hạo Thiên bọn người ở tại Diệp Thần Phong thực lực này, bọn hắn tuyệt đối không thể một cái tát đem Lưu Ngọc Minh cho đập bay. Dương Hạo Thiên bọn hắn trong lòng ba người càng ngày càng tán đồng Diệp Thần Phong rồi. Ở đây duy nhất duy trì chấn định chỉ có tiết huyền tinh, triệu bá cùng lý bá rồi, bất quá, tuy rằng ba người này ở bề ngoài cực kỳ chấn định. Nhưng trong lòng bọn họ nhưng không có chút nào bình tĩnh, tiết huyền tình nhỏ giọng nói, triệu bá, lý bá. Các người có thể rất lớn gây nên suy đoán ra ra hỏa này đã trải qua mấy vòng niết bàn sao. Triệu bá thấp giọng hồi đáp, tiểu thư, này chả thật bất hảo nói. Thần phong sức chiến đấu hẳn là nguyên bản là vô cùng mạnh mẽ, Chiến lược của hắn hẳn là muốn sau so cùng đẳng cấp người tu luyện cường không ít, lấy vừa vặn hắn bày ra tốc độ, bằng vào ta đoán chừng, hắn khả năng tại tam chuyển, thậm chí là tứ chuyển niết bàn. Lý Bá cũng không chút do so dự gật gật đầu, nói ra: "Tiểu thư, Diệp Thần Phong mức tiềm lực nhưng là vượt xa yêu nghiệt cấp bậc, tam chuyển niết bàn là phỏng đoán cẩn thận. Ta cho là hắn hẳn là tại tứ chuyển niết bàn, tứ chuyển niết bàn niết bàn cảnh tam trọng thiên đỉnh phong thực lực." trên trời huyền giới có cái nào người trẻ tuổi có thể tại Niết Bàn cảnh tam trọng thiên đỉnh phong liền đến tứ chuyển Niết Bàn. Nếu như hắn hiện tại đúng là đã trải qua tứ chuyển, như vậy hắn tuyệt đối có sức chiến đấu cùng hóa thần cảnh một tầng người tu luyện đọ sức thượng một phen, lại tăng thêm tiểu thư ngươi đã nói hắn biết một chút bí pháp cùng mạnh mẽ chiêu thức, như vậy hay là hắn có thể đủ vào lần này thiên huyền thịnh điển bên trong cho chúng ta một cái kinh nghỉ đây. Suy đoán Diệp Thần Phong chính là đã trải qua tứ chuyển, đây đã là triệu bá cùng lý bá cực kỳ lớn mật đích suy đoán rồi, dù sao thiết huyền tình trước đó suy đoán Diệp Thần Phong chỉ đã tới tam chuyển, bây giờ nghe được Diệp Thần Phong có thể là tứ chuyển Niết Bàn. Tiết huyền tình ánh mắt chính là chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Mà bị Diệp Thần Phong quạt một bà tai, nửa bên hàm răng toàn bộ bóc ra lưu ngọc minh, hắn nửa bên mặt gò má cũng có chút máu thịt be bét, hắn lắc lắc đầu. Hắn từ trên mặt đất đứng lên, trong đầu hắn suy nghĩ đã rõ ràng rất nhiều, hắn trong tròng mắt tràn đầy phẫn nộ. Trên người khí thế phun trào, Diệp Thần Phong nhìn Lưu Ngọc Minh một mắt, nói ra, ngươi cũng không phải là muốn yếu đổi ý đi nha. Người đã nói lời nói sẽ không phải là đánh giám chứ. Ngươi còn muốn cho hai ta chiêu đây, nếu như ngươi là một cái dùng cái mông người nói chuyện. Như vậy ta cũng là bắt ngươi không có cách nào. Dương Hạo Thiên ở một bên nói ra, Lưu Ngọc Minh, người còn hay không là một người đàn ông. Lời của mình đã nói cũng không muốn thừa nhận rồi, người không ngại mất mặt, ta còn thay ngươi mặt đỏ đây. Lưu Thành một mực đứng ở bên cạnh không nói lời nào, dù sao vừa vặn những câu nói kia đều là Lưu Ngọc Minh chính mồm nói, hơn nữa tiết huyền tình đám người còn tại chàng đây. Nếu như hắn động thủ, e sợ tiết huyền tình đám người tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến rồi. Lưu Ngọc Minh nén giận nắm chặt nắm đấm, được Dương Hạo Thiên như thế một kích, trong miệng hắn thở hổn hển, ánh mắt hung tàn trừng lên Diệp Thần Phong, có phần mồm miệng không rõ quát lên, tiểu tử, vừa vặn là ta bất cẩn rồi, tiểu gia ta là cái nói lời giữ lời người, người cho rằng người vẫn có thể công kích đến ta sao? Người ít nằm mơ, ngươi. Lưu Ngọc Minh tiếng nói im bặt đi, chỉ vì Diệp Thần Phong lần thứ hai bắt đầu công kích, hắn vẫn cứ không có khiến ra bất kỳ cái gì phức tạp chiêu số, hắn chỉ dùng tam chuyển niết bàn thực lực, Bóng người như gió, lần thứ hai hướng về Lưu Ngọc Minh lao đi rồi. Lưu Ngọc Minh thấy Diệp Thần Phong triển khai công kích, trên mặt hắn thậm chí có chút không biết làm sao rồi, lúc này hắn là đã làm xong vẹn toàn chuẩn bị, con mắt của hắn vẫn là theo không kịp Diệp Thần Phong tốc độ. Một trận mãnh liệt kình phong kéo tới, Lưu Ngọc Minh muốn tránh né, nhưng hắn trong lúc nhất thời không biết nên hướng về nơi nào trốn. Trong đầu tư duy tạm thời dừng lại, nhưng chính là như vậy một cái dừng lại trong nháy mắt đùng một tiếng một tiếng vang giòn từ lưu ngọc minh một bên khác trên gương mặt vang lên hắn lại bị diệp thần phong cho quạt một bạt tai này một bên khác hàm răng cũng toàn bộ bóc ra rồi trên gương mặt xương lõm lún xuống dưới tại lưu ngọc minh thân thể yếu ngã xuống đất thượng thời điểm diệp thần phong tay phải lại giật ra ngoài đột nhiên một cái bạt tai đánh ở lưu ngọc minh trên gương mặt diệp thần phong lần này là gia tăng sức mạnh Lưu Ngọc Minh trực tiếp được Diệp Thần phong một cái tát cho rút được giữa không trung, thân thể của hắn tại giữa không trung chỉ không ngừng xoay tròn, trên mặt hoàn toàn là máu me đầm đìa được rồi, mũi hoàn toàn sụp lún xuống dưới, cả khuôn mặt xương triệt để ao hãm rồi. ầm, uhm. một tiếng, cuối cùng Lưu Ngọc Minh thân thể là ngã ầm ầm xuống. Lúc này hắn thực sự là được phiến có phần choáng váng, ánh mắt của hắn có chút trống rỗng, trên mặt cực kỳ đau đớn kịch liệt, để thân thể của hắn có phần co giật diệp thần phong cười nói ba chiêu kết thúc người có thể động thủ đến a ta ở chỗ này chờ ngươi đâu nghe vậy dương hạo thiên đám người là một trận không nói gì cùng hưng phấn im lặng là diệp thần phong quá không hổ thẹn rồi hưng phấn chính là bọn hắn sớm liền muốn hung hăng quật lưu ngọc minh rồi hôm nay diệp thần phong lại giúp bọn họ thực hiện lưu thành lập ngựa xuất hiện tại lưu ngọc minh bên cạnh hắn đem lưu ngọc minh cho đỡ lên ánh mắt của hắn trong tràn đầy đâu độc ác Hắn nói ra, đệ đệ, ngươi không sao chứ? Ngươi không sao chứ? Diệp thần phong xoay người nhìn tiết huyền tình đám người nói, xem ra chàng tỷ đấu này là ta may mắn thắng lợi rồi. Ta nghĩ cái này gọi là lưu ngọc minh, hắn hẳn là tâm phục khẩu phục. Tiết huyền tình trên mặt biểu lộ có phần cứng ngắc, diệp thần phong thế này sao lại là may mắn thắng lợi? Chàng tỷ đấu này hoàn toàn giống như là một anh hùng tại chọc cười một tên hề ma. Triệu bá cùng lý bá muốn cười nhưng tình huống như thế lại không thích hợp cười, cho nên hai người bọn họ biểu lộ cũng cực kỳ quái dị. Nhưng mà đúng vào lúc này, được Lưu Thành đỡ dậy Lưu Ngọc Minh, hắn từ từ khôi phục suy nghĩ, hắn hiện tại trong lòng mặt là lửa giận ngập trời, hắn hoàn toàn không lo được Tiết Huyền tình đám người tồn tại, hắn hiện tại hận không thể lập tức đem Diệp Thần Phong cho giết chết, lập tức đem Diệp Thần cho chặt thành thịt nát. Tại tất cả mọi người dự không nghĩ tới tình huống đương thời, Lưu Ngọc Minh trong tay phải dùng linh khí ngưng tụ mà thành sắc bén chủy thủ, cánh tay vung một cái, linh khí chủy thủ nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong sau lưng trái tim vị trí bảo bắn đi, trong miệng điên cuồng quát lên: Tiểu tử, người đi chết đi cho ta! Trần Nguyên Hùng cái thứ nhất hô Thần Phong cẩn thận. Tiết Huyền Tinh, Triệu Bá cùng Lý Bá đều muốn động thủ giúp Diệp Thần Phong ngăn cản, nhưng tại vừa vặn Lưu Ngọc Minh có hành động thời điểm. Diệp Thần Phong kỳ thực đã sớm có cảnh giác, hắn không chút do so dự xoay người lại, động tác của hắn so với tiết huyền tình đám người còn muốn nhanh một bước. Thanh vân kiếm rút ra, trong cơ thể bất khuất kiếm ý vận chuyển, quanh thân kiếm ý dâng trào, thập dài bất khuất kiếm ý. Nếu đối phương có sát ý, như vậy Diệp Thần Phong tự nhiên cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. To lớn màu nâu kiếm khí xẹt qua, thanh này linh khí trủy thủ trong nháy mắt bị phá hủy rồi nhìn xem to lớn sắc bén màu nâu kiếm khí áp sát lưu thành phản ứng so sánh nhanh hắn đem lưu ngọc minh hướng về bên cạnh lôi kéo đáng tiếc vẫn là đã chậm một bước bạch một tiếng lưu ngọc minh tuy rằng tránh thoát một mạng nhưng tay phải của hắn cánh tay trực tiếp được kiếm khí chém mất xuống hắn hoàn toàn là biến thành cụt một tay hiệp rồi nhưng diệp thần phong vẫn không có ý thu tay lưu ngọc minh đều muốn giết hắn rồi hắn không đem lưu ngọc minh giết chết này không phù hợp tính cách của hắn. Diệp Thần Phong lần thứ hai vung kiếm, thập giai bất khuất kiếm ý lần nữa thi triển. To lớn màu nâu kiếm khí lại một lần nhanh chóng hướng về Lưu Ngọc Minh lao đi rồi. Lúc này Lưu Thành cũng không nghĩ tới Diệp Thần Phong hội liên tục công kích, hắn muốn giúp Lưu Ngọc Minh đỡ chiêu kiếm này, nhưng hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Bạch, lại một âm thanh, Lưu Ngọc Minh thân thể trong nháy mắt được chém vì hai bên trong thân thể của hắn ruột cùng các loại nội tạng đều rơi mất đi ra. Được phân làm hai nửa thân thể hướng về hai bên trái phải đổ tới rồi. chương 1872, nhanh chóng nhanh phù. Hai phẩm phù sư. Ở đây liền ngay cả tiết huyền tình, triệu bá cùng lý bá, bọn hắn cũng không nghĩ tới diệp thần phong hội liên tục công kích. Hơn nữa trực tiếp muốn lưu ngọc minh mệnh. Bây giờ Lưu Ngọc Minh thân thể trực tiếp được chém vì hai, cho dù có tiên đan cũng không còn cách xoay chuyển đất trời rồi. Tiết huyền tình đám người là một trận đau đầu, này Lưu Ngọc Minh ra ra dù sao cũng là Thanh Nguyệt Tông lão tổ một trong, Thanh Nguyệt Tông có thể phát triển nhanh như vậy, trong đó Lưu Ngọc Minh ra ra cũng ra một phần lực. Tuy nói bây giờ Thanh Nguyệt Tông phát triển càng ngày càng tốt rồi, Lưu Ngọc Minh ra ra cũng bắt đầu không an phận lên, thậm chí tại Thanh Nguyệt Tông bên trong bồi dưỡng được đến thuộc về mình một thế lực, nỗ lực muốn cùng Tiết huyền tình đối kháng thế nhưng trước đó tiết huyền tình đều là mở một con mắt nhắm một con mắt này mới đưa đến lưu thành cùng lưu ngọc minh tại bọn hắn ra ra vầng sáng dưới bọn hắn kiêu ngạo là càng ngày càng lớn lối tiết huyền tình sở dĩ mở một con mắt nhắm một con mắt đó là bởi vì người trí không ở chỗ này người lúc trước thành lập thanh nguyệt tông nàng là muốn hướng về trung châu một ít người chứng minh mình năng lực tương lai người nhất định sẽ không một mực đi trưởng khống thanh nguyệt tông cho nên cho dù tương lai thanh thanh nguyệt tông để cho Lưu Ngọc Minh ra ra, này cũng không sao cả. Tiết huyền tình xem trọng là lần này thiên huyền thịnh điển, chỉ là bây giờ xuất hiện diệp thần phong cái ý này bên ngoài, này làm cho tiết huyền tình lại thấy được một cái hy vọng khác, hay là người hẳn là phải đem thanh nguyệt tông một mực nắm giữ trong lòng bàn tay, chỉ cần diệp thần phong một mực ở lại thanh nguyệt tông, như vậy thanh nguyệt tông tại tương lai sớm muộn cũng có một ngày hội quật khởi thậm chí tiết huyền tình muốn để Trung Châu những kia nắm giữ buồn nôn sắc mặt người, ngược lại xin người. Hiện tại Diệp Thần Phong trực tiếp đem Lưu Ngọc Minh giết đi, lần sau vừa vặn là Lưu Ngọc Minh muốn giết Diệp Thần Phong trước, này Lưu Ngọc Minh chết chưa hết tội. Tiết huyền tình cũng không phải một cái tâm địa ác độc người. Dù sao Lưu Ngọc Minh ra ra đã từng cũng vì Thanh Nguyệt Tông từng góp sức, nàng nói nói Lưu Thành. Vừa vặn là Lưu Ngọc Minh đánh lén trước, cho nên chuyện này là Lưu Ngọc Minh lỗi. Lưu Thành nhìn trên mặt đất đệ đệ mình thi, thể, trong lòng của hắn lửa giận yếu bộc phát ra, thế nhưng hắn cực lực áp chế, sắc mặt của hắn âm trầm cực kỳ, hắn dĩ nhiên không có giống cái người điên giết gào, trên mặt hắn biểu lộ tận lực bình tĩnh, hắn nói ra tông chủ nói không sai, chuyện này là Ngọc Minh quá vọng động rồi, cho nên hắn mới bị xứng đáng trừng phạt. Nghe vậy, Diệp Thần Phong ánh mắt là hoàn toàn híp lại hắn nhìn ra được Lưu Thành giọng rượu vẫn bình tĩnh, nhưng trong con người của hắn lại là dấu không được tâm giận mút trời, chính là hội gọi chó không đáng sợ, đáng sợ là những kia sẽ không gọi chó, bọn hắn hội giữ yên lặng cho ngươi đi lên một cái, để ngươi căn bản khó lòng phòng bị. Diệp thần phong trong con ngươi lần nữa hiện lên sát ý, ánh mắt của hắn như ngừng lại lưu thành trên người. Tiết huyền tình vào lúc này lại mở miệng, nàng nói nói, lưu thành, người mang theo đệ đệ ngươi thi, thể đi xuống đi. Ngược lại, người rồi hướng Dương Hạo Thiên đám người nói, mấy người các ngươi cũng lui ra đi. Rất nhanh, ở đây chỉ còn dư lại Diệp Thần Phong, Tiết Huyền Tình, Triệu Bá cùng Lý Bá rồi. Tiết Huyền Tình đối Diệp Thần Phong lộ ra một vệt áy náy, nói ra ta biết người muốn đem Lưu Thành cũng cùng một chỗ giải quyết xong, nhưng Lưu Thành ra ra dù sao từng ở Thanh Nguyệt Tông bên trong từng góp sức chờ chúng ta trở về Thanh Nguyệt Tông bên trong sau đó ta sẽ để Lưu Thành cùng ra ra hắn rời đi Thanh Nguyệt Tông, lưu lại Lưu Thành một cái mạng. Khiến hắn vẫn cứ đi ngâm thánh băng trì, đây coi như là ta cho ra ra hắn báo đáp đi. Bất quá, ngươi yên tâm, tuy rằng ngươi giết Lưu Ngọc Minh, thế nhưng các loại trở về Thanh Nguyệt Tông sau đó Lưu Ngọc Minh ra ra không dám ra tay với ngươi, điểm này ta có thể cam đoan, ta, triệu bá cùng Lý bá đều sẽ bảo vệ ngươi thấy tiết huyền tình đều thanh nói tới cái này phân thượng rồi, Diệp Thần Phong đương nhiên cũng không có gì để nói nữa rồi, hắn chỉ là tùy ý nhún nhún vai, nói ra đây là các người thanh nguyệt tông sự tình. Tiết huyền tình biết Diệp Thần Phong là ở biểu đạt trong lòng bất mãn, người, triệu bá cùng lý bá tự mình đến Diệp Thần Phong sắp xếp một gian so sánh tinh xảo căn phòng. Tại tiến vào phòng trước đó, Diệp Thần Phong nói ra, ta muốn bế nhốt mấy ngày, không có chuyện gì liền đừng tới tìm ta nhìn xem bị đóng lại cửa phòng, tiết huyền tình trong lòng là một trận phiền muộn, đến cùng nàng là tông chủ, vẫn là Diệp Thần Phong là tông chủ. Triệu bá cùng Lý bá là an ủi, tiểu thư, thiên tài đều cũng có chút tỷ khí, lại nói Thần Phong mức tiềm lực là xa xa vượt qua thiên tài, chúng ta nên phải suy nghĩ thật kỹ trở lần sau trở về Thanh Nguyệt Tông, chúng ta nên xử lý như thế nào chuyện này. Cái kia lão tạp mau cháu trai đã bị chết ở tại thần phong trong tay, chỉ sợ hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiết Huyền Tình ánh mắt lạnh lẽo mấy phần, nói ra, để Lưu Thành bảo lưu một mạng, tiếp tục khiến hắn đi ngâm Thánh Băng trì, đây đã là ta xem tại đã từng phương diện tình cảm rồi, lần này Lưu Thành cùng gia gia của hắn nhất định phải lui ra Thanh Nguyệt Tông, nếu như bọn hắn muốn không giảng hòa, như vậy chúng ta cũng cùng bọn họ hảo hảo tính tính toán toán món nợ. Tại Tiết Huyền Tình bọn hắn rời đi Diệp Thần Phong căn phòng trước sau, Bên trong gian phòng, Diệp Thần Phong ngồi ở trên mặt ghế, bây giờ tạm thời gia nhập Thanh Nguyệt Tông, hắn cũng muốn hảo hảo tăng lên một cái khắp mọi mặt thực lực. Tại chế thuốc, luyện khí cùng luyện phù bên trong, luyện phù là yếu kém nhất, hắn hiện tại mới là nhất phẩm phù sư, chỉ có thể luyện chế ra cấp một băng bạo phù. Diệp Thần Phong sở dĩ hội nói với Tiết Huyền tình yếu bế quan, hắn liền là muốn thử luyện chế một chút cấp hai linh phù. Quyền kia tại Lưu ly cung trong điện lấy được của tịch bùa chú, cũng sớm đã khắc tại diệp thần phong trong đầu. Tại trong đầu suy tư một chút sau đó diệp thần phong nghĩ tới chính mình yếu luyện chế một loại cấp 2 linh phù, cái kia chính là cấp 2 nhanh chóng nhanh phù. Loại này linh phù một khi luyện chế thành công, chỉ cần đem linh phù kề sát ở bắp đùi hoặc là trên cánh tay, như vậy trên chân cùng trên cánh tay tốc độ liền sẽ trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng gia tăng, về phần có thể tăng thêm bao nhiêu tốc độ bùa chú bên trong cũng không hề ghi chép tỉ mỉ diệp thần phong đem thanh long ngọc bút cùng lá bùa lấy ra sau đó hắn bắt đầu phối chế luyện phù dùng dịch thể rồi luyện chế dịch thể tài liệu hắn hỗn độn trong chiếc nhẫn ngược lại là rất đầy đủ hết lúc này chế biến dịch thể ngược lại là còn muốn so với băng bạo phù dễ dàng không ít luyện chế nhanh chóng nhanh phù khó khăn địa phương cũng không phải tại phối chế dịch thể mà là dùng thanh long ngọc bút phát họa thời điểm. Tại đem dịch, thể phối chế sau khi thành công, Diệp Thần Phong trực tiếp đem thanh long ngọc bút ngâm ở trong đó. Sau đó, Diệp Thần Phong thanh thanh long ngọc bút nâng lên, đem linh khí truyền vào thanh long ngọc trong bút, cán bút thượng lập tức lóe lên hào quang màu xanh đến. Nắm thanh long ngọc bút vung tay phải lên. Ngòi bút nhất thời đã rơi vào trên lá bùa. Hiện lên trong đầu yêu cầu phát họa đồ án nhưng mới vừa vặn vẽ ra một bút, ầm. Một tiếng, chỉnh cái phủ giấy liền ở trong không khí trực tiếp biến thành cho tàn. Này luyện chế nhanh chóng nhanh phù, trọng yếu nhất chính là phát hỏa tốc độ, nếu như phát hỏa tốc độ theo không kịp lời nói, như vậy là mãi mãi cũng không cách nào luyện chế ra cấp 2 nhanh chóng nhanh phù. Yêu cầu phát hỏa đồ án đã bị Diệp Thần Phong thông hiểu đạo lý rồi, hắn hiện tại cần làm chính là không ngừng đem trong tay phát hỏa tốc độ đuổi tới về phần những bộ phận khác ngược lại là không có quá nhiều khó xử. Nếu để cho còn lại phù sư biết Diệp Thần Phong ý nghĩ trong lòng, bọn hắn e sợ sẽ trực tiếp tức giận thổ huyết, nếu như đổi lại còn lại nhất phẩm phù sư yếu luyện chế nhanh chóng nhanh phù, e sợ ngoại trừ yếu đuổi tới phát hỏa tốc độ ở ngoài, chả có rất nhiều nơi là cực kỳ chật vật. Mà Diệp Thần Phong trải qua tinh không chi thạch tẩy lễ, lại đạt được long tộc tộc trưởng dấu ấn vân. Vân, hắn sức lĩnh ngộ tại này một lần lại một lần cơ duyên bên trong, sớm liền được bay vọt về chất, cho nên ở trong mắt hắn cũng không tính chuyện khó khăn, hay là tại cái khác người tu luyện trong mắt là cực kỳ khó khăn, thậm chí là cả đời đều không cách nào hoàn thành. Diệp thần phong một lần lại một lần luyện chế nhanh chóng nhanh phù. Thời gian cũng lặng yên giữa tại trôi đi. Sau ba ngày, có thể là bởi vì Diệp Thần Phong trước đó nói với Tiết Huyền Tình qua lời nói, trong ba ngày này không có bất kỳ người nào tới quấy giày. Trải qua ba ngày không nghỉ không ngủ luyện chế. Diệp thần phong sớm đã là đầu bù tóc rối bời được rồi, trên người cũng có vẻ hơi bẩn thỉu nhưng trong mắt của hắn lại cực kỳ lóe sáng. Trong ba ngày qua, hắn là một lần lại một lần thất bại, vì đuổi tới phát hỏa tốc độ, hắn thường thường hội đem chính mình luyện phù nhịp điệu cho quên đi, này nhịp điệu một khi ném đi, như vậy cho dù là có thể đuổi tới tốc độ cũng luyện chế không ra linh phù tới. Mà Diệp Thần Phong giờ phút này cảm giác liền tốt vô cùng. Trải qua ba ngày không ngừng luyện chế, tốc độ của hắn là miễn cưỡng có thể đi theo, đồng dạng hắn nhịp điệu cũng dung hợp ở trong đó. Thanh long ngọc bút ở trên lá bùa rồng bay phượng múa, mỗi một bút đều nhanh đến mức cực hạn. Trên lá bùa không ngừng có lực gió từ trong đó tiết lộ mà ra đồng thời kình phong tại càng ngày càng mãnh liệt. Trong chớp mắt, Diệp Thần Phong trong tay thanh long ngọc bút dừng lại. Trên lá bùa xuất hiện một cái hoàn thành đồ án, chu vi mãnh liệt kình phong tại trong khoảnh khắc toàn bộ thu liếm tiến vào lá bùa bên trong. Diệp Thần Phong khóe miệng cười nhạt một tiếng, hắn biết nhanh chóng nhanh phù là luyện chế thành. Ba ngày không ngủ không nghỉ, để Diệp Thần Phong là thuận lợi khóa nhập nhị phẩm phù sư, chỉ sợ hắn tại phù sư một đường thượng tấn cấp tốc độ cũng là không ai bằng được rồi. chương 1873, Thánh băng đảo. Hạ đẳng đãi ngộ, tại luyện chế được tờ thứ nhất nhanh chóng nhanh phù sau. Diệp thần phong lại một hơi luyện chế ra 100 tấm nhanh chóng nhanh phù. Này nhanh chóng nhanh phù là tăng cường người tu luyện tốc độ, cho nên hẳn là thuộc về phụ trợ loại linh phù. Diệp Thần Phong cũng không biết mình luyện chế này nhanh chóng nhanh phù power làm sao. Nhanh chóng nhanh phù dù sao cũng là không có lực công kích, gian phòng không gian cũng không coi là quá lớn. Diệp Thần Phong không có ý định ở trong phòng rằn vặt lung tung rồi, các loại sau gặp phải phiền toái thời điểm, hắn lại thử một lần này nhanh chóng nhanh phù có thể phát huy ra tác dụng đi. Dù sao này cấp 2 nhanh chóng nhanh phù là căn cứ trên bùa chú ghi lại luyện chế ra tới, cho dù không cần thí nghiệm hiệu quả, Diệp Thần Phong cũng biết chắc không kém đi nơi nào. Có quyền kia tên là bùa chú cổ tịch sau đó Diệp Thần Phong tại phù sư một đường thượng thiếu đi rất nhiều đường vòng, dù sao quyển kia bùa chú là một gã trí tôn phù sư tâm huyết cả đời cùng kinh nghiệm. Diệp Thần Phong có thể nhanh như vậy liền bước vào nhị phẩm phù sư phẩm bậc, trừ hắn ra tự thân thiên phú và sức lĩnh ngộ bên ngoài, quyển kia trên bùa chú ghi lại luyện phù kinh nghiệm cũng làm ra phi thường tác dụng to lớn. Diệp thần phong đem nhanh chóng nhanh phù cùng thanh long ngọc bút thu hồi hỗn độn trong chiếc nhẫn, hắn đơn giản xử lý một ít chính mình, đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ sau đó hắn liền đi ra khỏi phòng. Bên ngoài vừa vặn là ánh nắng tươi sáng, Diệp thần phong đi tới linh thuyền tầng thứ hai trên bong thuyền, hắn nhìn thấy Dương Hạo Thiên, Trần Nguyên Hùng cùng Lý Tín Văn vừa vặn cũng đang. Dương Hạo Thiên các loại ba trưởng gió văn học, ít người nhìn thấy Diệp thần phong sau đó bọn hắn lập tức đi tới, Dương Hạo Thiên trực tiếp cho Diệp Thần Phong một cái gấu ôm, tâm tình của hắn cực kỳ tốt nói, Thần Phong, nếu không phải tông chủ nói mấy ngày nay ngươi đang bế quan, không để cho chúng ta đi quấy rầy ngươi. Ta đã sớm đem phòng của ngươi môn cho đạp ra, ngươi có thể lừa gạt lừa gạt chúng ta thật là khổ a hát. Lấy thực lực của ngươi, ngươi tuyệt đối có tư cách tham gia thiên huyền thịnh điển rồi, chỉ sợ ngươi cho dù gặp phải niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Ngươi nên cũng có sức đánh một trận, Niết bàn cảnh tam trọng thiên đỉnh phong có thể cùng niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong người chiến đấu, không trách lão tổ cùng tông chủ sẽ như thế coi trọng ngươi rồi. Trước đó Diệp Thần Phong giết chết Lưu Ngọc Minh, hắn chỉ thi triển ra một phần thực lực, cho nên, theo Dương Hảo Thiên Diệp Thần Phong sức chiến đấu tuy rằng rất cường hãn rồi, thế nhưng đối đầu hóa thần cảnh một tầng người, chỉ sợ cũng chỉ có là tránh lui phần, dù sao niết bàn cảnh cùng hóa thần cảnh trong lúc đó nhưng là có một cái to lớn khe rãnh thân thể to lớn cường tráng, da thịt có đen một chút Trần Nguyên Hùng, hắn cũng cười nói, thần phong, có lão tổ cùng tông chủ bọn hắn tại, tự coi như ngươi giết Lưu Ngọc Minh này cũng không có gì ghê gớm lắm, này Lưu Ngọc Minh trước đây đã làm nhiều lần chuyện thương thiên hại lý, hắn hoàn toàn là chết hẳn là. Lý Tín Văn là cái cuối cùng mở miệng, người giết chết Lưu Ngọc Minh dùng là một loại thập giai đại viên mãn kiếm ý. Được Lý Tín Văn như thế nhắc lên, Dương Hạo Thiên lại tinh thần tỉnh táo, nói ra, thập giai kiếm ý không phải là dễ dàng như vậy là có thể đến, xem ra thần phong ngươi đối với kiếm ý làm tinh thông a hát. Tính cách của ngươi ta làm yêu thích, dù sao về sau ngươi chính là ta huynh đệ. Trần Nguyên Hùng cũng lập tức nói ra, cũng tính ta một người, về sau thần phong ngươi gặp phải chuyện gì, ngươi liền tận cùng ta nói một tiếng, ta cái khác không có. Nhưng là cùng huynh đệ đồng thời vào sanh ra tử dũng khí vẫn phải có từ trước đến giờ trầm mặc ít nói lý tín văn hắn nhưng vẫn là không có quá nhiều lời nói hắn trên mặt tái nhợt hiện lên do dự vẻ mặt một lát sau hắn nói ra các người cùng thần phong làm huynh đệ đây cũng là các người đời này chính xác nhất một lựa chọn thần phong tương lai có thể đến độ cao hẳn là để đại đa số người ngưỡng vọng hôm nay hai người các ngươi tính là đã chiếm tiện nghi lý tín văn lập tức lại nói thần phong về sau ngươi cũng là của ta huynh đệ đây cũng là Diệp Thần Phong nhìn thấy Lý Tín Văn sau. Lý Tín Văn nói qua nhiều nhất một đoạn văn rồi. Đoạn văn này nghe có phần không giải thích được. Lý Tín cái gì văn bằng nói Diệp Thần Phong thành tựu tương lai phi phàm. Nguyên bản Diệp Thần Phong liền nhìn không thấu Lý Tín Văn. Bây giờ trong lòng của hắn là càng ngày càng nghi ngờ. Bất quá, nhìn thấy Lý Tín Văn một mặt chân thành dáng dấp. Nếu như Lý Tín Văn có những gì ý đổ xấu, hắn thì không nên nói ra những lời ấy rồi, mỗi người đều có một ít thuộc về mình bí mật. Chỉ cần lý tín văn thật tâm thật ý muốn cùng hắn diệp thần phong làm huynh đệ, như vậy hắn cũng sẽ không đi nhiều suy nghĩ cái gì. Ngược lại là dương hạo thiên cùng trần nguyên hùng chỉ đem lý tín văn lời nói cho rằng là một trò đùa rồi. Dương hạo thiên vỗ diệp thần phong vai, nói ra: thần phong, xem ra ngươi về sau hội châu bò vô cùng ahát. Ta hiện tại trước tiên có thể vững vàng ôm lấy ngươi cây này bắp đùi rồi. Diệp thần phong cố ý thanh đùi phải của chính mình hướng phía trước đưa tay ra mời, cười nói, được rồi. Vậy ta liền cho ngươi một cái ôm bắp đùi cơ hội. Dương Hạo Thiên ra vẻ buồn phiền nói, được rồi, ta vẫn tương đối yêu thích mỹ nữ bắp đùi, ta nhưng đối nam nhân bắp đùi không có hứng thú. Trải qua này mấy câu nói đùa, Diệp Thần Phong cùng Dương Hạo Thiên đám người quan hệ là càng ngày càng dung hiệp. Diệp Thần Phong biết lần này bọn hắn yếu ngâm thánh băng chỉ sau đó bọn hắn mới sẽ khởi hành về Thanh Nguyệt Tông. Diệp Thần Phong hỏi, chúng ta trả phải mấy ngày mới đến ngâm thánh băng chỉ địa phương. Dương Hậu Thiên lập tức hồi đáp, Thần Phong, người có chỗ không biết rồi, thánh băng chỉ là ở thánh băng đảo thược, năm đó phát hiện thánh nước đá thời điểm, nhưng là đưa tới tam đại châu cộng đồng chú ý, cuối cùng thánh băng đảo trong chăn châu cường đại tông môn cho khống chế, hơn nữa kiến tạo rất nhiều thánh băng trì. Đem thánh nước đá rót vào đã đến trong hồ. Bây giờ muốn đi ngâm thánh băng trì, nhất định muốn trải qua trưởng khống thánh băng đảo mấy trung tâm châu tông môn đồng ý, hơn nữa này thánh băng trì cũng là có đẳng cấp phân chia. Chia làm thiên tự trì, địa tự trì cùng nhân tự trì, trong đó thiên tự trì hiệu quả tốt nhất, kế tiếp là địa tự trì, mà nhân tự trì hiệu quả là kém nhất. Thiên tự trì là cung cấp cho trung châu người tu luyện ngâm, địa tự trì là cung cấp cho huyền châu người tu luyện ngâm mà người kém cỏi nhất chữ trì nhưng là cung cấp cho Linh Châu người tu luyện ngâm. Nói cách khác, lần này chúng ta đi Thánh Băng Đảo chỉ có thể ngâm đến người kém cỏi nhất chữ trì, hơn nữa chúng ta tại Thánh Băng Đảo có thể sẽ chịu đến Huyền Châu cùng Trung Châu người tu luyện trào phúng, thậm chí phụ trách Thánh Băng Đảo người, bọn hắn cũng sẽ không cho chúng ta sắc mặt tốt xem, dù sao Linh Châu người tu luyện trên trời huyền giới địa vị là kém nhất, chỗ bằng vào chúng ta tại Thánh Băng Đảo bị đãi ngộ cũng đem vô cùng kém. Diệp Thần Phong nhíu nhíu mày, hắn nói ra, Hạo Thiên, xem ra người đối với Thánh Băng Đảo vô cùng hiểu rõ à? Dương Hạo Thiên lập tức khí thế lăng nhân nói, "Thần Phong, đừng nói huynh đệ ta khoác lác, ta tốt xấu cũng là đến từ chính Huyền Châu một cái gia tộc bên trong, ta nhưng là điển hình công tử ca, đã từng ta nhưng là ngâm qua địa tự tri, bất quá, sau đó ta muốn chính mình đi ra lưu lạc lưu lạc, ta liền gia nhập Thanh Nguyệt Tông rồi." Các loại thiên huyền thịnh điển tại Linh Châu chọn lựa sau khi kết thúc, chúng ta nhất định sẽ đi hướng Huyền Châu tham gia càng tốt hơn một tầng chọn lựa, đến lúc đó ta mang các ngươi hảo hảo tại Huyền Châu đi một chút, tối thiểu tại ta gia tộc khu vực này trong, rất nhiều người vẫn là sẽ cho ta một ít mặt mũi, đến lúc đó yếu mỹ nữ có mỹ nữ, ta bảo đảm các ngươi vui đến quên cả trời đất. Trần Nguyên Hùng cùng Lý Tín Văn cũng là lần đầu tiên nghe được Dương Hạo Thiên đề cập thân phận của mình, Trần Nguyên Hùng nói ra mỹ nữ thì không cần, ta nhưng là một cái chính nhân quân tử, hạo thiên ngươi cũng không nên phá hủy của ta một đời anh danh. Dương hạo thiên ra vẻ kinh ngạc nói, nguyên hùng, ngươi ngay cả mỹ nữ đều không thích, ngươi sẽ không phải là yêu thích nam nhân chứ. Ta đã sớm nhìn ngươi không đúng, nguyên lai ngươi còn có như vậy ham mê. Trần Nguyên Hùng sắc mặt đỏ lên nói, đi con mẹ mày, người mới yêu thích nam nhân đây. Diệp thần phong ở một bên nhìn xem, lông mày của hắn hơi nhíu nhanh, hắn nhìn ra được Dương Hạo Thiên ở bề ngoài tuy rằng hi hi ha ha, thế nhưng tại nhắc tới huyền châu thời điểm, Dương Hạo Thiên trong tròng mắt lấp lánh một vệt bi thương. Đồng dạng, Lý Tín Văn cũng có thể phát hiện điểm này, hắn chỉ là hướng về Diệp Thần Phong khẽ gật đầu. Diệp Thần Phong nhìn xem biển rộng minh mông, từ khi tiến vào địa huyền giới, bây giờ lại đi tới thiên huyền giới. Diệp thần phong hầu như đều là một người xét ở đập, bên cạnh hắn rất ít người bồi bạn, lần này tại Thanh Nguyệt Tông tạm thời đặt chân, hắn tại Dương Hạo Thiên bọn người trên thân, cảm thấy lâu không gặp tình huynh đệ rồi. Cái cảm giác này khiến hắn phi thường thoải mái. Lý Tín Văn nói ra, đại khái lại có một ngày, chúng ta là có thể đến Thánh Băng Đảo rồi, ta nghĩ người nhất định cũng rất kỳ quái ta người này chứ. Bất quá, người yên tâm, ta đối với người không có bất kỳ ý đồ, ta là thật tâm muốn cùng ngươi làm bằng hữu chương 1874, chuyện cũ, lại nổi lên xung đột. Một ngày, chỉ trước mắt đã trôi qua rồi. Thanh Nguyệt Tông Linh Thuyền đang không ngừng tới gần một tòa thật to băng đảo. Này tòa băng đảo phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh trắng xóa, trên mặt đất khắp nơi đều kết dày đặc tầm băng. Ở tòa này băng đảo chính giữa giữa có một tòa nguy nga núi băng. Tòa băng sơn này chính là thánh núi băng rồi, cái gọi là thánh băng chỉ hay là tại tòa này thánh băng trên núi. Thanh Nguyệt Tông Linh thuyền tầng thứ ba trên bong thuyền. Ngoại trừ Tiết Huyền Tình, Triệu Bá cùng Lý Bá ở ngoài, Diệp Thần Phong, Dương Hạo Thiên, Trần Nguyên Hùng, Lý Tín Văn Hòa Lưu Thành đều tại. Lưu Thành vẻ mặt thập phần bình tĩnh, thật giống trước đó chuyện gì cũng không có phát sinh như thế. Bất quá, cho dù Lưu Thành ở bề ngoài như thế nào đi nữa bình tĩnh, hắn cũng không che giấu được nội tâm phẫn nộ, thân thể của hắn khẽ run, hắn một mực tải ức chế trong lòng lửa giận, hắn biết một khi lửa giận bạo phát, triệt để cùng tiết huyền tình trở mặt, chỉ sợ hắn không những không cách nào ngâm thánh băng trì, liền ngay cả hắn cái mạng này có thể hay không bảo vệ cũng không nhất định rồi. Tại linh thuyền nương đến thánh băng đảo bên bờ sau đó từ thánh băng trên đảo lập tức kéo tới từng trận hàn khí. Tiết huyền tình cùng diệp thần phong đám người từ linh trên thuyền bay xuống, vững vàng đứng ở thánh băng đảo bên bờ. Linh trong thuyền còn có một chút thanh nguyệt tông đệ tử lưu lại trông coi, những người còn lại đều đi theo tiết huyền tình, triệu bá cùng lý bá hướng về thánh băng đảo bên trong đi đến. Tiết huyền tình đám người đi tốc độ chạy phi thường nhanh. Chỉ chốc lát sau, tiết huyền tình đám người liền đi tới thánh băng đảo chính giữa khu vực, chỉ thấy bọn họ xuất hiện trước mặt một vòng to lớn tường thành, một cái vòng tường thành đem thánh núi băng cấp bao vây ở bên trong, tại trên tường thành khắc họa một ít phức tạp ký hiệu, chỉ cần có người tự ý dám lướt qua tường thành, như vậy trông coi thánh băng đảo tuyệt cường cường giả liền sẽ lập tức cảm giác được. Tiết huyền tình cùng diệp thần phong đám người xuất hiện tại tường thành trước cửa thành, ở trước cửa thành có hai tên linh thần cảnh tầng hai cường giả canh gác. Tiết huyền tình lập tức biểu lộ ý đổ đến, canh gác cửa thành một tên trong đó linh thần cảnh cường giả, bình thản nói ra, ba người các ngươi trước tiên có thể tiến vào bên trong, đang giúp người nhóm môn hạ đệ tử làm xong tạm thời thân phận lệnh bài sau các ngươi mới có thể đem môn hạ của chính mình đệ tử đưa vào trong đó. Tiết huyền tinh, triệu bá cùng lý bá không chỉ một lần đã tới thánh băng đảo rồi, ba người bọn họ đều cũng có thánh băng đảo mãi mãi thân phận lệnh bài. Mà tất cả đại tông môn đệ tử chỉ có thể công việc loại lâm thời thân phận lệnh bài, các loại ngâm song thánh băng chỉ sau, này tạm thời lệnh bài liền sẽ không còn giá trị rồi. Muốn đi vào bên trong thành tường, vậy nhất định phải muốn làm lý thánh băng đảo thân phận lệnh bài, tại tường thành bên trong mỗi ngày đều có cường giả tuần tra, nếu như không có thân phận lệnh bài, như vậy tuần tra cường giả đem không chút lưu tình đem người đánh chết, đến lúc đó nói liên tục lý địa phương cũng không có. Tiết huyền tình đối với Diệp thần phong bọn hắn, nói ra, chúng ta đi giúp các ngươi công việc thân phận lệnh bài, các người ở chỗ này chờ một hồi. Diệp thần phong đám người tự nhiên là gật đầu đồng ý rồi. Lưu Thành ánh mắt hữu ý vô ý nghiêng mắt nhìn Diệp Thần Phong, tại tiết huyền tình đám người sau khi rời đi, bầu không khí có một ít nghiêm nghị. Cái kia hai tên canh gác cửa thành linh thần cảnh cường giả, bọn hắn hoàn toàn không để ý đến diệp thần phong đám người ý tứ. Mà chính lúc lúc này, có một tên dáng dấp trung, cao cấp, nhìn qua ra mịn thịt mềm thanh niên đi ra, tên thanh niên này hướng về canh gác cửa thành hai tên linh thần cảnh cường giả lấy ra thân phận lệnh bài. Sau đó, hắn liền trực tiếp đi ra khỏi cửa thành đứng ở diệp thần phong bên cạnh trần nguyên hùng hắn đang nhìn tên thanh niên này sau bàn tay hắn thật chặt nắm thành quyền đầu trên trán là nổi gân xanh trên người lập tức tản ra cực kỳ nồng nặc sát khí diệp thần phong cảm giác đầu tiên đến trần nguyên hùng không đúng hắn cũng nhìn hướng tên kia từ trong cửa thành đi ra thanh niên tên thanh niên kia thực lực tại hóa thần cảnh một tầng sơ kỳ hắn phảng phất cũng cảm thấy châm đối sát khí của mình ánh mắt của hắn rất nhanh sẽ khóa ổn định ở Trần Nguyên Hùng trên người, nụ cười trên mặt hắn lập tức chán thả lỏng đến, hắn từng bước từng bước hướng về Trần Nguyên Hùng đi tới, nói ra Trần Nguyên Hùng, chúng ta nhưng đã lâu không gặp, người dĩ nhiên đều có tư cách đến ngâm thánh băng trì. Ta nhưng vẫn đúng là hoài niệm tiểu mai thân thể mùi vị đây. Đáng tiếc người đời này đều không có cơ hội thưởng thức được rồi. Trần Nguyên Hùng khóe mắt nhảy lên, hắn điên cuồng gầm hét lên, lôi thiên bằng người cái xúc sinh không bằng đồ vật tiểu mai lúc trước toàn tâm toàn ý đối với ngươi người ngay cả làm xúc sinh tư cách cũng không có ta muốn liều mạng với ngươi trần nguyên hùng trên người khí thế tiêu thăng đến cực hạn tâm tình của hắn là hoàn toàn không kiểm soát mà canh gác cửa thành hai tên linh thần cảnh cường giả bọn hắn bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại trần nguyên hùng trước mặt một người trong đó quát lên muốn muốn tìm chết cút cho ta xa một chút không nên ở cửa thành ồn ào cái này hai tên linh thần cảnh cường giả rất rõ ràng là nhằm vào trần nguyên hùng về phần lôi thiên bằng hai người bọn họ căn bản không có mở miệng giáo huân ý tứ diệp thần phong nhíu chặt hai hàng chân mày lại xem ra bọn hắn linh châu người tu luyện thật sự chính là không bị người tiếp đãi được linh thần cảnh cường giả quát sau đó trần nguyên hùng lập tức thanh tỉnh rất nhiều hắn nhìn xem bên cạnh diệp thần phong đám người hắn lập tức áp chế trong lòng phẫn nộ đến cực điểm cảm xúc Hắn quát lên, "Lôi Thiên Bằng, một ngày nào đó ta sẽ đích thân giết ngươi." Lôi Thiên Bằng khinh thường cười nói, "E sợ mãi mãi cũng không có một ngày như vậy." Rất nhanh, Tiết Huyền Tình, Triệu Bá cùng Lý Bá đi ra, nhìn thấy ngoài cửa thành cảnh tượng, Tiết Huyền Tình hỏi, "Nơi này là chuyện gì xảy ra?" Trần Nguyên Hùng lập tức cướp hồi đáp, "Tông chủ, chuyện gì cũng không có." Tiết Huyền Tình nửa tin nửa ngờ thanh tạm thời thân phận lệnh bài đưa cho Diệp Thần Phong bọn hắn. Trần Nguyên Hùng là xem cũng không có xem lôi thiên bằng rồi, hắn đi theo tiết huyền tình đám người đi vào trong cửa thành, mà Lưu Thành từ đầu tới cuối đều ở một bên xem cuộc vui. Đứng ở cửa thành lôi thiên bằng, hắn nhìn xem đi vào trong cửa thành Trần Nguyên Hùng, hắn trong con người lóe lên âm trầm ánh sáng. Thánh băng đảo người cho tiết huyền tình cùng Diệp Thần Phong bọn hắn an bài nơi ở cực kỳ phổ thông, xem ra Linh Châu Tông Môn ở nơi này đãi ngộ không phải bình thường kém ngâm thánh băng chỉ còn phải chờ thêm một ngày, cho nên thiết huyền tình trước hết để cho Diệp Thần Phong bọn hắn ở lại nơi này rồi. Tại thiết huyền tình phân phó một ít cần phải chú ý sự tình sau đó mọi người đều trở về phòng của mình giữa rồi. Diệp Thần Phong là theo chân Trần Nguyên Hùng tiến vào gian phòng, không bao lâu, Dương Hạo Thiên cùng Lý Tín Văn cũng tiến vào Trần Nguyên Hùng căn phòng. Diệp Thần Phong nhìn xem Trần Nguyên Hùng, nói ra, Nguyên Hùng, vừa vặn ngươi là không muốn liên lụy chúng ta, người mới áp chế lại trong lòng lửa giận a à. hiện tại ngươi nhưng nói với chúng ta nói cho cùng là chuyện gì xảy ra sao thấy trần nguyên hùng không có mở miệng diệp thần phong vỗ vỗ trần nguyên hùng vai nói ra chớ quên chúng ta là anh em dương hạo thiên cũng nói ngươi không cần cho ta lề mà lề mề rồi bình thường trần nguyên hùng đi nơi nào lý tín văn cũng gật đầu nói không nên chính mình một người khiêng nghe vậy Trần Nguyên Hùng hít thở sâu hai lần, nói ra, tại không có gia nhập Thanh Nguyệt Tông trước đó, ta là Linh Châu một cái môn phái nhỏ bên trong đệ tử, ta có một người phi thường xinh đẹp sư muội, ta cùng sư muội từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta làm yêu thích sư muội của ta, đồng dạng sư muội của ta cũng đối với ta rất tốt. Sau tới một lần trong lúc vô tình, ta cùng sư muội của ta nhận thức Lôi Thiên bằng, này Lôi Thiên bằng đồng dạng là một cái môn phái nhỏ bên trong đệ tử, bất quá này Lôi Thiên Bằng biết ăn nói, tổng là có thể dụ được sư muội của ta phi thường hài lòng, sau đó lâu dần, sư muội của ta dĩ nhiên thích xúc sinh này. Nếu như sư muội có thể có được hạnh phúc, như vậy ta cũng sẽ chúc phúc bọn hắn, đáng tiếc tại Lôi Thiên Bằng đạt được sư muội của ta, sau đó sư muội của ta đi theo Lôi Thiên Bằng cùng rời đi rồi. Vào năm ấy sau, ta chiếm được sư muội của ta tin qua đời, này Lôi Thiên Bằng vì lấy lòng Huyền Châu trong tông môn một tên đệ tử hạch tâm, hắn đem sư muội của ta đưa cho này tên đệ tử hạch tâm ta nghe nói sư muội của ta không chỉ có được huyền châu tông môn tên kia đệ tử hạch tâm cho đoạt lấy nói tới chỗ này trần nguyên hùng thủ trưởng càng nắm càng chặt rồi máu tươi từ lòng bàn tay của hắn chảy ra hắn cắn răng nói ra sư muội của ta còn bị mấy tên huyền châu tông môn đệ tử cho cùng nhau chơi đùa lấy hơn nữa lôi thiên bằng xúc sinh kia hắn không những bán rẻ sư muội hắn trả đồng thời tham dự vào trong đó Cuối cùng sư muội của ta tự mình kết thúc, mà Lôi Thiên Bằng lại thông qua chuyện này, đáp thượng Huyền Châu Tông môn, hắn gia nhập vào Huyền Châu trong tông môn. Tại ta phải biết sư muội của ta tin qua đời sau, ta rời khỏi thì ra là tông môn, ta mỗi ngày mỗi đêm không ngừng tu luyện, vì chính là có một ngày muốn giết Lôi Thiên Bằng, muốn giết những kia mạnh mẽ đoạt lấy sư muội của ta người, sau đó ta liền gia nhập Thanh Nguyệt Tông. Chương 1875, năng lượng tụ tập Diệp Thần Phong, Dương Hạo Thiên cùng Lý Tín Văn lần lượt trầm mặc lại, không khí trong phòng có vẻ hơi quá mức yên lặng. Hiện tại Diệp Thần Phong bọn hắn rõ ràng Trần Nguyên Hùng vừa vận vì sao lại như vậy thất thố, nếu như đổi lại là bọn hắn cũng khẳng định không chịu được, nhưng Trần Nguyên Hùng nhưng bởi vì chỉ lo làm phiền hà bọn hắn, cuối cùng đem cái này mãnh liệt tức giận hướng về trong bụng nuốt, này làm cho Diệp Thần Phong bọn họ là vi vi xúc động. Trần Nguyên Hùng trầm mặc một hồi, sau đó hắn nói ra: Thần Phong, các ngươi không cần vì chuyện của ta thật sự phiền não. Ta nhất định phải tự tay làm thịt Súc Sinh kia. Đây là ta kiếp này duy nhất một cái mục tiêu, vì cái mục tiêu này ta mới có hôm nay thực lực. Bằng không lấy tư chất của ta, ta căn bản không khả năng tại bây giờ liền đến niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Hơn nữa ta nghe nói Súc Sinh kia gia nhập chính là ba viêm tông, này ba viêm tông tại Huyền Châu thế lực không yếu. Ta không thể đem các ngươi kéo xuống nước. Dương Hạo Thiên Nguyên bản chính là Huyền Châu người, hắn khi nghe đến Ba Viêm Tông sau đó hắn khẽ cau mày, hắn nói ra, Ba Viêm Tông tại Huyền Châu ngược lại là cũng đích thật là một cái đại tông môn, có người nói từng ở Ba Viêm Tông mạnh mẽ nhất thời điểm, bọn hắn tông môn là ở Trung Châu, bất quá, sau đó theo trong tông môn thế lực càng ngày càng bạc nhược, lúc này mới di chuyển đến Huyền Châu. Này Ba Viêm Tông có người nói tại cực kỳ lâu trước đó. Kỳ tông môn bên trong có ba loại thiên địa chi hỏa, hơn nữa này ba loại thiên địa chi hỏa cực kỳ mạnh mẽ, quan trọng nhất là này ba loại thiên địa chi hỏa đều thức tỉnh rồi linh trí. Cái này cũng là ba viêm tông danh tự từ, từ đâu tới, ý nghĩa tư liền là nắm giữ ba loại thiên địa chi hỏa. Thế nhưng, bây giờ ba viêm tông đã sớm không nhiều bằng lúc trước, ba loại mạnh mẽ thiên địa chi hỏa, bọn hắn chỉ kế thừa hai loại, hơn nữa có người nói bọn hắn kế thừa hai loại thiên địa chi hỏa chỉ có một loại miễn cưỡng thức tỉnh rồi linh trí. Nếu như muốn kế thừa được người khác đã thu phục được thiên địa chi hỏa, như vậy nhất định muốn để thiên địa chi hỏa khôi phục lại ban đầu trạng thái, bất kể là hắn nhiệt độ. Vẫn là hắn thức tỉnh linh trí, này được khôi phục lại ban đầu trạng thái thiên địa chi hỏa còn có thể hay không thể thức tỉnh linh trí. Này hoàn toàn là muốn xem người thừa kế năng lực của mình rồi. Trên trời huyền giới, thiên địa chi hỏa cũng là cực kỳ thưa thớt. Bị người biết rõ thiên địa chi hỏa đại khái chỉ có 30 loại khoảng chừng, chớ nói chi là thức tỉnh rồi linh trí thiên địa chi hỏa rồi. Dương Hạo Thiên tiếp tục nói, đối với luyện dược sư tới nói, thiên địa chi hỏa so với còn lại hỏa diễm muốn tốt hơn nhiều, bất quá, thiên địa này chi hỏa là ba viêm tông sinh mạng, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không đem thiên địa chi hỏa đưa cho luyện dược sư. Thế nhưng, bọn hắn sẽ đem thiên địa chi hỏa cho mượn Huyền Châu một ít luyện dược sư bọn hắn ở một bên khống chế thiên địa chi hỏa, hiệp trợ luyện dược sư chế thuốc. Cho nên, ba viêm tông cùng huyền châu một ít luyện dược sư quan hệ vô cùng tốt, người luyện dược sư này trên trời huyền giới địa vị, các người cũng là biết rõ, cho nên ba viêm tông cũng coi như là huyền châu một người trong thế lực lớn rồi. Trần Nguyên Hùng không cam lòng nói ra, bất kể như thế nào, ta đều muốn vì sư muội của ta báo thù, cho dù không nên cái mạng này. Ta cũng sẽ không tiếc. Diệp Thần Phong nghe được ba viêm tông vẫn cùng Huyền Châu một ít luyện dược sư quan hệ không tệ, hắn đúng là không có đem chuyện này để ở trong lòng, dù sao trong tay hắn có dược vương lệnh. Đây chính là luyện dược các bên trong trí cao vô thượng lệnh bài rồi, chỉ cần hắn đưa ra lệnh bài là hắn có thể đủ tùy ý điều động Linh Châu cùng Huyền Châu luyện dược sư rồi. Diệp Thần Phong đối với Trần Nguyên Hùng, nói ra yên tâm, sư muội của ngươi thù, người sớm muộn cũng sẽ tự tay báo, hiện tại ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy, ngươi cần phải làm là nỗ lực tăng cao thực lực, chuẩn bị cẩn thận ngày mai ngâm thánh băng chỉ đi. Đang an ủi Trần Nguyên Hùng một phen sau, Diệp Thần Phong đám người liền rời khỏi phòng, đương nhiên Diệp Thần Phong trong lòng đã quyết định yếu nhúng tay Trần Nguyên Hùng sự tình rồi. Dù sao lôi thiên bằng hành động quả thực là kẻ cạn bã tới cực điểm. Suốt đêm không nói chuyện. Lần này ngày hướng mặt trời mọc thời điểm. Tiết huyền Tinh triệu bá cùng lý bá đã đem diệp thần phong đám người tập trung lại tiết huyền tình đám người là không thể đủ đi thánh núi băng nhất định muốn có người chuyên biệt dẫn dắt diệp thần phong bọn hắn phụ trách dẫn dắt diệp thần phong bọn hắn đi hướng thánh núi băng chính là năm tên hóa thần cảnh bảy tầng sơ kỳ cường giả bọn hắn căn bản không có cùng tiết huyền tình đám người khách khí phải biết bọn hắn thế lực sau lưng là trưởng khống thánh núi băng tông môn này trưởng khống thánh núi băng tông môn đương nhiên là tới từ ở Trung Châu được rồi, bọn hắn căn bản sẽ không thanh Linh Châu người tu luyện coi là chuyện to tát, cho dù Linh Châu thực lực của người tu luyện so với bọn họ cao hơn. Này năm tên hóa thần cảnh cường giả, bọn hắn căn bản không có phản ứng diệp thần phong đám người ý tứ, trong con người của bọn họ là tràn đầy khinh thường, mang theo diệp thần phong đám người hướng về thánh núi băng đi đến. Này dọc theo đường thượng là trải qua một đạo lại một đạo cửa ải, cuối cùng Diệp Thần Phong bọn hắn mới đã tới Thánh Núi Băng. Tại đến Thánh Núi Băng sau, Diệp Thần Phong đám người phân biệt được một tên hóa thần cảnh cường giả mang theo tách ra. Diệp Thần Phong bây giờ đối Thánh Núi Băng cũng hiểu chút đỉnh, tại đây Thánh Núi Băng thượng tổng cộng có một ngàn cái Thánh Băng trì, trong đó nhân tự chỉ có một trăm, địa tự chỉ có bốn trăm cái, thiên tự chỉ có năm trăm cái. Tại Thánh Núi Băng dưới đáy chính là nhân tự trì, trung bộ chính là địa tự trì, thượng bộ chính là trời chữ trì. Không bao lâu thời gian, Diệp Thần Phong đã bị một tên hóa thần cảnh cường giả dẫn tới, thánh núi băng dưới đáy mở đập ra một cái nhà đá trước, ở thạch thất bên trong có một cái chứa đầy nước cái ao, trong ao là dày đặc khí lạnh, đây chính là thánh băng trì rồi. Tên kia hóa thần cảnh cường giả, nói ra, người có thời gian 10 ngày ở trong đó ngâm, người có thể sớm đi ra, nhưng không thể kéo sau đi ra, nếu như quá rồi 10 ngày ngươi trả chưa hề đi ra, như vậy ta sẽ đích thân đem ngươi đá ra. Nói xong, tên kia hóa thần cảnh cường giả liền rời đi. Diệp thần phong đi vào bên trong thạch thất, hắn không khỏi cả người run lên một cái, hắn đem nhà đá môn đóng lại rồi, ở thạch thất trên vách tường có chiếu sáng dùng bảo thạch, cho nên cho dù đóng cửa lại cũng không có vẻ tối tăm. Hơn nữa tại đóng lại cửa đá sau đó Diệp Thần Phong cảm giác bên trong thạch thất sớm đã bị người bố trí nhất cổ cách trở sức mạnh, cho dù ở nơi này đột phá thực lực, e sợ người bên ngoài cũng sẽ không phát hiện bất kỳ động tính diệp thần phong đưa mắt như ngừng lại thánh băng trì thượng hắn nhìn xem trong hồ không ngừng bốc lên hơi lạnh nước đá hắn không lo được nhiều như vậy hắn trực tiếp đi vào thánh băng trì bên trong tại thân thể ngâm tại thánh trong nước đá trong nháy mắt diệp thần phong trong miệng là hít vào một ngụm khí lạnh hắn cảm giác mình huyết dịch đều phải đông lại rồi khắp toàn thân từ trên xuống dưới xương đều phải bị đông nát bình thường diệp thần phong lập tức đem thần huyết quyết mà thiên quyết cùng long thần quyết luân phiên vận chuyển bên trong thân thể của hắn đóng băng cảm giác lúc này mới chậm lại theo ba loại công pháp vận chuyển hắn cảm giác được thánh băng trì bên trong có không ngừng băng thuộc tính năng lượng tại chảy vào trong cơ thể hắn diệp thần phong trong lòng không khỏi nghĩ đến bạch tiểu nhu bạch tiểu nhu chính là cửu u băng sư sư vương một mạch này thánh băng trì hoàn cảnh quả thực là vì bạch tiểu nhu chế tạo riêng diệp thần phong không có quá nhiều do dự hắn lập tức câu thông lên hỗn độn nhẫn một giây sau bạch tiểu nhu trong nháy mắt xuất hiện tại diệp thần phong bên cạnh ngâm tại thánh trong nước đá bạch tiểu nhu người khuôn mặt lộ ra thoải mái biểu lộ bất quá người vẫn là nhìn hướng diệp thần phong nói ra diệp đại ca người hữu hảo lâu không có tiến vào bên trong tiểu thế giới rồi tiểu nhu rất nhớ ngươi bạch tiểu nhu tới gần diệp thần phong Cánh tay trực tiếp khoác lên Diệp Thần Phong cánh tay. Diệp Thần Phong có phần mất tự nhiên nói ra, "Tiểu Nhu, ngươi xem một chút nơi này thích hợp ngươi tu luyện sao? Chúng ta cùng đi hấp thu nơi này băng thuộc tính năng lượng." Thấy Diệp Thần Phong nói như vậy, Bạch Tiểu Nhu lập tức gật đầu nói, "Diệp đại ca, nơi này làm thích hợp ta tu luyện, cảm tạ Diệp đại ca." Tại ôn tồn đâu vài câu sau đó Bạch Tiểu Nhu cũng ngoan ngoãn bắt đầu vận chuyển trong cơ thể công pháp nhưng là theo thời gian từng điểm từng điểm chuyển rời. Diệp thần phong cảm giác thấy hơi không đúng lắm rồi, hắn phát hiện thánh băng trì bên trong băng thuộc tính năng lượng đang không ngừng trở nên nồng nặc. Diệp thần phong cẩn thận cảm giác một phen. Đây cũng là đến từ chính Bạch Tiểu Nhu công pháp nguyên nhân, Bạch Tiểu Nhu công pháp lại có thể đem thánh núi băng thượng còn lại thánh băng trì bên trong băng thuộc tính năng lượng từng điểm từng điểm hội tụ lại đây. Phải biết thánh băng trên núi có một ngàn cái thánh băng trì, từ từng cái thánh băng chỉ bên trong hơi chút hội tụ lại đây một điểm năng lượng, như vậy này cũng đã là phi thường châu bò tách ra rồi. Lần sau Bạch Tiểu Nhu công pháp hội tụ băng thuộc tính năng lượng động tính cũng không lớn, thậm chí có thể bỏ qua không tính, cho nên trên căn bản sẽ không có người phát hiện. Chính là tích tiểu thành đại, mỗi cái thánh băng chỉ bên trong đều tụ tập lại đây một ít năng lượng, rất nhanh, Diệp Thần Phong cùng Bạch Tiểu Nhu chỗ ở Thánh Băng Trì bên trong băng thuộc tính năng lượng là trở nên cuộn trào vô cùng. Diệp Thần Phong khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười, chỉ sợ hắn cái này Thánh Băng Trì bây giờ so với Thiên Tự Trì đều phải kiểu như châu bò rất nhiều rất nhiều rồi. Đem trong đầu suy nghĩ tạm thời quăng khoảng không. Diệp Thần Phong bắt đầu không ngừng hấp thu Thánh Băng Trì bên trong băng thuộc tính năng lượng. Chương 1876 8 chuyển nhanh chóng tăng lên. Từng đạo lạnh lẽo đến xương năng lượng tràn vào Diệp Thần Phong trong cơ thể. Khởi điểm Diệp Thần Phong cũng không có cảm giác đến không thích ứng, thế nhưng đang hấp thu mấy canh giờ sau đó cho dù có công pháp hộ thể, hắn cũng cảm giác trong thân thể càng ngày càng khó chịu, cao thấp từng cái mau mảnh khổng đều giống như lại bị băng thứ ghim. Chẳng trách tên kia hóa thần cảnh cường giả nói, Diệp Thần Phong có thể sớm hơn đi ra, e sợ có thể tại Thánh Băng Trì bên trong ở lại 10 ngày người hầu như không có. Đương nhiên bây giờ Diệp Thần Phong chỗ ở Thánh Băng Trì, muốn so thiên tự trì đều phải năng lượng nồng nặc. Nếu như là đổi lại không có tụ tập năng lượng lúc trước nhân tự trì, e sợ lấy Diệp Thần Phong năng lực, ở trong đó ở lại 10 ngày hẳn là cũng không phải làm khó khăn. Mà trái lại Bạch Tiểu Nhu thì là phi thường hưởng thụ, người phi thường yêu thích loại này lạnh lẽo đến xương cảm giác, theo công pháp của nàng vận chuyển Thánh núi băng thượng còn lại thánh băng trì bên trong năng lượng vẫn cứ tại từng điểm từng điểm hướng về nơi này tụ tập. Bạch Tiểu Nhu thực lực hôm nay tại Luân hồi cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Cho nên, người đột phá lên còn nhanh hơn Diệp Thần Phong không ít, lại tăng thêm nơi này tu luyện hoàn cảnh chẳng khác gì là giúp nàng chế tạo riêng, cho nên nàng hấp thu băng thuộc tính năng lượng tốc độ phi thường nhanh. Chỉ thấy nhắm mắt lại ngâm tại thánh băng trì bên trong Bạch Tiểu Nhu Người đẹp mắt mày liễu hơi nhíu nhanh lên, sắc mặt của nàng lạnh lẽo một mảnh, một cổ cường đại sóng năng lượng động nhất thời từ trên người nàng tản ra, mái tóc dài màu đen của nàng theo khí lưu tung bay, dáng vẻ tuyệt mỹ cực kỳ. Diệp thần phong cảm giác bên cạnh Bạch Tiểu Nhu thật khí thế, khóe miệng hắn cười nhạt một tiếng, hắn rõ ràng cảm giác được Bạch Tiểu Nhu theo luân hồi cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, khóa nhập niết bàn cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ rồi. Trên đất huyền giới thời điểm, bạch tiểu nhu nhiều lần cùng diệp thần phong cùng chung hoạn nạn nhiều lần không quan tâm tính mạng của mình trợ giúp diệp thần phong diệp thần phong cùng bạch tiểu nhu trong lúc đó đồng dạng là đã thành lập nên phi thường cảm tình sâu đậm hắn đương nhiên cũng hy vọng bạch tiểu nhu thực lực có thể rất nhanh nhanh tăng lên rồi chỉ là nơi này tu luyện hoàn cảnh không thích hợp hắn những nữ nhân khác dù sao hắn những nữ nhân khác thực lực vẫn còn tương đối yếu tạm thời chả không chịu nổi thánh băng trì bên trong năng lượng tẩy lễ Tuy rằng bên trong thân thể lạnh lẽo đến xương, Diệp Thần Phong vẫn có thể kiên trì, nhưng mà nếu như tại tiếp tục như vậy lời nói, chỉ sợ hắn ở nơi này không kiên trì được 10 ngày. Diệp Thần Phong đột nhiên nghĩ đến, khi hắn bên trong đan điền còn có một đóa vạn năm băng tuyết liên hoa đây. Này vạn năm băng tuyết liên hoa cũng chỉ có tại cực hạn lạnh lẽo mà mới có thể thúc giục. Tại trong đầu nghĩ tới chỗ này Diệp Thần Phong, hắn lập tức thử thôi thúc lên bên trong đan điền vạn năm băng tuyết liên hoa. Tại như thế cực hạn lạnh lẽo bên trong, vạn năm băng tuyết liên hoa quả nhiên được Diệp Thần Phong cho thúc dục Kèm theo vạn năm băng tuyết liên hoa vận chuyển, thánh băng chỉ bên trong chảy vào Diệp Thần Phong trong cơ thể băng thuộc tính năng lượng, trong đó lạnh lẽo cùng một phần nhỏ năng lượng được vạn năm băng tuyết liên hoa cho hấp thu, về phần cái kia phần lớn không có lạnh lẽo năng lượng. Diệp Thần Phong hấp thu lên tới là thuận buồm xuôi gió được rồi, trong cơ thể lạnh lẽo đến xương cũng biến mất không còn chút nào. Tuy nói thánh băng chỉ bên trong năng lượng phi thường cuộn trào, thế nhưng chảy vào diệp thần phong cùng bạch tiểu nhu trong cơ thể năng lượng, trước sau nằm ở một loại đều đều tốc độ, cho dù diệp thần phong thôi thúc ba loại công pháp nhanh chóng vận chuyển, thánh băng chỉ bên trong năng lượng cũng không có tăng nhanh chảy vào trong cơ thể hắn. Diệp thần phong thực lực muốn so cũng bạch tiểu nhu cao hơn không ít, hắn muốn lên trên nữa đột phá, cần có năng lượng đương nhiên phải so với bạch tiểu nhu nhiều hơn rất nhiều lần, bây giờ diệp thần phong thực lực tại niết bàn cảnh tam trọng thiên đỉnh phong nếu như là cần trải qua niết bàn bước vào tứ trọng thiên sơ kỳ như vậy cần năng lượng khẳng định so với không trải qua niết bàn phải nhiều suốt rất nhiều diệp thần phong trong lòng thật cũng không suốt ruột dựa theo bây giờ thực lực của hắn chậm chạp không có đột phá hắn suy đoán tại bước vào tứ trọng thiên thời điểm hẳn là cơ hồ là lại phải được lịch một lần niết bàn được rồi thời gian từng giây từng phút trôi qua Diệp Thần Phong hấp thu năng lượng cũng càng ngày càng nhiều, hắn bên trong đan điền vạn năm băng tuyết liên hoa cũng không ngừng chuyển động. Diệp Thần Phong cảm giác mình đã chạm vào Tam trọng thiên đỉnh phong lá chắn, chỉ muốn xông ra lớp bình phong này. Hắn thì có thể bước vào niết bàn cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ rồi. Trong cơ thể năng lượng càng tụ càng nhiều, những này năng lượng tụ tập điên cuồng trùng kích cách trở Diệp Thần Phong đột phá lá chắn. Cách trở lá chắn từ từ có buông lỏng dấu hiệu. Diệp thần phong khí thế trên người cũng liên tục tăng lên. Thánh băng chỉ bên trong nước đá không ngừng bốc lên lần lượt bọt khí. Mắt thấy diệp thần phong thực lực yếu bước vào tứ trọng thiên sơ kỳ rồi. Nhưng mà, diệp thần phong trên người khí thế mạnh mẽ tại đột nhiên nhanh chóng biến mất, hắn mũi cùng trong miệng khí tức cũng đứt quãng. Sắc mặt tại chiều màu tàn cho phát triển, trái tim nhảy lên cũng là ngừng ngừng bữa bữa. Trong chớp mắt, Diệp thần phong bên trong thân thể sinh cơ biến mất không còn chút nào, cả người là hoàn toàn chết rồi. Thế nhưng, lại chết tiếp mấy giây sau. Diệp thần phong trên người hô hấp tại khôi phục lại, trái tim của hắn nhảy lên tại khôi phục lại, trên người của hắn hết thảy đều đang nhanh chóng khôi phục. Lúc này... Diệp thần phong khí thế trên người leo lên càng thêm mãnh liệt, trong nháy mắt phá tan ngăn trở thực lực của hắn lá chắn. Tại diệp thần phong thực lực từ tam trọng thiên đỉnh phong, bước vào tứ trọng thiên sơ kỳ thời điểm, ống tay áo của hắn dưới trên cánh tay phải xuất hiện cây thứ bảy tơ máu. Điều này đại biểu Diệp Thần Phong bây giờ chính là thất chuyển Niết Bàn rồi, Niết Bàn cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ thất chuyển Niết Bàn. Phải biết năm đó Lão Bạch cùng Lão Hắc tại Niết Bàn cảnh cũng mới đã trải qua bát chuyển Niết Bàn A Hát. Bây giờ Diệp Thần Phong tại bực này thực lực cũng đã là thất chuyển Niết Bàn. Diệp Thần Phong tại bước vào thất chuyển tứ trọng thiên sơ kỳ sau đó hắn cũng không có đình chỉ hấp thu năng lượng, nhưng là bây giờ thánh băng chỉ bên trong năng lượng có phần cung không đủ cầu rồi. Tại Diệp Thần Phong đột phá thất chuyển thời điểm, Bạch Tiểu Nhu thực lực cũng là nhanh chóng kéo lên, bởi đột phá cần thiết năng lượng muốn so Diệp Thần Phong ít hơn rất nhiều, cho nên Bạch Tiểu Nhu bây giờ đã đột phá đến niết bàn cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời. Bạch Tiểu Nhu công pháp có khả năng hội tụ tới năng lượng đang từ từ giảm bớt, xem ra công pháp của nàng cũng không phải có thể vô hạn hội tụ còn lại thánh băng chỉ bên trong năng lượng. Diệp Thần Phong cùng Bạch Tiểu Nhu đột phá thực lực tốc độ trong nháy mắt biến chậm lại. Thời gian vội vã. Tại Thánh Băng Trì bên trong ngâm ngày thứ hai. Diệp Thần Phong thực lực từ Tứ Trọng Thiên Sơ Kỳ, tăng lên tới Tứ Trọng Thiên Trung Kỳ, sau đó lại tăng lên tới Tứ Trọng Thiên Hậu Kỳ. Bất quá, Diệp Thần Phong không có lại trải qua qua Niết Bàn rồi, mà Bạch Tiểu Nhu nhưng là từ Niết Bàn cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, tăng lên tới Niết Bàn cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ, lại từ nhị trọng thiên sơ kỳ liên tục tăng lên tới nhị trọng thiên trung kỳ cùng hậu kỳ. Đáng giá nhắc đến nhất chính là, Bạch Tiểu Nhu tại bước vào Niết Bàn cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ thời điểm, người dĩ nhiên cũng đã trải qua một lần Niết Bàn, bây giờ Bạch Tiểu Nhu cũng là nhất chuyển Niết Bàn Niết Bàn cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ cường giả. Tại ngày thứ ba thời điểm, Bạch tiểu nhu công pháp tuy rằng vẫn có thể hội tụ còn lại thánh băng trì bên trong năng lượng, thế nhưng hắn tác dụng là cực kỳ ít ỏi. Khả năng từng cái thánh băng trì vì phòng ngừa bên trong năng lượng trôi đi, trong đó đều bị bố trí một ít hạn chế. Khởi điểm bạch tiểu nhu công pháp không có gợi ra hạn chế, thế nhưng theo thời gian trôi đi, còn lại thánh băng trì bên trong năng lượng không ngừng trôi đi, cuối cùng hạn chế tự động mở ra, này mới đưa đến bạch tiểu nhu công pháp có thể hội tụ năng lượng càng ngày càng ít này ngày thứ ba hấp thu, Diệp Thần Phong liền một cái tiểu tầng thứ đều không có đột phá đây. Mắt thấy thánh băng chỉ bên trong năng lượng càng ngày càng ít, Bạch Tiểu Nhu rõ ràng đình chỉ hấp thu, người đem còn lại năng lượng toàn bộ để lại cho Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong chính nhắm mắt nỗ lực muốn lên trên nữa đột phá một cái tiểu tầng thứ, tuy rằng hắn cảm thấy Bạch Tiểu Nhu cử động, nhưng hắn hiện tại không thể phân tâm, hắn chỉ có thể ở trong lòng cảm tạ Bạch Tiểu Nhu rồi thánh băng chỉ bên trong còn thừa không nhiều năng lượng vững vàng chảy vào diệp thần phong trong cơ thể. Cũng không lâu lắm, thánh băng chỉ bên trong năng lượng đã toàn bộ chảy vào diệp thần phong trong thân thể rồi, hắn đem trong cơ thể năng lượng điên cuồng tụ tập lên, hắn khí thế trên người lần thứ hai có nhanh chóng leo lên dấu hiệu, nhưng sát theo đó, niết bàn tình hình xuất hiện lần nữa. Tại đã trải qua mấy giây tử vong sau diệp thần phong khí thế trên người trong nháy mắt xông vào tứ trọng thiên đỉnh phong đồng thời tay phải của hắn trên cánh tay xuất hiện cây thứ tám màu đỏ tơ máu bát chuyển đây chính là bát chuyển a hát lão bạch cùng lão hắc lúc trước tổng cộng mới đã trải qua bát chuyển mà diệp thần phong cũng tại niết bàn cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong hắn liền đã tới bát chuyển niết bàn đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có sự tình rồi nếu như lão bạch cùng lão hắc vẫn tỉnh táo chỉ sợ bọn họ hai cái lại cũng bị Diệp Thần Phong đả kích chết đi sống lại rồi, đây cũng quá khi dễ người rồi. chương 1877, lửa giận thiêu đốt. Hô! Diệp Thần Phong từ trong miệng hộp ra một ngụm chọc khí. Che giấu tại áo quần hắn dưới huyết nhục trong tràn đầy khủng bố lực bộc phát. Trước đó tại cổng sao bên trong vô tận trong tinh không, Diệp Thần Phong nhục thân cường độ trải qua rèn luyện, đã là đến hóa thần cảnh tầng 3. Trên trời huyền giới mấy ngày này, theo Diệp Thần Phong thực lực tăng lên, cơ thể hắn cường độ cũng đang thong thả bay lên. Bây giờ Diệp Thần Phong nhục thân cường độ, nhiễm nhiên là đến hóa thần cảnh 5 tầng đỉnh phong. Chiến vương cường thân quyết cũng có yếu đột phá tầng thứ 3 dấu hiệu rồi, e sợ chỉ cần một bước ngoặt, Diệp Thần Phong là có thể bước vào chiến vương cường thân quyết tầng thứ 4. Diệp Thần Phong bây giờ nhục thân cường độ đã là phi thường khủng bố rồi, phải biết thực lực của hắn mới niết bàn cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong a hát. Có ai có thể tại niết bàn cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, nhục thân cường độ lại đến hóa thần cảnh năm tầng đỉnh phong. Nhắm mắt lại diệp thần phong, hắn cảm giác trong máu thịt sức mạnh, hắn cảm giác trên cánh tay tám cái màu đỏ tơ máu bên trong khủng bố uy năng, khóe miệng của hắn hiện lên một vệt nụ cười thỏa mãn, hắn bây giờ hầu như có thể khẳng định, chính mình niết bàn số lần hội vượt qua lão bạch cùng lão hắc. Mở mắt Diệp Thần Phong, hắn nhìn xem bên cạnh Bạch Tiểu Nhu, mà Bạch Tiểu Nhu cũng chính nhìn không chớp mắt nhìn chầm chầm Diệp Thần Phong đây. Bạch Tiểu Nhu nói ra, Diệp Đại ca, ta có muốn hay không thử lại vận chuyển một cái công pháp? Xem còn có thể hay không thể đem băng thuộc tính năng lượng hội tụ lại đây. Diệp Thần Phong lắc lắc đầu, nói ra Tiểu Nhu, không cần. Diệp Thần Phong trong lòng tuy rằng cực độ khát vọng tăng cao thực lực, nhưng làm như vậy quá nguy hiểm để cho dư thánh băng trì bên trong năng lượng hướng về nơi này tụ tập. Này sớm muộn hội bị người phát hiện, đến lúc đó Diệp Thần Phong đúng là có thể tiến vào hỗn độn trong chiếc nhẫn. Nhưng Thanh Nguyệt Tông người làm sao làm, hắn cũng không muốn làm phiền Hà Dương Hạo Thiên đám người. Diệp Thần Phong cùng Bạch Tiểu Nhu chỗ ở cái này thánh băng trì, năng lượng trong đó đã bị bọn hắn hấp thu không còn chút nào. Bạch Tiểu Nhu nói ra, Diệp Đại ca, chúng ta đây là ở nơi nào? Diệp Thần Phong thuận miệng đem Thánh Băng Đảo sự tình nói với Bạch Tiểu Nhu một lần. Nghe vậy, Bạch Tiểu Nhu tại mím môi sau đó nàng nói nói, Diệp Đại Ca, lần này ta nghĩ một người ở lại Thánh Băng Đảo tu luyện. Không được, nếu như người được trưởng khống Thánh Băng Đảo người phát hiện, như vậy liền yếu nguy hiểm. Diệp Thần Phong một cái liền bác bỏ. Bạch Tiểu Nhu kéo Diệp Thần Phong cánh tay, nói ra, Diệp Đại Ca, Thánh Băng Đảo lớn như vậy, lại nói ta cũng không phải tại thánh núi băng tu luyện. Ta sẽ tại thánh băng đảo thượng lựa chọn một cái dấu chân hi hữu đến chỗ tu luyện, hoàn cảnh của nơi này phi thường thích hợp ta, ta tuyệt đối không có việc gì, tiểu nhu không muốn một mực làm diệp đại ca trói buộc, tiểu nhu về sau còn muốn bảo vệ diệp đại ca ngươi. Diệp thần phong trong lòng là một hồi cảm động, hắn trầm tư một lát sau, nói ra tiểu nhu, để cho ta tái tưởng cho tốt đi. Người trước quay về hỗn độn trong chiếc nhẫn, thánh băng chỉ bên trong năng lượng đã bị chúng ta hấp thu xong chúng ta ở lại chỗ này cũng là lãng phí thời gian sau đó diệp thần phong liền đem bạch tiểu nhu thu vào hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới hắn cũng thử thánh băng chỉ bên trong đi ra đem thạch môn mở ra sau tên kia trước đó mang theo diệp thần phong tới chỗ này hóa thần cảnh cường giả hắn lập tức xuất hiện tại diệp thần phong trước mặt hắn trong ánh mắt khinh thường càng thêm nồng nặc lạnh lẽo nói một câu, tại nhân tự trong ao đều chỉ giữ vững ba ngày. Thậm chí ngay cả người có tư chất cỡ này đều đưa tới, thực sự là lãng phí thánh băng chỉ tài nguyên. Diệp thần phong đối với trước mặt tên này hóa thần cảnh cường giả lời nói. Hắn chỉ làm không nghe thấy, hắn đi theo đối phương đi ra ngoài rồi. Như vậy dọc theo đường đi gặp một ít phụ trách duy trì thánh núi băng an toàn người tu luyện. Bọn hắn trong miệng cũng đang thảo luận một chuyện. Cái kia chính là trong ba ngày này rất nhiều thánh băng trì bên trong năng lượng đều có trôi đi dấu hiệu, chuyện này đã kinh động phía trên cường giả. Bất quá, tạm thời ai đều không có kiểm tra suất, tại sao rất nhiều thánh băng trì bên trong năng lượng đều sẽ trôi đi. Nghe được chuyện này Diệp Thần Phong, trong lòng của hắn là đột nhiên cả kinh, cũng còn tốt chuyện này không có tra được trên đầu hắn đến, bằng không hắn muốn rời khỏi thánh băng đảo, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy rồi tên kia hóa thần cảnh cường giả tại mang theo diệp thần phong rời đi thánh núi băng phạm vi cảnh giới sau đó hắn nói ra, người nên nhận thức con đường quay về chứ. Người có thể chính mình về chỗ ở. Không có cho diệp thần phong trả lời cơ hội, tên kia hóa thần cảnh cường giả liền xoay người rời đi rồi. Diệp thần phong đối với loại này mắt chó coi thường người khác ra hỏa, trong lòng của hắn chỉ là không sao cả cười cười. Này thánh núi băng chu vi đều bị to lớn tường thành vây lại, được tường thành vây địa phương cũng coi như là một tòa thành ngoại trừ không thể tự ý tới gần thánh núi băng ở ngoài trong thành những nơi còn lại vẫn là thông suốt hướng về nơi ở đi đến diệp thần phong con mắt của hắn đột nhiên híp lại hắn nhìn thấy nơi xa có một đạo bóng người quen thuộc đạo thân ảnh này hẳn là trần nguyên hùng tại trần nguyên hùng bên cạnh còn có mặt khác hai đạo bóng lưng xem ra trần nguyên hùng cũng đã từ thánh băng trì bên trong đi ra Diệp Thần Phong không nhanh không chậm xa xa đi theo Trần Nguyên Hùng đám người phía sau. Rất nhanh, Trần Nguyên Hùng bọn hắn liền đi tới một chỗ không có bóng người cự hồ lớn bên. Diệp Thần Phong cũng nhìn rõ ràng hai người khác khuôn mặt, trong đó một cái không phải là ở cửa thành thời điểm, cùng Trần Nguyên Hùng nổi lên xung đột Lôi Thiên bằng ma. Một cái khác chỉ cao khí ngang thanh niên hẳn là cùng Lôi Thiên bằng cùng nhau, bọn hắn hôm nay cũng vừa hay ngâm xong địa tự trì. Biệt tự trì băng thuộc tính năng lượng muốn so nhân tự trì nồng nặc hơn nhiều, nói như vậy có thể trên đất chữ trong ao giữ vững được 3 ngày, đã coi như là vô cùng tốt được rồi. Nhắc tới cũng xảo, hay là nhất định, Lôi Thiên Bằng cùng một cái khác chỉ cao khí ngang thanh niên, bọn hắn ngâm xong biệt tự trì sau đó bọn hắn vừa vặn là gặp Trần Nguyên Hùng. Bây giờ Lôi Thiên Bằng thực lực đã tại hóa thần cảnh một tầng hậu kỳ, một người khác thanh niên thực lực tại hóa thần cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong. Mà Trần Nguyên Hùng thực lực cũng được tăng lên, hắn đã từ niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, khóa nhập hóa thần cảnh một tầng sơ kỳ rồi. Chính lúc Trần Nguyên Hùng muốn động thủ thời điểm, hắn kinh nghi nói, thần phong, người tại sao lại ở chỗ này? Xuất hiện tại Trần Nguyên Hùng bên cạnh Diệp Thần Phong, hắn nói ra, ta cũng vừa mới ngâm xong thánh băng trì, ta thấy ngươi đến đây rồi, cho nên ta mới cùng đi qua, chuyện gì thế này? Trần Nguyên Hùng chỉ vào lôi thiên bằng bên cạnh một người thanh niên khác, nói ra, thần phong, năm đó lôi thiên bằng xuất sinh này nịnh bợ chính là cái này cẩu vật, hôm nay ta nhất định vì sư muội của ta báo thù. Diệp thần phong trong lòng cũng có một cái đại khái suy đoán, nếu như ở trước công chúng động thủ, e sợ thánh băng đảo chủ nhân sẽ tức giật, Trần Nguyên Hùng cũng không muốn liên lụy Diệp thần phong bọn hắn, cho nên mới đi theo lôi thiên bằng các loại người tới chỗ này. Cái kia một người khác thanh niên tên là Phương Thần Vũ, từ đầu tới cuối trên mặt hắn đều mang theo khinh thường cùng vẻ trào phúng. Được Trần Nguyên Hùng gọi là xúc sinh cùng cẩu vật, Lôi Thiên Bằng cùng Phương Thần Vũ sắc mặt đều trở nên âm trầm, nói thật, bọn hắn căn bản không có thanh Trần Nguyên Hùng để ở trong mắt. Bất quá, bọn hắn cũng không muốn về sau có những gì bất ngờ phát sinh, bọn hắn mới quyết định yếu chấm dứt Trần Nguyên Hùng, cho nên bọn hắn mới đem Trần Nguyên Hùng dẫn đến nơi này đến. Phương thần vũ cười lạnh nói, sư muội của ngươi thân thể tư vị không sai, tốt lắm lắm, ta bây giờ còn làm hoài niệm đây. Lúc đó chúng ta mười mấy cái người đồng thời thưởng thức thời điểm, sư muội của ngươi khẳng định cũng phi thường thoải mái, nguyên bản ta muốn làm cho nàng gia nhập ba chúng ta viêm tông, về sau chuyên tâm hầu hạ chúng ta, ai biết người như thế không biết cân nhắc, dĩ nhiên lựa chọn tự sát. Lôi thiên bằng cũng cười ha hả nói, phương sư huynh để mắt sư muội của ngươi, hắn mới muốn đem sư muội của ngươi mời chào vào ba viêm tông. Sư muội của ngươi đúng là quá không biết phân biệt rồi, rõ ràng được chúng ta đùa bỡn vô cùng thoải mái, vẫn còn yếu giả trang cái gì thuần khiết. Quả thực là chết rồi cũng xứng đáng. Trần Nguyên Hùng nghe được phương thần vũ cùng lôi thiên bằng một sướng một họa, hắn trên trán nổi lên gân xanh hẳn lên, hắn phẫn nộ quát hai người các ngươi xúc sinh câm miệng cho ta. Diệp thần phong trong lòng cũng bốc cháy lên lửa giận, Phương thần vũ cùng lôi thiên bằng quả thực là trong người cặn bã người cặn bã, như loại rác rưởi này căn bản không có tư cách sống trên thế giới này rồi. Trần Nguyên Hùng kéo lại Diệp Thần Phong cánh tay, nói ra, Thần Phong, chuyện này còn xin ngươi không nên nhúng tay, ta muốn tự tay vì sư muội của ta làm một ít chuyện, đây là ta nhất định phải làm, cho nên, ngươi chỉ cần ở một bên nhìn xem là được rồi. Trần Nguyên Hùng cố chấp nói, đây là một cái nam nhân tôn nghiêm, đây là một cái nam nhân vì nữ nhân mình yêu thích, không quan tâm tính mạng mình một loại trả giá. Đều muốn động thủ Diệp Thần Phong, hắn trần chờ, hắn biết hẳn là cho Trần Nguyên Hùng xứng đáng tôn nghiêm, bây giờ còn không phải hắn động thủ thời điểm. chương 1878 kế tiếp giao cho ta. Thấy Trần Nguyên Hùng kéo lại Diệp Thần Phong. Phương thần vô cùng lôi thiên bằng nở nụ cười, hai người bọn họ cười phải vô cùng vui mừng, bọn hắn nhưng cũng không biết Diệp Thần Phong sức chiến đấu làm sao. Bọn họ là rõ ràng cảm giác ra Diệp Thần Phong thực lực. Từ đầu tới cuối, tại phương thần vũ cùng lôi thiên bằng trong mắt, Diệp Thần Phong giống như là không khí, một cái niết bàn cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong người mà thôi, hai người bọn họ cần phải để ở trong lòng sao. Lôi thiên bằng quát lạnh, Trần Nguyên Hùng, người cái này rác rưởi bằng hiếu cũng có thể đồng thời động thủ, bằng không người khác sẽ cảm thấy ta quá khi dễ ngươi. Trần Nguyên Hùng bên trong thân thể khí thế cuồn cuộn, hắn hai con mắt có phần huyết hồng, có thể là quá mức phẫn nộ rồi, thân thể của hắn vi vi run rẩy, con mắt chăm chú như ngừng lại lôi thiên bằng trên người. Diệp thần phong lui về phía sau ba bước, trong lòng của hắn âm thầm thở dài một hơi. Thấy Diệp thần phong lui về phía sau, Phương thần vũ nói ra, bằng tốc độ nhanh nhất giải quyết này tên gì Trần Nguyên Hùng, còn có phía sau hắn tiểu tử kia cũng không thể để lại người sống, đối phó loại rác rưởi này hẳn là không dùng tới ta động thủ chứ phương thần vũ bình thản đứng ngay tại chỗ hắn hoàn toàn không ý định động thủ cả người là vô cùng thong dong bình tĩnh lôi thiên bằng lập tức nói ra phương sư huynh chuyện nơi đây nơi nào cần phải ngươi động thủ a hát nếu như ngươi đối hai người bọn họ động thủ đây không phải ô uế tay của ngươi ma ngược lại lôi thiên bằng ánh mắt nhìn về phía trần nguyên hùng quát lên Nguyên vốn còn muốn phải bồi người tốt nhất vui đùa một chút đây này, xem ra hiện tại chỉ có thể mau chóng đưa người đi gặp Diêm Vương ra rồi. Trần Nguyên Hùng chờ đợi ngày này đợi có quá lâu rồi, hắn không có lại qua nhiều nhiều lời, bóng người trong nháy mắt biến mất nguyên chỗ, nhanh chóng áp sát Lôi Thiên Bằng. Trần Nguyên Hùng dù sao chỉ có hóa thần cảnh một tầng sơ kỳ thực lực, Lôi Thiên Bằng nhưng là có hóa thần cảnh một tầng hậu kỳ thực lực. Còn nữa Trần Nguyên Hùng tại Niết bàn cảnh chỉ đã trải qua nhất chuyển Niết bàn, mà Lôi Thiên Bằng ngược lại là miễn cưỡng đã trải qua nhị chuyển Niết bàn. Thấy Trần Nguyên Hùng hướng về chính mình lướt đi tới, Lôi Thiên Bằng tự nhiên cũng sẽ không hạ thủ lưu tình rồi, hắn đem tự thân tốc độ phát vung tới cực hạn. Phi thường nhẹ nhõm liền tránh qua Trần Nguyên Hùng công kích. Đang trốn mở Trần Nguyên Hùng công kích sau đó Lôi Thiên Bằng trên cánh tay phải tráng kiện nổi gân xanh hắn cả cánh tay phải cánh tay phảng phất đều bị dưới ra nổi lên gân xanh cho che kín. Một tầng lại một tầng thật khí thế nhấp nhô tại lôi thiên bằng trên người, khóe miệng của hắn lộ ra một vệt sát ý lạnh như băng. Trên cánh tay phải tản ra một cổ kinh khủng uy năng, lôi thiên bằng bàn tay nắm thành quyền đầu. Một quyền hướng về Trần Nguyên Hùng oanh ra, bảy sát quyền. Từ nắm đấm phải của hắn bên trong bạo phát ra cực kỳ mãnh liệt kình phong, trên mặt đất cát đá lập tức được thổi tới giữa không trung từng đạo cắt người kình khí phân tán ở trong không khí bảy cái cự đại quả đấm hư ảnh nhanh chóng hướng về trần nguyên hùng oanh kích mà đi trong không khí nổi lên từng đợt sóng gợn trần nguyên hùng căn bản đến không kịp né tránh rồi hắn hai con thô giáp thủ trưởng ở trước người khép lại trong cổ họng mãnh liệt quát một tiếng trên thân thể hào quang màu xanh hiện ra thanh quang thuẫn hào quang màu xanh không ngừng tại trần nguyên hùng trước người ngưng tụ nhanh chóng tụ lại thành một mặt to lớn màu xanh tấm khiên oanh 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 bảy cái cự đại quả đấm hư ảnh lần lượt đánh vào thanh quang thuẫn bên trên tại oanh kích đến thứ năm nắm đấm thời điểm trần nguyên hùng thanh quang thuẫn liền tán loạn rồi cuối cùng hai cái cự đại quả đấm hư ảnh trực tiếp là đánh vào trần nguyên hùng trên thân thể trần nguyên hùng nhất thời được đánh bay ra ngoài thân thể nặng nề té lăn quay trên mặt đất bên trên, ngực xương ao hãm đi xuống không ít, trong miệng là không kiểm hãm được tràn ra tiên huyết. Đứng ở một bên phương thần vũ trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, tất cả những thứ này đều tại trong dự liệu của hắn. Diệp Thần phong nhíu nhíu mày, xem ra hắn nhất định phải muốn động thủ, mà khi hắn vừa vặn bước ra một bước thời điểm, Trần Nguyên hùng lung la lung lay từ trên mặt đất đứng lên, miệng hắn bên trong một bên phun ra tiên huyết vừa hướng Diệp Thần Phong, nói ra, "Thần Phong, ngươi không nên động thủ, ta nhất định phải là sư muội tự tay báo thù, nếu ngươi là ta huynh đệ lời nói, ngươi liền nghe ta." Nhưng tại Trần Nguyên Hùng lúc nói chuyện, Lôi Thiên bằng lần thứ hai triển khai công kích, thân ảnh của hắn trong nháy mắt xuất hiện tại Trần Nguyên Hùng trước mặt. Có thể là bởi vì bên trong thân thể bị nội thương không nhẹ, Trần Nguyên Hùng không có ngay đầu tiên phản ứng lại. Lôi Thiên bằng bàn tay phải khép lại khép lại trên bàn tay được khí thế ác liệt cho bao trùm rồi, bàn tay của hắn bay thẳng đến Trần Nguyên Hùng cái bụng đâm đi xuống. Xì xì. Một tiếng. Lôi Thiên bằng thủ trưởng đâm vào Trần Nguyên Hùng bên trong bụng, tại bàn tay của hắn rút sau khi đi ra, Trần Nguyên Hùng trên bụng lập tức nhiều hơn một cái lỗ máu. Máu tươi từ trong đó không ngừng chảy xuôi mà ra. Thân thể lung la lung lay Trần Nguyên Hùng, hắn muốn tập trung khởi trong cơ thể linh khí nhưng lôi thiên bằng lại một trưởng vỗ tại trên lồng ngực của hắn, Trần Nguyên Hùng lại một lần nữa té lăn quay trên mặt đất. Lôi thiên bằng ánh mắt hí hành hạ nhìn trên mặt đất Trần Nguyên Hùng. Hắn nói ra, chỉ bằng ngươi cũng muốn động thủ với ta. Nói thật cho ngươi biết đi, năm đó ta chính là cố ý tiếp cận sư muội của ngươi, ta chưa từng có yêu thích qua sư muội của ngươi, ta từ vừa mới bắt đầu liền chỉ tính toán vui đùa một chút người, xem ra ngươi làm thích ngươi sư muội sư muội của ngươi được chúng ta thay phiên thưởng thức thời điểm, ta hoàn toàn hiểu rõ người một bên chảy nước mắt, một bên được chúng ta không ngừng thưởng thức cảnh tượng đây. Đúng rồi, còn có, sư muội của ngươi đang bị chúng ta thưởng thức thời điểm, người trả một mực nhục. Mắng ta, chả làm hối hận nói trên thế giới này chỉ có sư huynh đối với nàng mới là thật tâm, đáng tiếc người người sư huynh này cả đời cũng không hưởng thụ được thân thể của nàng rồi. Té lăn trên đất Trần Nguyên Hùng, trong cổ họng hắn phát ra khàn cả giọng tiếng hô, mười ngón tay của hắn đầu đều rơi vào mặt đất trong đất bùn, miệng quát lôi thiên bằng, người chính là cái xúc. Sinh, người không chết tử tế được, người tuyệt đối sẽ không chết tử tế được. Lôi thiên bằng bình thản nói ra, chuyện sau này ta không biết, nhưng người bây giờ liền muốn thảm chết trong tay ta rồi. Trần Nguyên Hùng đã không cách nào từ mặt đất đứng lên rồi, lôi thiên bằng một cước bay thẳng đến Trần Nguyên Hùng đầu đạp xuống trần nguyên hùng trên mặt tràn ngập sự không cam lòng cùng bi phẫn cách đó không xa phương thần vũ hắn nói ra mau chút giải quyết hai cái này rác rưởi không nên tại trên người bọn hắn lãng phí thời gian rồi mắt thấy trần nguyên hùng đầu cũng bị đạp nát rồi nhưng tại thế ngàn cân treo sợi tóc một bóng người từ lôi thiên bằng trước mặt nhanh chóng xẹt qua đi ầm uhm, một tiếng lôi thiên bằng chân trên mặt đất đạp ra hố nhỏ mà Trần Nguyên Hùng lại biến mất ở lòng bàn chân của hắn dưới. Chỉ thấy Diệp Thần Phong trong tay mang theo Trần Nguyên Hùng, tại khoảng cách lôi thiên bằng 5 mét địa phương xa. Vừa vặn Diệp Thần Phong tốc độ thực sự quá nhanh rồi, đừng nói là lôi thiên bằng rồi, liền ngay cả phương thần vũ cũng không cách nào hoàn toàn bắt lấy. Diệp Thần Phong đem Trần Nguyên Hùng đặt ở trên mặt đất. Không đợi Trần Nguyên Hùng mở miệng, Diệp Thần Phong liền nói, Nguyên Hùng, người thể hiện cũng xính đủ rồi, Người đã vì sư muội của ngươi làm chuyện nên làm, kế tiếp liền giao cho ta đi. Chớ quên, chúng ta là bằng hiếu, lẽ nào ngươi thật sự muốn cho ta trơ mắt nhìn ngươi bị giết chết? Trần Nguyên Hùng cũng không rõ ràng Diệp Thần Phong chân chính sức chiến đấu làm sao. Hắn trong con ngươi tràn đầy lo âu và cảm động, dù sao phương thần vũ nhưng là có hóa thần cảnh tầng hai đỉnh phong thực lực. Lôi thiên bằng cùng phương thần vũ trong con ngươi hiện lên một ít nghiêm nghị, Bọn hắn căn bản không có nghĩ đến Diệp Thần Phong tốc độ thật không ngờ nhanh chóng. Ngược lại, bọn hắn lập tức suy đoán Diệp Thần Phong chỉ là tốc độ hơn người mà thôi, về mặt sức mạnh khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ, dù sao Diệp Thần Phong thực lực chỉ có Niết Bàn cảnh tứ trọng Thiên đỉnh phong. Nghĩ đến đây sau, Lôi Thiên Bằng cùng Phương Thần Vũ là đã thả lỏng một chút, Lôi Thiên Bằng cười lạnh nói, tốc độ là thật mau, bất quá, chỉ có tốc độ ngươi cho rằng là có thể chiến thắng ta sao? rác rưởi chính là rác rưởi mà thôi đây là vĩnh viễn cũng không cách nào thay đổi nhưng mà một giây sau lôi thiên bằng là hoàn toàn tuyệt vọng chỉ thấy diệp thần phong trên cánh tay phải tám cái tơ máu đồng thời lấp lánh lên đối phó người như vậy cạn bã hắn không muốn tại ẩn giấu thực lực rồi bát chuyển niết bàn thực lực không phải là thổi diệp thần phong động tốc độ như gió khí thế như hồng Lôi thiên bằng trong lòng đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, đáng tiếc hắn vẫn là bắt giữ không tới Diệp Thần Phong thân ảnh. Làm Diệp Thần Phong xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, trên mặt hắn còn cười gần, dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong thực lực như vậy, căn bản là không đả thương được hắn, khi hắn động thủ công kích thời điểm, Diệp Thần Phong trên người cuồn cuộn khí thế hoàn toàn chế trụ hắn, thân thể của hắn trong dây lát cứng ngắc ở, khiến hắn liền động thủ công kích cũng không làm được rồi. Lôi Thiên bằng cả người dường như cọc gỗ bình thường hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thần Phong thủ trưởng giữ ở cổ của hắn. Diệp Thần Phong thủ sẵn Lôi Thiên bằng cổ, trực tiếp đưa hắn từ trên mặt đất nâng lên, âm thanh lạnh lẽo thấu xương nói: "Ngươi làm may mắn, bởi vì ta bằng hữu muốn tự tay giết ngươi, cho nên bất kể như thế nào, ngươi đều có thể giữ lại một hơi, thật tốt cảm tạ cảm tạ bằng hữu của ta đi." Chương 1879, Vệ Linh huyết thứ được diệp thần phong một tay trói lại cái cổ nhắc tới lôi thiên bằng sắc mặt của hắn nghẹn đến đỏ lên cực kỳ trong con ngươi của hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ diệp thần phong cuồn cuộn khí thế sắp ép hắn thấu bất quá đi lên trên người không ngừng bốc lên rậm rạp chẳng chịt mồ hôi lạnh đình điềm tiểu nói lôi thiên bằng liều mạng muốn vận chuyển trong gân mạch linh khí dòng sông nhưng trong cơ thể hắn gân mạch được diệp thần phong thật khí thế áp chế gắt gao sao lại có thể như thế a hát hắn nhưng là hóa thần cảnh một tầng hậu kỳ thực lực a hát. Mà này Diệp Thần Phong chỉ có niết bàn cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong thực lực. Bất kể là tại tốc độ, sức mạnh vẫn là khí thế thượng, lôi thiên bằng đều bị Diệp Thần Phong áp chế không có một chút nào chống đối lực lượng. Ngã trên mặt đất Trần Nguyên Hùng, trước hắn tuy rằng kiến thức qua Diệp Thần Phong sức chiến đấu, nhưng hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong sức chiến đấu hội cường hãn như thế. Bằng vào niết bàn cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong thực lực, một chiêu liền đem hóa thần cảnh một tầng hậu kỳ Lôi Thiên Bằng cho dây. Đồng dạng khiếp sợ còn có Phương Thần Vũ, lúc này, trên mặt hắn kiêu ngạo cùng khinh thường biến mất không còn chút nào, âm lãnh trong con ngươi tràn đầy nghiêm nghị, chống trơn là này Diệp Thần Phong một chiêu trị phục Lôi Thiên Bằng thủ đoạn, vậy thì tuyệt đối không thể khinh thường rồi, hắn không nghĩ ra Linh Châu lúc nào xuất hiện nhân vật bực này. Bất quá, Phương Thần Vũ chính là Huyền Châu Ba Viêm Tông đệ tử Hạch Tâm gia gia của hắn càng là ba viêm tông bên trong đại trưởng lão, hắn ngữ khí cứng rắn nói ra. Bằng hiếu, thanh lôi thiên bằng buông ra. Hôm nay chuyện này ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ba chúng ta viêm tông không phải là ngươi có thể đắc tội. Tại phương thần vũ xem ra chính mình đã cho diệp thần phong đầy đủ mặt mũi, trong lòng của hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối chiến thắng diệp thần phong. Hắn không nghĩ tới một cái chỉ là niết bàn cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong người lại có thể có thực lực như thế hắn ở trong lòng suy đoán Diệp Thần Phong đã trải qua mấy vòng niết bàn. Thủ sẵn lôi thiên bằng cái cổ Diệp Thần Phong, hắn quát lạnh, ai cùng ngươi là bằng hiếu, ba viêm tông là cái thá gì, hôm nay chuyện này ngươi muốn chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta còn không đồng ý đây. Xì xì, một tiếng, trong khi nói chuyện, Diệp Thần Phong không chút do dự phế bỏ lôi thiên bằng đan điền. A -hát lôi thiên bằng trong cổ họng lập tức phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt đan điền bị phế một chút sau hắn là hoàn toàn biến thành không có một người bất kỳ thực lực phế nhân diệp thần phong trói lại lôi thiên bằng cánh tay vung một cái lôi thiên bằng thân thể trực tiếp ngã ở trần nguyên hùng trước người sát theo đó diệp thần phong sau lưng thanh vân kiếm rút ra thanh vân kiếm hướng về lôi thiên bằng bay đi thanh vân kiếm xuyên thấu lôi thiên bằng cái bụng trực tiếp đưa hắn đóng ở trên mặt đất. Xuyên qua lôi thiên bằng cái bụng thanh vân kiếm, tránh được lôi thiên bằng bên trong thân thể chủ yếu nội tạng, cho nên hắn tạm thì không có bất cứ gì nguy hiểm đến tình mạng. Chỉ là thế nào lôi thiên bằng thân thể lộn xộn như vậy hắn liền thật sự sẽ bị thanh vân kiếm mở ngực bể bụng rồi, dù sao lấy hắn bây giờ tình hình. Hắn căn bản vô pháp chính mình đem thanh vân kiếm từ trên người nhổ ra. Diệp thần phong đối với Trần Nguyên Hùng, nói ra, Nguyên Hùng, mối thù này, người có thể chính mình báo. Phương thần vũ nhìn thấy Diệp thần phong căn bản một chút mặt mũi cũng không cho hắn, trả trực tiếp đem lôi thiên bằng đan điền phế ngay lập tức, trong lòng của hắn cũng bốc cháy lên lửa giận, thanh âm hắn lạnh lẽo nói ra, tiểu tử, người thực sự là cho thể diện mà không cần rồi, người chả thật sự cho rằng bên ta thần vũ biết sợ người sao. Các ngươi chỉ là Linh Châu trong tông môn đệ tử mà thôi. Diệp thần phong lãnh đạm nói, đối phó người loại này xúc sinh. Ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nguyên Hùng, tên xúc sinh này, ta thay người giải quyết rồi. Trần Nguyên Hùng đầy mặt cảm kích nhìn Diệp thần phong, hắn không có nói cảm tạ. Hắn biết một câu cảm tạ quá nhẹ rồi, hắn đem phần này lòng biết ơn đặt ở trong lòng, hắn phát thệ từ giờ khắc này. Hắn cái mạng này là thuộc về Diệp Thần Phong rồi. Thân thể không cách nào đứng lên Trần Nguyên Hùng, hắn đang nhìn đến trước mặt được thanh vân kiếm đinh ở trên mặt đất lôi thiên bằng sau hắn trong tròng mắt huyết hồng một mảnh bên trong thân thể là tràn đầy sát ý hắn không quan tâm đau đớn trong thân thể hắn hai bàn tay thật chặt nắm thành quyền đầu được thanh vân kiếm đinh ở trên mặt đất lôi thiên bằng trên mặt hắn tràn đầy hoang mang hắn vội vàng hô phương sư huynh cứu ta nhanh cứu ta ầm um, ầm um, ầm um. Trần Nguyên Hùng nắm chặt quả đấm trực tiếp đánh vào lôi thiên bằng trên ngực. Lôi thiên bằng đan điền bị phế rồi, hắn tại bị trọng thương Trần Nguyên Hùng trước mặt cũng căn bản không có sức phản kháng rồi. Kèm theo, trên ngực được Trần Nguyên Hùng một quyền lại một quyền oanh kích, Trần Nguyên Hùng hoàn toàn là tựa như phát điên được. Lôi thiên bằng ngực xương nhanh chóng gấy vỡ ao hãm, tiên huyết rất nhanh sẽ tại ngực của hắn tràn ngập ra. Phương thần vũ nhìn xem được Trần Nguyên Hùng điên cuồng oanh kích lôi thiên bằng, trong mắt của hắn là càng ngày càng lạnh như băng, nếu như lôi thiên bằng chết rồi nơi này, như vậy chỉ sợ hắn phương thần vũ cũng là mất hết mặt mũi rồi. Hóa thần cảnh tầng hai đỉnh phong phương thần vũ, hắn đem trong gân mạch linh khí dòng sông thôi thúc đã đến cao nhất, trong cổ họng quát lên, nếu không biết phân biệt, như vậy ngươi liền đi chết đi. Phương thần vũ đem tự thân tốc độ phát vung tới cực hạn, hắn tại niết bàn cảnh thời điểm cũng chỉ có đã trải qua nhị chuyển, bởi không có cùng Diệp Thần Phong chân chính giao thủ qua, Phương Thần Vũ cũng không biết Diệp Thần Phong thực lực đến cùng làm sao. Vừa vặn hắn chỉ là đại khái suy đoán Diệp Thần Phong thực lực, dù sao Diệp Thần Phong cùng Lôi Thiên Bằng ở giữa giao thủ chỉ là ngắn ngủn một chiêu. Tại Phương Thần Vũ chủ động hướng về Diệp Thần Phong triển khai công kích thời điểm, Lôi Thiên Bằng ngược đã bị Trần Nguyên Hùng công kích biến thành một mảnh thịt giữa rồi, Trần Nguyên Hùng song quyền cũng dính đầy tiên huyết. Lôi thiên bằng trong lỗ mũi hô hấp là đứt quáng, hắn nhìn xem hoàn toàn nằm ở phát điên trạng thái Trần Nguyên Hùng, hắn rốt cuộc chống đỡ không nổi đi rồi, trong miệng hắn hư như cầu xin tha thứ, là ta sai rồi, là ta có lỗi với ngươi sư muội, ta lôi thiên bằng chính là một cái xúc sinh, van cầu ngươi tha ta một mạng đi. Hai con mắt đỏ chót một mảnh Trần Nguyên Hùng, tiếng nói của hắn có phần khàn giọng, trong cổ họng thanh âm gần như là gầm hét lên, ngươi để cho ta tha cho ngươi một mạng lúc trước có ai bỏ qua cho sư muội của ta, đặc biệt là ngươi lôi thiên bằng, sư muội của ta là thiệt tình ưa thích thượng ngươi, nhưng ngươi cho sư muội của ta cái gì? Ngươi cho dù chết thượng một ngàn lần, một vạn lần, cũng bù đắp không được ngươi phạm vào sai lầm. Trần Nguyên Hùng dính đầy tiên huyết quả đấm nhắm ngay lôi thiên bằng đầu, song quyền không chút do so dự hướng về lôi thiên bằng đầu oanh kích đi xuống. Lôi thiên bằng thấy thế, hắn liều mạng quát không, không được, ta còn không muốn chết trần nguyên hùng hoàn toàn không để ý đến lôi thiên bằng ý tứ ầm um, ầm um, ầm um. một quyền lại một quyền lôi thiên bằng đầu rất nhanh sẽ được trần nguyên hùng oanh đã bị đánh một bãi thịt nát tại đem lôi thiên bằng giết sau đó trần nguyên hùng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng hắn quát sư muội ta đã giúp ngươi giết cái này phụ lòng người rồi ta trần nguyên hùng làm được ta thật sự làm được đang giống lên song sau trần nguyên hùng chỉ cảm thấy trong đầu chìm xuống hắn trực tiếp ngất đi. Mà một bên khác, Diệp Thần Phong cùng Phương Thần Vũ. Phương Thần Vũ đã cùng Diệp Thần Phong đơn giản quá rồi một chiêu, nhưng hắn mặc kệ tại sức mạnh vẫn là phương diện tốc độ, hắn đều không phải là đối thủ của Diệp Thần Phong. Tại Diệp Thần Phong 10 mét ở ngoài đứng vững Phương Thần Vũ, trên mặt hắn đột nhiên lộ ra một vệt nụ cười dữ tợn, hắn quát lên, người đừng tưởng rằng như vậy là có thể vượt qua ta, ta làm sao có thể sẽ bại ở một cái niết bàn cảnh thực lực người trong tay. Đây căn bản không thể. Phương thần vũ trên người khí thế dường như sóng biển bình thường trở mình vọt lên. Tại hắn không gian chung quanh là hơi có chút vặn vẹo. Một cổ kinh khủng uy năng tại phương thần vũ trên cánh tay phải bày ra. Diệp thần phong khẽ cao mày, hắn trực tiếp đem thanh vân kiếm thu nhập ở trong tay, mà cùng lúc đó, chỉ thấy phương thần vũ bàn tay phải đột nhiên vỗ vào trên mặt đất, phệ linh huyết thứ. Một cỗ năng lượng kinh khủng thẩm thấu tiến vào trong lòng đất, chung quanh dưới đất là nhanh chóng trở mình vọt lên. Này cỗ thẩm thấu tiến trong lòng đất khủng bố năng lượng tốc độ phi thường nhanh, tại diệp thần phong chả chưa kịp phản ứng thời điểm, nguồn năng lượng này là đến dưới bàn chân của hắn. Từ trong lòng đất nhanh chóng toát ra từng cây từng cây linh khí ngưng tụ mà thành dây leo, những này dây leo thượng trả che kín từng cái từng cái màu máu gai nhọn, những này dây leo tại trong khoảnh khắc sẽ không đem Diệp Thần Phong cho quấn chặt lấy rồi. Đang bị quấn chặt lấy trong nháy mắt, Diệp Thần Phong lập tức cảm giác được bên trong thân thể linh khí đang nhanh chóng trôi đi. Phương Thần Vũ đang nhìn đến Diệp Thần Phong được linh khí dây leo quấn quanh sau đó hắn cười lạnh nói, đây chính là nhị tinh bí pháp, không nên uổng phí sức mạnh, đây là người tự tìm, người không thể tránh thoát vệ linh huyết thứ chương 1880, Linh Châu Hiển uy. Trần Nguyên Hùng đã ngất đi. Lôi thiên bằng đã hoàn toàn chết rồi. Thi triển vệ linh huyết thứ phương thần vũ, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, dưới chân bước chân lung la lung lay. Trung quanh mặt đất sớm chính là lớn biến dạng, trong không khí trả tràn ngập khủng bố uy năng. Nhị tinh bí pháp tại Linh Châu cùng Huyền Châu nhưng cũng ít khi thấy, mà ba viêm tông từng cường thịnh thời điểm, kỳ tông môn là ở Trung Châu, như thế xem ra ba viêm tông bên trong có nhị tinh bí pháp cũng chẳng có gì lạ rồi. Một chiêu này Phệ Linh huyết thứ chợt nhìn qua thật giống chỉ là uy năng kinh khủng một ít. Bất quá, chỉ có giờ khắc này được linh khí dây leo quấn chặt lấy Diệp Thần Phong, hắn mới có thể cảm nhận được một chiêu này chân chính đáng sợ. Long thần phiên thiên ấn đệ nhất ấn cũng chỉ là nhất tinh bí pháp mà thôi, này Phệ Linh huyết thứ chính là nhị tinh bí pháp, hắn trong khẳng định có hắn chỗ độc đáo. Diệp thần phong được 20 cây thành. Nam, người to bằng ngón tay linh khí dây leo quấn vòng quanh, hắn đem linh khí dòng sông thôi thúc đến cực điểm, hắn cũng không cách nào từ đó tránh ra. Hơn nữa những kia từng cây từng cây đâm vào bên trong thân thể của hắn màu máu gai nhọn, đang nhanh chóng rút khô trong cơ thể hắn linh khí. Diệp thần phong chỉ cần thân thể hơi động, những này dây leo liền sẽ quấn quanh nhanh thượng một phần, trên người hắn đã là được quấn quanh xuất hiện từng đạo vết máu rồi lấy những này dây leo độ cứng cỏi đến xem chỉ sợ coi như là hóa thần cảnh tầng ba đỉnh phong người cũng rất khó thoát khỏi này phệ linh huyết thứ dù sao cũng là nhị tinh bí pháp phải cầm trong tay thu hồi lại thanh vân kiếm diệp thần phong đứng đấy không nhúc nhích hắn khí thế trên người là một lần lại một lần kéo lên nhưng trước sau không cách nào làm đứt những linh khí này dây leo nhưng diệp thần phong trong cơ thể linh khí lại bị rút càng ngày càng nhiều hắn muốn lập tức tiến vào hỗn độn trong chiếc nhẫn nhưng nhìn phía xa hôn Mê Trần Nguyên Hùng, hắn biết một khi chính mình tiến vào bên trong tiểu thế giới, e sợ Trần Nguyên Hùng liền giữ nhiều lành ít. Tuy rằng cùng Trần Nguyên Hùng không có quen biết bao lâu, nhưng Diệp Thần Phong từ trước đến giờ không phải một cái hội bỏ xuống bằng hữu người. Trong cơ thể linh khí rất có trôi đi, thân thể nhưng không có cách nhúc nhích, hơi nhúc nhích 20 cây linh khí dây leo lại càng lượn quanh càng chặt, đến lúc đó e sợ trong cơ thể linh khí không có bị hút xong hắn sẽ bị linh khí dây leo cho quấn quanh chết rồi. Diệp thần phong nhìn xem bên cạnh một cái hồ nước khổng lồ, trong lòng của hắn đột nhiên có một cái biện pháp, chỉ cần gặp phải nước là hắn có thể đủ thôi thúc trong cơ thể Thủy Linh Châu rồi. Bây giờ Thủy Linh Châu là ba viên sáp nhập rồi, là thượng phẩm bảo khí bên trong cao nhất tồn tại, nếu như có thể thôi thúc Thủy Linh Châu lời nói. Như vậy lấy Thủy Linh Châu uy năng, yếu phá tan trên người của hắn linh khí dây leo, này sẽ không có vấn đề quá lớn. Nhưng Diệp Thần Phong khoảng cách bên cạnh hồ nước có hai xa mười mấy mét đây. Muốn đi vào giữa hồ, hắn liền tất cần phải đi qua hai mười mấy thước khoảng cách. Diệp Thần Phong hiện tại không cố được nhiều như vậy, thừa Diệp linh khí vẫn không có được rút khô, hắn nhất định phải phải mau sớm hành động. Hắn nhanh chóng khởi động trong gân mạch linh khí dòng sông. Diệp Thần Phong bắt đầu từng bước từng bước hướng về bên cạnh hồ nước đi đến hai cây quấn chặt lấy diệp thần phong linh khí dây leo, bọn chúng căn nguyên là dưới mặt đất. Diệp thần phong mỗi bước ra một bước, hắn liền đem dây leo kéo hơi dài một chút. Đồng dạng những này dây leo cũng tha cho hắn càng ngày càng gấp rồi. Trên người của hắn huyết nhục không ngừng được chèn ép, từng trận đau đớn kịch liệt kích thích hắn mỗi một tế bào. Cũng may diệp thần phong nhục thân cường độ đã tại hóa thần cảnh năm tầng đỉnh phong, nếu như đổi lại cái khác niết bàn cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong cao thủ bọn hắn nhục thân cường độ cũng chỉ biết là niết bàn cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong như vậy nếu như bọn hắn như diệp thần phong như vậy chậm rãi từng bước từng bước đi đi chỉ sợ bọn họ sớm đã bị quấn quanh chết rồi diệp thần phong cũng muốn tăng nhanh dưới chân bước chân nhưng là linh khí dây leo đối thân thể hắn kiềm chế lực khiến hắn mỗi bước ra một bước đều cực kỳ gian nan những linh khí này dây leo yếu hoàn toàn rút khô diệp thần phong trong cơ thể linh khí mới sẽ biến mất một bên phương thần vũ, hắn thi triển nhị tinh bí pháp vệ linh huyết thứ, trong cơ thể hắn linh khí cũng hầu như tiêu hao, xem ra hắn là cực kỳ miễn cưỡng mới sử dụng tới một chiêu này. Phương thần vũ nuốt xuống hai viên khôi phục linh khí đan dược sau, hắn nhìn xem đang hướng bên cạnh không ngừng chậm chậm đi đến diệp thần phong, trong lòng của hắn lại là một trận ngạc nhiên. Hắn nhìn ra được diệp thần phong nhục thân cường độ cũng cực kỳ không phổ thông. Tại Phương Thần Vũ xem ra Diệp Thần Phong hẳn là muốn muốn thông qua phương pháp này, đem dưới mặt đất linh khí dây leo trước tiên nhổ tận gốc, sau đó lại nghĩ cách tránh thoát trên người dây leo, hắn tự nhiên là đoán không được Diệp Thần Phong trong lòng ý tưởng chân thật được rồi. Phương Thần Vũ trong cơ thể khôi phục một ít linh khí, sau đó hắn hướng về Diệp Thần Phong đi tới. Hắn bây giờ căn bản không có gì tốt lo lắng, hắn biết Diệp Thần Phong là không phá ra được hắn một chiêu này theo Diệp Thần Phong càng ngày càng tới gần hồ nước, thân thể của hắn không ngừng phát ra răng rác. Răng rác, thanh âm, trên người hắn đã sớm được linh khí dây leo quấn quanh máu thịt be bét được rồi, xương cũng đang bắt đầu vỡ vụn. Phương thần vũ hí hành hạ nói, người đây là tại lãng phí sức mạnh, vệ linh huyết thứ hình thành linh khí dây leo căn bản cũng không có căn nguyên, người muốn đem linh khí dây leo nhổ tận gốc, cái này căn bản là si nhân nằm mơ. Phương thần vũ khinh thường nhìn xem Diệp thần phong, tiếp tục nói, hiện tại thấy hối hận đi nha. Đáng tiếc đã quá muộn, người hôm nay nhất định phải chết, ai cho người yếu loạn ra mặt, người có bản lãnh này sao? Trong lúc nói chuyện, Phương thần vũ dĩ nhiên trực tiếp nhấc lên diệp thần phong trên cánh tay phải tay áo, đang nhìn đến diệp thần phong trên cánh tay có 8 cái tơ máu sau đó hắn là hoàn toàn kinh choáng váng, trong miệng nói ra, ngươi, ngươi dĩ nhiên là bát chuyển niết bàn làm sao có khả năng, tại toàn bộ thiên huyền giới đều không có bát chuyển niết bàn người. Tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, phương thần vũ lập tức lại tỉnh táo lại, hắn khuôn mặt lộ ra điên cuồng nụ cười, nói ra, khó trách người có chiến lực như vậy rồi, người lại là bát chuyển niết bàn, xem ra ta không thể để ngươi chết thoải mái như vậy rồi, người đủ tư cách để cho ta dằn vặt một phen. Diệp thần phong hiện tại chỉ muốn nhanh một chút đi vào giữa hồ, hắn căn bản không có để ý tới phương thần vũ, ở trong mắt hắn Phương Thần Vũ đã là một kẻ đã chết rồi. Phương Thần Vũ thấy Diệp Thần Phong căn bản không có để ý tới lời của hắn, trên mặt hắn là che kín tức giận, trên cánh tay phải linh khí ngưng tụ, bàn tay đánh ra, ầm một tiếng, một trường này trực tiếp vỗ vào Diệp Thần Phong sau lưng thượng. Diệp Thần Phong thân thể lay động một cái, được linh khí dây leo quấn quanh, hắn căn bản vô pháp chống đối cùng công kích một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra đồng thời, thân thể của hắn không khỏi té lăn quay trên mặt đất. Lão Bạch cùng Lão Hắc là chủ động rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, Diệp Thần Phong cũng có thể đem hai người bọn họ lập tức tỉnh lại, nhưng hắn không muốn chuyện gì đều dựa vào Lão Bạch cùng Lão Hắc. Bây giờ khoảng cách hồ nước chỉ còn dư lại 2 mét không tới khoảng cách. Trên người linh khí dây leo là càng lượn quanh càng chặt rồi, trong cơ thể linh khí cũng không ngừng bị rút lấy, Diệp Thần Phong cắn răng muốn từ mặt đất đứng lên, khi hắn mới vừa đứng lên lúc, Phương Thần Vũ một cước liền đá vào trên bụng của hắn. Phương Thần Vũ không có sử dụng bất kỳ chiến kỹ cùng chiêu thức, hắn liền là muốn muốn hảo hảo dằn vặt dần vặt Diệp Thần Phong mà thôi, trong lòng của hắn đố kỵ Diệp Thần Phong là bát chuyển nhất bàn. Được Phương Thần Vũ một cước đá vào trên bụng Diệp Thần Phong, thân thể của hắn bay thẳng đến hồ nước bay đi. Ầm, uhm, một tiếng Diệp thần phong té lăn quay bên bờ hồ, bất quá, chỉ cần hắn đưa tay ra là có thể đụng tới bên trong hồ nước nước hồ rồi. Diệp thần phong miệng bên trong lại hộc ra một ngụm máu tươi, hắn dùng tận lực số lượng đem tay phải của mình đưa vào trong hồ nước. Phương thần vũ nhìn thấy diệp thần phong kéo dài hơi tàn dáng dấp, hắn khuôn mặt lộ ra sảng khoái nụ cười, hắn nói ra, run dế nên phải có run dế bộ dáng, bây giờ không phải là rất tốt sao. Chơi cũng chơi đủ rồi, Ta có thể tiễn ngươi an tâm lên đường." Phương Thần Vũ lần nữa hướng về Diệp Thần Phong đi tới. Nhưng mà, tại Diệp Thần Phong tay phải chạm vào nước hồ thời điểm, hắn thử thôi thúc trong cơ thể thủy linh châu, này thủy linh châu quả nhiên bắt đầu có phản ứng. Diệp Thần Phong đem trong cơ thể còn dư lại linh khí đều rót vào đã đến thủy linh châu bên trong. Oanh, một tiếng. Trước mặt bên trong hồ nước nước hồ rõ ràng bạo nổ nổ tung lên nước hồ văng đến bên bờ, những này bắn lên nước hồ đem Diệp Thần Phong bao vây ở trong đó. Thủy Linh Châu tại Diệp Thần Phong trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. Từng đạo vô cùng sắc bén Thủy Nhận nhanh chóng hình thành, những này Thủy Nhận hướng về từng cây từng cây dây leo vạch tới rồi. Xoẹt, 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 quấn vòng quanh Diệp Thần Phong linh khí dây leo nhanh chóng gãy vỡ. Trong khoảnh khắc, hết thảy dây leo toàn bộ đều đứt gãy thượng phẩm bảo khí thủy linh châu từ diệp thần phong trong cơ thể nhảy ra theo thủy linh châu xuất hiện diệp thần phong được thủy linh châu dẫn dắt đã đến hồ nước phía trên mà thủy linh châu nhưng là tại diệp thần phong trên đỉnh đầu bên trong hồ nước nước hồ toàn bộ trở mình vọt lên hết thảy nước hồ đem diệp thần phong hậu phương cùng hai bên trái phải đều vây lại rồi không có linh khí dây leo quấn quanh diệp thần phong hắn nhìn xem bên bờ phương thần vũ Lạnh nói, muốn đưa ta lên đường, e sợ không dễ dàng như vậy đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kết tập 94.